linh một Trung Huynh, giết chết hắn. Đúng, giết chết hắn. Bắc hoang cử quốc chúng ta cũng không phải ngồi không. Quân tình đều kích phẫn, nhưng thành phi quân lại im lặng. Hắn nhận ra tiêu ký trên ống tay áo của bao tín nhiên. Này là một đệ tử của đại tông môn, hắn sẽ không đơn giản đi đắc tội. Trung hòa quang chết thì chết, nơi này còn nhiều thiên tài mà, thiếu một cái cũng không quan trọng lắm. Lăng Hàn hơi nhướng mày nói, Trung Hòa Quang sẽ xong đời. Tại sao? Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền đều cả kinh hỏi bởi vì tên kia là linh hải cảnh, hơn nữa là linh hải tầng 5. Quảng Nguyên tiếp lời nói. Cái gì? Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền đều lộ ra vẻ kinh sợ. Linh hải cảnh hơn 20 tuổi. Đùa dưỡng sao? Ở Vũ Quốc căn bản không tìm ra. Ảch, à, gần nhất xác thực có, chính là Phong Viêm. Mà Nghiêm Thiên Chiếu thì càng trẻ, mới 15 tuổi. Nhưng bình thường mà nói, làm sao cũng phải 30 mới có thể bước vào linh hải cảnh. Thậm chí 30 tuổi thành dũng tuyển cũng đã rất tốt lẽ nào người của bắc vực đều lợi hại như vậy tùy tiện chạy ra một cái cũng là thiên tài võ đạo vậy trận này không thể đánh được chu vô cửu đứng lên đây là trận chiến không công bằng lăng hàn gật đầu nói ngươi đi ngăn cản bảo tàn dạ trở về vâng chu vô cửu vội lĩnh mệnh rời đi chỉ là đã chậm trung hòa quang giận không nhịn nổi giơ roi quất tới bao tín nhiên soạt roi dài hóa thành một đạo linh xà nguyên lực khuấy động không khí đãng ra tầng tầng gợn sóng hết sức kinh người nhưng bao tín nhiên chỉ lạnh lùng nở nụ cười. Ngón út hắn điểm một cái, vô cùng chuẩn điểm lên trường tiên. Một luồng nguyên lực càng mạnh hơn xung kích, trường tiên bị bắn trúng chỗ bảy tắc, lập tức mềm xuống. Trung hòa quang kinh hãi, đang muốn vung roi, nhưng bao tín nhiên đã phi thân ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, dưới chân hơi động đã xuất hiện ở trước người Trung hòa quang, nhách miệng nở nụ cười. Trung hòa quang kinh hoàng, muốn đưa tay công kích, nhưng chỉ tay của bao tín nhiên đã bắn tới chán của hắn. Đùng, hắn bị đẩy lùi về sau. Thời điểm bay đến giữa không trung, đầu của hắn đột nhiên vỡ ra, vật hồng hồng trắng trắng văng loạn tùng phèo. Hí, tất cả mọi người nhìn mà run cả người. Đây chính là một trong những thiên kiêu mạnh nhất Bắc Hoang Cửu Quốc bọn họ. Nhưng hiện tại hắn lại bị người đánh chết như chó, bọn họ làm sao có thể tiếp thu? Đau lòng, run sợ, lẽ nào Bắc vực đều là quái vật như vậy sao? Vậy bọn họ còn đi Đông Nguyệt Tông làm gì? vào sơn môn nhất định phải trải qua cạnh tranh kịch liệt, bị người tùy tiện đánh liền chết sạch. Bọn họ đi ra là vì truy đuổi cảnh giới càng cao hơn, không phải là đi tìm cái chết. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều sinh ý thoái lui. Các ngươi không cảm thấy, thời điểm đầu người nổ tung là đẹp nhất sao? Bao tín nhiên mang theo một tia hưng phấn nói, sau đó ngữ điệu phát lạnh. Thật là làm cho ta bất ngờ. Những bác hoang thổ cầu các ngươi ở thời điểm chết lại có thể đẹp như vậy, thực khó mà tin nổi. Cái này không phải là ca ngợi, Tất cả mọi người giận dữ, nhưng tưởng tượng đến thực lực đáng sợ của đối phương, từng cái từng cái lại không dám mở miệng. "Ngươi không phải Dũng Tuyền cảnh." Cù Thủy Vân nói. "Trung Hòa Quang là Dũng Tuyền tầng 9, mặc cho Dũng Tuyền cảnh nào cũng không thể ở trong hai chiêu đánh giết hắn. Chỉ có linh hải cảnh mới có tư cách này." Bốp bốp, Bao Tín Nhiên vỗ tay cười nói, "Rốt cục có người thông minh. Ta đương nhiên không thể là Dũng Tuyền cảnh. Thiên tài như ta, đã 25 tuổi, làm sao còn ở Dũng Tuyền cảnh chứ?" linh hải cảnh. Tất cả mọi người kinh hô, đồng thời trở nên phẫn nộ. Ngươi là cao thủ linh hải cảnh, lại chạy tới hành hạ dũng tuyển cảnh, cái này tính là gì? Bao tín nhiên dẫm chân một cái. Một đạo mạch văn mở ra, hình thành phù hiệu màu xanh lục. Ý chí võ đạo ra ngoài, tiêu chí của linh hải cảnh. Các hạ, ngươi thật quá mức. Đường đường cao thủ linh hải cảnh, nhưng lại che giấu tu vi, còn hơi một tí liền giết người. Ngươi không cảm thấy khinh người quá đáng sao? Bạch Ngọc Tuyền khí phách nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Được. Nói thật hay. Tất cả mọi người ủng hộ. Linh hải cảnh cũng không thể bắt nạt người như thế. Huống chi bắc hoang cửu quốc lại không phải không có linh hải cảnh. Bao tín nhiên móc lỗ tai nói, quá mức cái gì. Ta và các ngươi tuổi tác sấp xỉ, cảnh giới cao hơn các ngươi, thực lực mạnh hơn các ngươi, cái này là thiên phú của ta cao hơn, các ngươi chỉ là cạn bã mà thôi. Thân là cạn bã, phải có giác ngộ bị ta dẫm nha. Quá đáng ghét chúng ta cùng tiến lên cùng lắm chết mấy chục người làm sao cũng phải làm thịt hắn đúng bắc hoang cửu quốc chúng ta cũng không phải dễ trêu bao tín nhiên khiêu khích để mọi người đè xuống hoảng sợ chỉ còn dư lại phẫn nộ làm sao cũng phải giết tên lớn lối này há giết ta bao tín nhiên cười nhạo hắn giơ tay trái lên thật cao nhìn mọi người một vòng nói bọn cạn bã nhìn thấy tiêu chí này chưa đây là tiêu chí của hàn thủy tông ta chính là đệ tử của hàn thủy tông không nói các ngươi có giết được ta hay không, coi như có thể, thì các ngươi phải chết, gia tộc phía sau các ngươi cũng chết, quốc gia của các ngươi sẽ bị diệt. Bởi vì ta là đệ tử của Hàn Thủy Tông, có hiểu hay không đám cạn bã? Bao tín nhiên ngạo nhiên, để tay trái xuống, hiện tại, còn có cạn bã nào không phục? Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường im lặng lần thứ hai. Một linh hải cảnh đương nhiên không có gì. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, làm sao cũng có thể liều mạng. Nhưng Hàn Thủy Tông, được gọi là tông, ít nhất cũng có cường giả linh anh cảnh tọa chấn. Đó là sức mạnh không thể tưởng tượng. Coi như người có cốt khí hơn nữa, nhưng nghĩ đến gia tộc phía sau, còn có quốc gia phía sau, nếu như bản thân đưa tới quái vật khổng lồ như Hàn Thủy Tông, vậy đó là tai nạn cỡ nào? Hiện tại, đều cút về ổ chó cho ta. Ai dám đi qua lạc nguyệt hạp, ta liền làm thịt hắn. Bao tín nhiên lạnh lùng nói. Lúc này mọi người mới biết, đối phương là cố ý đến ngăn cản bọn họ tiến vào bắc vực mấu chốt của chuyện này chỉ có hai khả năng thứ nhất bao tín nhiên không muốn bọn họ tham gia buổi đấu giá ngày mai thứ hai đối phương không muốn bọn họ tham gia trận sát hạch của đông nguyệt tông hoặc là hai cái đều có khả năng còn do dự cái gì bao tín nhiên trừng mắt thực lực của hắn đã có thể nghiền ép lại thêm hàn thủy tông phía sau tự nhiên có thể hung hăng đáng ghét a à. tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm nắm đến xương cốt vang vọng lẽ nào bởi vì một người trẻ tuổi mà bọn họ chỉ có thể ỉu xìu về nhà đúng rồi, vừa nãy ta nghe được, nơi này có rất nhiều nhân sâm cùng linh chi trăm năm. Bao tín nhiên lộ ra nụ cười, trong ánh mắt có vẻ tham lam. Trước khi đi, đều lưu lại nhân sâm, linh chi còn có nguyên tinh. Nếu ai dám tư tàng, đánh chết bất luận tội. Quân tình ồ lên, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thật quá mức, đuổi bọn họ về Bắc Hoang đã không tính, lại còn muốn đánh cướp. Thành đại sư, ngài không muốn nói vài câu sao. Có người hỏi Thành Phi Quân, đối phương là người tổ chức võ đạo trả hội lần này, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, chẳng lẽ chủ nhân vẫn muốn ngồi xem? Bị người hỏi, Thành Phi Quân không thể làm gì khác hơn là đứng lên nói, bao tín nhiên, đây chính là Lạc Nguyệt Hạp, là địa bàn của tinh diệu điện ta, người tới đây diễu võ dương oai thật quá mức. Ồ, Đan Sư Huyền cấp thượng phẩm, ánh mắt của bao tín nhiên đảo qua, không khỏi móc lỗ tai, người không phải là giả mạo chứ, nhìn qua cũng không lớn hơn ta bao nhiêu tuổi, sao lại thành Đan Sư Huyền cấp thượng phẩm? trên ngực đối phương mang ba huy chương màu bạc, hắn đương nhiên không thể không biết. Sắc mặt của thành phi quân tối sầm lại. Hiện tại mọi người đều không để hắn ở trong mắt sao. Hắn hừ một tiếng nói, ta là thành phi quân. Hiện tại lập tức lui ra khỏi trấn cho ta, nếu không, tinh vệ đội sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều uất ức. Bị người dẫm lên mặt, nhưng chỉ có thể mời đối phương đi, thực là đáng hận. Thật sao? Bao tín nhiên cười nhạt, tiện tay lấy ra một lá cờ, cắm xuống đất vèo, lá cờ đón gió lớn lên, hóa thành một đại kỳ cao tới 10 mét. Trên cờ vẽ một dòng sông, bốn phía là tuyết trắng mênh mang. Chỉ nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh, phẳng phất tiến vào băng thiên tuyết địa. Không không không. Đây không phải là cảm giác, mà là thật như vậy. Có thể rõ ràng cảm giác được, nhiệt độ bốn phía đã giảm rất nhiều. Hơn nữa còn đang không ngừng giảm xuống. Lệnh kỳ của Hàn Thủy Tông. Thành phi quân kinh ngạc thốt lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi bao tín nhiên cười ha ha nói không sai bản tông muốn mượn nơi đây làm ít chuyện hy vọng thành đại sư cho cái mặt mũi bằng không cũng đừng trách bản tông không nể mặt lồng ngực của thành phi quân chập trùng kịch liệt cho thấy trong nội tâm dãy ruộng nhưng cuối cùng hắn vẫn đặt mông ngồi xuống võ đạo trà hội này là hắn lấy danh nghĩa của mình tổ chức không quan hệ gì tới tinh diệu điện bởi vậy hắn không cách nào kéo đan sư hiệp hội ra mà đan sư huyền cấp thượng phẩm xác thực rất trâu ngay cả đại tông môn cũng không dám sát hại nhưng không có nghĩa là đối phương nhất định phải nể tình bao tín nhiên hoàn toàn có thể gạt hắn sang một bên lẽ nào hắn còn dám chạy tới hàn thủy tông kháng nghị sao thấy thành phi quân cũng kinh sợ tất cả mọi người tuyệt vọng lẽ nào mấy ngàn người bọn họ lại bị một người cướp sạch sao dù cho người này là linh hải cảnh chạy ngược lại hắn chỉ có một người mọi người cùng nhau chạy lẽ nào hắn còn có thể ngăn cản sao chạy không được Bao Tín Nhiên nhoẻn miệng cười, đây chính là lệnh kỳ của bản tông. Một khi triển khai, trong chu vi một dặm đều bị phong tỏa. Không có sự đồng ý của ta, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Hiện tại, ngoan ngoãn giao đồ vật ra đi." Hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Hắn là phụng sư mệnh đến, ngăn cản người nơi này tiến vào Bắc vực tham gia Đông Nguyệt Tông sát hạch, bởi vì Hàn Thủy Tông và Đông Nguyệt Tông không hợp. Có thể suy yếu đối phương một ít, thậm chí là buồn nôn đối phương một hồi cũng tốt rồi có điều sau khi tới đây hắn lại phát hiện nơi này còn có lượng lớn nhân sâm linh chi trăm năm nhất thời để hắn đại hỉ lần này hắn có thể phát tài a à. lăng đại sư lần này chỉ có thể dựa vào ngươi bọn người thích vĩnh dạ vây quanh nói lăng đại sư đánh chết tên khốn kiếp này đúng tên kia quá đáng ghét mọi người dồn rập nói nơi này là có một vị đan sư địa cấp ngay cả hàn thủy tông tông chủ đích thân tới cũng phải cho mấy phần mặt mũi như thần thai cảnh là phàm sinh hoa cảnh là thần một khi đẳng cấp đan sư vượt qua địa cấp vậy địa vị cũng tăng vụt căn bản không phải đan sư huyền cấp thượng phẩm có thể so sánh huống chi sức chiến đấu của lăng hàn đều được mọi người công nhận đánh bại phong viêm nghiêm thiên chiếu quả thực là yêu nghiệt lăng hàn không khỏi cười nói không phải các ngươi không cho ta ra tay sao tất cả mọi người quẫn bách trước kia bọn họ hy vọng lăng hàn không ra tay chỉ là vì muốn cướp đoạt quán quân nhưng hiện tại đến một người ngoài lấy thực lực linh hải cảnh quét ngang chỉ có thể mới lăng hàn ra chấn áp lưu vũ đồng và lý tư thiền cũng rực dây nếu như lăng hàn đứng ra lấy tư thái vô địch quanh bại bao tín nhiên này tương đương với xác lập địa vị số một của hắn ở bắc hoang cửu quốc các nàng tự nhiên hy vọng người mình yêu có thể thắng được mỹ danh như vậy lăng hàn cười cợt đứng lên không có cách nào a à. bao tín nhiên muốn cấp sạch bọn họ vậy thì trực tiếp xung đột lợi ích với lăng hàn rồi muốn cấp đồ vật của hắn vậy thì không có gì để nói giết sát khí của lăng hàn lưu chuyển nơi này không phải vũ quốc có vũ hoàng ở một bên kiềm chế hơn nữa hiện tại hắn trở thành đan sư địa cấp luận địa vị còn trên vũ hoàng muốn giết người nào ai có thể ngăn cản hắn người muốn cướp đồ vật của ta lăng hàn đi tới trước mặt bao tín nhiên hỏi đối phương hổ nữ thì cầm góc áo của lăng hàn đứng ở một bên không khỏi nghe răng muốn cướp đồ vật của lăng hàn Lăng Hàn là của nữ, như thế đồ vật của Lăng Hàn tự nhiên cũng là của nữ, vậy ngươi cướp đúng là đồ vật của nữ rồi. Hổ nữ rất tức giận. Dũng Tuyền tầng 1. Bao Tín Nhiên xì một tiếng. Lúc nào ngay cả phế vật Dũng Tuyền tầng 1 cũng dám đứng ở trước mặt ta nói chuyện, còn không quỳ xuống cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng, sóng âm hóa hình, rung động về phía Lăng Hàn. Hắn không có tu luyện võ kỹ âm luật, nhưng nương theo tu vi của linh hải cảnh, một tiếng hét này vẫn như sư tử hống, có thể đánh nứt ra thịt của Dũng Tuyền cảnh vèo, Lăng Hàn vẫn chưa ra tay, nhưng hồ nữ đã phát động trước. Thân thể nho nhỏ của nàng hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Bao Tín Nhiên. Đùng đùng, tiểu nha đầu bạt tay liên tục, dồn dập đánh lên mặt Bao Tín Nhiên. Phốc, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều phun ra ngoài. Một tiểu nha đầu năm sáu tuổi cuồng quất Bao Tín Nhiên, đây là đang nằm mơ sao? Chỉ có võ giả Vũ Quốc thì lộ ra vẻ kiêu ngạo. Lúc trước mạnh như Nghiêm Thiên Chiếu cũng bị hổ nữ khắc chế đến thảm, cuối cùng phải phóng đại chiêu, kết quả bị Lăng Hàn chém đến gần chết. Một lớn một nhỏ này, tuyệt đối là quái vật trong quái vật. Hiện tại Lăng Hàn thành đan sư địa cấp, để những người khác chỉ có thể chảy mồ hôi. Yêu nghiệt này mình không thể so. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bao tín nhiên bị đánh phát mộng, nhưng ngay lập tức đã tỉnh lại. Hắn uy phong bá đạo nửa ngày, nhưng hiện tại lại bị người đánh mặt, đây là sỉ nhục thế nào? Hắn vội vung quyền đánh tới hổ nữ. Nhưng tốc độ của hổ nữ quá nhanh, vèo. Liền xuất hiện ở phía sau hắn lại là công kích liên tiếp quất tới sau lưng bao tín nhiên nở hoa máu tơi tung tóe đáng chết đáng chết sau mấy lần đều không bắt được hổ nữ bao tín nhiên liền biết tốc độ của đối phương hơn xa mình hắn vội tung người đi tới bên cạnh lệnh kỳ tay nắm chắc sau đó quát to hàn thủy vô địch băng phong thiên lý oanh một tia hàn khí màu trắng từ trong lệnh kỳ phun ra trong nháy mắt đóng băng phạm vi mười trượng lăng hàn Hồ nữ cũng không ngoại lệ đều bị đóng băng thật là đại chiêu trong nháy mắt liền hạn chế hai người mọi người vốn còn đang khen hay nhưng thấy cảnh này không ai không tuyệt vọng bao tín nhiên đã rất mạnh mẽ nhưng hiện tại còn có một linh khí càng mạnh mẽ ai có thể ngang hàng lệnh kỳ này hiển nhiên là linh khí ý chí võ đạo thức tỉnh hàn ý đóng băng ai có thể tiếp cận có người nói bảo vật chấn sơn của hàn thủy tông tên là hàn thủy kỳ một khi mở ra vậy thì thật là băng phong thiên lý cực kỳ đáng sợ lệnh kỳ này chỉ là đồ vật phỏng chế mà thôi uy lực còn lâu mới có thể so với hàn thủy kỳ nhưng dùng để chấn áp hai dũng tuyển cảnh còn không đủ sao bao tín nhiên xì một tiếng một tiểu nha đầu lại ép hắn dùng lệnh kỳ mới có thể chế phục thật có chút mất mặt thành phi quân thì lộ ra nụ cười lạnh lùng hắn vốn chờ la quý phong giết chết lăng hàn nhưng nhiều ngày như vậy đối phương còn không hoàn thành để hắn thầm mắng phế vật nhưng hiện tại bao tín nhiên lại thay hắn hoàn thành tâm nguyện để hắn hận không thể chạy tới ôm bao tín nhiên ra sức hôn một cái thật là một người tốt a à. rắc rắc đúng lúc này biến hóa phát sinh tầng băng bao vây lăng hàn xuất hiện rất nhiều vết rách giống như tơ nhện có thể nhìn thấy cả người hắn có một đoàn hỏa diễm màu đỏ thấm lưu chuyển đã đốt tan khối băng dị hỏa thành phi quân lập tức đỏ mắt hắn từng nắm giữ dị hỏa bởi vậy cho dù cách xa, hắn cũng có thể cảm giác được đoàn dị hỏa kia, có một tia cảm giác quen thuộc, rồi lại hoàn toàn khác nhau. Dị hỏa của mình đã bị dị hỏa của Lăng Hàn nuốt chửng. Hiển nhiên, uy lực của đoàn dị hỏa này mạnh hơn. Dung hợp hai đoàn dị hỏa, đây là chuyện tất nhiên. Ta muốn, ta muốn, ta muốn. Thành Phi Quân thầm hô. Ngay cả lệnh kỳ đóng băng cũng có thể hòa tan, uy năng của dị hỏa thực sự là kinh người. Mà thanh âm rắc rắc không phải từ chỗ Lăng Hàn phát ra mà ở chỗ của hổ nữ chỉ thấy tiểu nha đầu đang mở miệng nhỏ không ngừng nhai gặm cắn nát khối băng nuốt vào tốc độ cực nhanh chỉ một hồi đầu của nàng đã hiện ra nàng đang cấp tốc giải phóng bộ phận khác của thân thể mẹ nó đây là kẻ tham ăn cỡ nào ngay cả băng cũng ăn da mặt của bao tín nhiên co giật hai quái vật a à. đặc biệt là hổ nữ kia thật là răng sao hắn lộ sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm hổ nữ bây giờ đối phương vẫn chưa thoát thân, hắn có thể dễ dàng giết chết. Trang, song kiếm bên hông ra khỏi vỏ, hàn quang như nước. Này, ngươi quên còn có ta sao? Lăng hàn cười nhạt. Dũng tuyển tầng một, ta giết ngươi trước, lại giết tiểu nha đầu kia. Thân hình của bao tín nhiên bay tới, giết về phía lăng hàn. Song kiếm chém ngang, oanh, ý chí võ đạo lưu chuyển, băng tuyết bay đầy trời. Cái này không phải ảo ảnh, mà là băng tuyết chân chính. Sau khi đạt đến linh hải cảnh, ý chí võ đạo biểu hiện ra ngoài, có thể ảnh hưởng thiên địa, hình thành công kích thực chất. Trên mỗi một mảnh băng tuyết đều có mạch văn nho nhỏ phát sáng, nắm giữ lực sát thương đáng sợ. Trước đó Bao Tín Nhiên coi thường Lăng Hàn, nhưng có thể ung dung thoát vây, vậy tên này đáng giá hắn giết. Lăng Hàn rút kiếm, vận chuyển Tứ Quý kiếm pháp. Ý cảnh xuân hạ thu đông lưu chuyển, hình thành thiên địa tuần hoàn. Công kích của Bao Tín Nhiên bao hàm ý chí võ đạo, hiển nhiên càng mạnh hơn, nhưng Lăng Hàn cũng không kém bao nhiêu lại thêm tứ quý kiếm pháp là võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, uy lực vô cùng lớn, đã bù đắp sự không đủ trên ý chí võ đạo. Oanh, oanh, oanh. Hai người không ngừng đối đầu, trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp. Nhanh, nhanh bấm ta một cái, có phải ta đang nằm mơ không? Làm sao lại thấy một gia hỏa dũng tuyển tầng một đấu với linh hải cảnh cơ chứ? Có người lẩm bẩm nói, nhất định là ta hoa mắt, ha ha, làm sao có khả năng? Mẹ nó, ta muốn điên rồi, đây thực là dũng tuyển cảnh sao? thấy cảnh này, ngoại trừ võ giả của Vũ Quốc, những người khác đều như điên rồi, ôm đầu la lên. Đây cũng quá không chân thực đi. Chỉ là dũng tuyển tầng 1, lại có thể chính diện giao phong với linh hải cảnh, còn không rơi xuống hạ phong, quả thực như mộng ảo. Tuy hổ nữ cũng là dũng Tuyền cảnh, nhưng nàng không có chính diện va chạm với bao tín nhiên, mà là lấy tốc độ thủ thắng. Cái này chỉ ít còn có thể để người tiếp thu. Nhưng lăng hàn, tuyệt đối là khí tức của dũng Tuyền tầng 1. Tuy vậy hắn lại có thể đấu chính diện với linh hải tầng 5, quả thực làm bọn họ phát điên. Dũng tuyển cảnh cũng có thể mạnh như thế. Không chỉ lăng hàn, còn có hồ nữ. Thời điểm hai người đối kháng với bao tín nhiên đều không rơi xuống hạ phong, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là quái vật, cái gì gọi là biến thái. Các ngươi còn không biết a, à, hắn tên lăng hàn. Có người vũ quốc nói. Cái, cái gì? Hắn là lăng đại sư. Đàn sư địa cấp. Không sai. Sao có thể có chuyện đó? Hắn chỉ 16-17 tuổi a, a a, ta thật muốn điên rồi thiếu niên 16-17 tuổi, không chỉ có thể chính diện đối kháng linh hải cảnh, còn là đan sư địa cấp. Ta vẫn được gọi là thiên tài, vì sao so sánh, lại giống như phế vật vậy. Ta cũng là phế vật. Ta cũng thế. Tất cả mọi người than thở. Nguyên bản bọn họ rất tự ngạo, luôn cảm giác trong thế hệ trẻ tuổi mình làm sao cũng là tồn tại số 1 số 2, nhưng bây giờ mới biết mình ếch ngồi đáy giếng đến cỡ nào. Tự cao tự đại mà. Một bên khác, hổ nữ đã từ trong băng cắn ra, chỉ là khi cô nhóc nhìn thấy lăng hàn đang chiến đấu với bao tín nhiên thì cũng không có sông lên nàng có nhạy cảm mãnh liệt đối với chiến đấu biết thực lực của lăng hàn vẫn chưa phát huy hoàn toàn tuyệt đối có thể thắng tự nhiên không cần nhúng tay bao tín nhiên ngơ ngác hắn là linh hải tầng năm hàng thật đúng giá mà đối phương cũng xác thực là dũng tuyền tầng một nhưng sức chiến đấu của đối phương lại không kém hắn chút nào điều này hắn làm sao có thể tiếp thu nếu như đối phương cũng trở thành linh hải cảnh thì sao vậy có phải là một chiêu liền miểu sát hắn? Không được, tuyệt không thể để cho thiên tài như vậy sống tiếp. Hắn tung người, muốn đi kích phát lệnh kỳ, sau khi đóng băng lăng hàn lại ung dung giết chết. Còn muốn lần thứ hai, lăng hàn cười gần. Huyền diệu tam thiên đã thủ thế chờ đợi. Đại chiêu này chỉ cần hai ba hơi thở liền hoàn thành chuẩn bị, rất nhanh nha. Một tay của bao tín nhiên đã đụng tới lệnh kỳ. Hắn muốn rút lệnh kỳ ra, lấy lệnh kỳ làm binh khí quét ngang lăng hàn bị quét trúng, Lăng Hàn sẽ bị đóng băng, sau đó bị sức mạnh to lớn đập tan. Vậy dĩ nhiên sẽ chết từ đầu đến đuôi. Oanh, bốn ánh kiếm đồng thời sáng lên. Một kiếm thật, ba kiếm khí. Sau đó diễn hóa ra 400 ánh kiếm đánh tới bao tín nhiên. Trong mắt của bao tín nhiên hiện ra hoảng sợ, vội vung lệnh kỳ chống đỡ. Phốc 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 phốc. Ánh kiếm tùy ý, kinh thiên động địa. Bao tín nhiên lào đảo bay ra, trên người đều là thương thích có nhiều vết sâu thấy xương, lộ ra xương cốt màu trắng hiếu, cả người hoàn toàn thay đổi. Có điều, ăn huyền rượu Tam Thiên mà không chết, cũng coi như có chút thực lực. Nhờ chiến kỳ chặn hơn nửa công kích, bằng không hắn đã chết rồi. Ủng hộ kênh qua linhhaleyji.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tất cả mọi người không ai không kinh hãi, mà như đám người liên tu trúc, Bạch Ngọc Tuyền thì tràn ngập xấu hổ. Không phải sao? Bọn họ tự xưng thiên kiêu, chỉ có mấy người có thể ngang hàng nhưng mỗi một người vẫn tràn ngập tự tin, cho rằng buông tay chiến một trận, bọn họ tuyệt đối có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng theo bao tín nhiên xuất hiện, tự nhiên nặng nề đả kích tự tin của bọn họ. Đồng dạng là 24-25 tuổi, người ta đã thành linh hải cảnh trung kỳ, tranh lệch không phải lớn bình thường. Nhưng cũng còn tốt, bởi vì bao tín nhiên đến từ Hàn Thủy Tông. Đó là một thế lực siêu cấp, bọn họ không bằng cũng có thể thông cảm được. Thế nhưng, Lăng Hàn lại có thể đánh ngang tay với bao tín nhiên, đã làm cho bọn hắn kinh hãi đến rơi răng, Hiện tại đối phương một chiêu kiếm trọng thương kẻ thù, để bọn họ không thể không thừa nhận, trước kia mình như ếch ngồi đáy giếng. Nếu như bọn họ biết, chiêu kiếm này không phải toàn lực của Lăng Hàn, chỉ đánh ra 400 anh kiếm mà thôi, có lẽ sắc mặt của bọn họ sẽ càng thêm khó coi. Càng đáng sợ hơn chính là, Lăng Hàn còn là đan sư địa cấp. Người dám tin sao? Lăng Hàn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chiêu kiếm này không dùng toàn lực, là bởi vì hắn không muốn đánh xong sẽ trở nên vô lực. Loại cảm giác kia quá khó chịu. Hơn nữa, thực lực của bao tín nhiên cũng không có mạnh như vậy, không cần dùng 800 ánh kiếm tới đối phó. Phụt, tuy bao tín nhiên còn đứng, nhưng không ngừng ho ra máu, cả người run rẩy, Tay chân bị lột rất nhiều huyết nhục, để hắn đứng cũng khó khăn. Hắn nắm lệnh kỳ thật chặt, dựa vào nó chống đỡ thân thể. Người đến cùng là ai? Hắn không cam lòng hỏi. Dũng tuyển tầng một làm sao sẽ mạnh như vậy? Một người sắp chết, biết nhiều như vậy làm gì? Lăng hàn lạnh lùng nói. Người dám giết ta? Bao tín nhiên cười gần, Ta là đệ tử của Hàn Thủy Tông, ngươi dám giết ta, cường giả tông ta tất sẽ san bằng quốc gia của ngươi. Tôn nghiêm của đại tông môn là không thể xâm phạm. Sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi, bởi vì ta là đan sư địa cấp. Ngươi cảm thấy người của Hàn Thủy Tông sẽ vì ngươi mà đắc tội đan sư địa cấp sao?" Lăng Hàn từ tốn nói. Tuy trước đó mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng bao tín nhiên đang ác chiến với Lăng Hàn, nên đâu thể nào nghe được. Hiện tại phản ứng đầu tiên của hắn là Lăng Hàn đang nói đùa trên thế giới làm sao có đan sư địa cấp trẻ như vậy? Không thể. Hắn lập tức nói. Ngươi không cần để ý, cẩn thận đi đầu thai đi. Đời sau không nên ngang ngược như thế, đặc biệt là đừng ngang ngược lên đầu của ta. Lăng Hàn đâm ra một chiêu kiếm. Hắn không có ý định lưu lại hậu hoạn. Đáng ghét. Tuy bao tín nhiên bị thương, nhưng nội phủ cùng chỗ yếu hại không sao. Hắn ra sức vận chuyển lệnh kỳ, càn quét về phía Lăng Hàn. Ào ào ào. Lệnh kỳ dương động, quấy lên gió lạnh, có thể đông chết người. Oanh! Dị hỏa quay quanh bên người lăng hàn, cung cấp cho hắn một lá chắn hỏa diễm, hóa giải hàn khí kéo tới, làm cho uy lực lớn nhất của lệnh kỳ trở nên vô dụng. Lăng hàn ép sát. Sức chiến đấu của hắn vượt qua bao tín nhiên, bây giờ đối phương tế lệnh kỳ lại không có tác dụng, vậy làm sao chặn được công kích của hắn? Chỉ mấy chiêu đối phương liền bị lăng hàn chém cổ họng. Máu tươi phun tung tóe, hắn ầm ầm ngã xuống đất. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin tưởng trước đây không lâu hắn như một thần linh bẫy nghễ giết người như cỏ rác nhưng mới nháy mắt hắn liền gặp phải vận mệnh đồng dạng trào phúng thực sự là quá trào phúng hắn không cam lòng mà trợn to hai mắt nỗ lực muốn lưu lại vùng trời này nhưng chờ đợi hắn chỉ là hắc ám sư phụ nhất định sẽ báo thù cho ta hắn lưu lại câu nói sau cùng mang theo quyến luyến đối với sinh mệnh chết đi lăng hàn lăng đại sư lăng đại sư uy vũ lăng đại sư vạn tuế bầu không khí của quảng trường bị nhen lửa. Người trẻ tuổi không có quá nhiều lo lắng cùng cân nhắc. Bọn họ chỉ biết là một người ngoại lai ép bọn họ không nhấc đầu lên nổi. Nhưng Lăng Hàn đứng ra, đánh đầu người ngoại lai kia. Người ngoại lai kia không chút để ý đồ sát bọn họ, cuối cùng bị Lăng Hàn không chút lưu tình giết chết. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, thoải mái. So sánh với đó, thành phi quân là cọng lông. Thân làm đan sư huyền cấp thượng phẩm, lại còn không chấn áp được một võ giả linh hải cảnh, bị người coi là chuyện cười nay ngược lại có chút oan uổng thành phi quân bởi vì đại tông môn đều bồi dưỡng đan sư của mình cơ bản có thể giải quyết nhu cầu đan dược của đệ tử bản tông chỉ có một ít đan dược đặc thù bọn họ mới cầu đan sư hiệp hội nếu không cùng lắm thì đi linh bảo các tham gia đấu giá cũng có thể giải quyết vấn đề bởi vậy đại tông môn chỉ kiêng kỵ quần thể đan sư nhưng bởi vì không có nhu cầu trực tiếp nên sẽ không cần xem trọng đan sư quá mức lại như phong viêm hắn không để ý chút nào nói muốn phế hai chân của lăng hàn chỉ cần không giết người đan sư hiệp hội sẽ không can thiệp tuy đại tông môn kiêng kỵ đan sư hiệp hội nhưng đan sư hiệp hội sẽ không dễ dàng trở mặt với đại tông môn đương nhiên phân lượng của đan sư địa cấp lại khác tông môn nào cũng kính như khách quý nếu như có thể mời về bản tông làm cung phụng vậy thực lực của tông môn sẽ tăng lên rất nhiều khuôn mặt của thành phi quân tái nhợt võ đạo trà hội này là hắn tổ chức còn không tiếc vốn liếng lấy ra một viên bổ tâm đan nhưng hiện tại tốt rồi đã thành áo cưới của lăng hàn hắn làm chủ nhân lại bị người khinh bỉ tên đáng chết này làm sao còn chưa chết không được buổi tối nhất định phải đi bái kiến la quý phong bất luận làm sao cũng phải cầu hắn ra tay lăng hàn tươi cười nói các vị đừng quên đi duyệt lai khách sạn ta còn có lượng lớn nhân sâm và linh chi trăm năm chỉ cần có đủ nguyên tinh không giới hạn cung hàng ha ha tất cả mọi người cười to đan sư địa cấp nguyên bản cao cao tại thượng còn trâu hơn quân chủ của một quốc gia nhưng hiện tại lại chào hàng bán đồ lập tức rút ngắn khoảng cách với mọi người nhất định sẽ đến chăm sóc chuyện làm ăn của lăng đại sư nói sau có thể mua được nhân sâm linh chi trăm năm vẫn là chúng ta kiếm bộn đa tạ lăng đại sư tất cả mọi người thành khẩn nói dù sao nguyên tinh chỉ cần linh hải cảnh chịu luyện liền có thể sản xuất nhưng nhân sâm linh chi trăm năm lại dễ có như vậy sao coi như gia tộc chịu mở linh điền trồng trọt vậy cũng là tiền nhân gieo hạt hậu thế hưởng phúc a huống hồ linh dược như vậy sẽ có yêu cầu hà khắc với hoàn cảnh muốn đạt đến trăm năm không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết, không phải chỉ cần trăm năm là đủ. Bởi vậy cho dù là quái vật khổng lồ như hoàng thất, tuy cũng có vườn thuốc của mình, nhưng dược linh 30, 50 năm đã đủ kinh người, từ đâu tới trăm năm. Động tác này của Lăng Hàn, không chỉ giúp hắn thu gom nguyên tinh, còn thắng được thế hệ trẻ tuổi của cửu quốc cảm kích. Thật có thể nói vô tâm trồng liễu liễu xanh tươi. Còn thành phi quân tất nhiên là cố ý trồng hoa hoa không thấm rồi. Thành Phi Quân mở võ đạo trả hội, một mặt là muốn lựa chọn thiên tài cho La Quý Phong mời chào, thứ hai hắn cũng muốn dựng nên uy vọng. Đến thời điểm đó lấy uy vọng du thuyết, lại thêm thân phận đan sư huyền cấp thượng phẩm, tự nhiên càng dễ thuyết phục người khác gia nhập hơn. Nhưng hiện tại Thành Phi Quân hoàn toàn bị người quên lãng, Lăng Hàn thì được tất cả mọi người tán đồng, cảm kích. Điều này thực khiến Thành Phi Quân tức giận đến sôi gan. Ai bảo hắn ở thời điểm mấu chốt lùi bước chứ? võ đạo giới, cho dù thực lực của ngươi thấp kém, nhưng lực chiến mà chết, người khác cũng sẽ giơ ngón tay cái lên nói một tiếng hảo hán tử. Nhưng không đánh mà chạy, khiếp chiến ở trước mặt mọi người, sẽ bị người xem thường mãi mãi. Lăng Hàn ôm quyền, liền dẫn đám người lưu vũ đồng trở về khách sạn. Mà dọc theo đường đi, hai nữ còn không cam lòng. Nói nếu Lăng Hàn đạt được thứ nhất, thì nên hỏi thành phi quân giao bổ tâm đan ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé điều này làm cho lăng hàn cười to xem thường không ngớt đan đạo đế vương như hắn chẳng lẽ còn phải ăn đan dược của đan sư huyền cấp thượng phẩm luyện chế ra sao thực sự là trò cười trở lại khách sạn không lâu khách hàng liền tới như mây chu vô cửu đã không làm xuể quảng nguyên tàn dạ đều đi hỗ trợ sau đó không chỉ thế hệ trẻ tuổi của bắc hoang cửu quốc mang nguyên tinh đến rất nhiều đan sư của tinh diệu điện cũng nghe tin chạy tới không vào sinh hoa đều là phàm nhân phàm nhân chỉ có trăm năm tuổi thọ, mà ai không muốn sống thêm mấy năm. Càng là lão nhân nắm đại quyền, liền càng tiếc mệnh, vì sống thêm mấy năm có thể trả bất cứ giá nào. Nhân sâm, linh chi trăm năm, tuy hiệu quả không thể nghịch thiên, nhưng làm sao cũng có thể kéo dài tuổi thọ, sống thêm năm ba năm là tuyệt không thành vấn đề. Huống hồ thứ này đại bổ, có thể chữa trị ám thương, cũng tương đương kéo dài tuổi thọ. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền bắt đầu làm bà quản gia, ở một bên vui cười hớn hở đếm nguyên tinh lại bị hổ nữ xem thường, tự nhủ hai nữ nhân ngốc này, nguyên tinh có gì đáng xem, kề cận Lăng Hàn mới là chính đạo. Bán một ngày, Lăng Hàn thu hoạch kinh người, được hơn 10 vạn nguyên tinh. Đây là số tiền làm người đỏ mắt, bảo đảm ngay cả Hoàng Thất Vũ Quốc cũng chỉ có nhiêu đó. Buổi đấu giá cũng gần tới, còn có hai ngày nữa sẽ bắt đầu. Một bên khác, được ba vị đan sư địa cấp hỗ trợ, chứng thực đan sư của Lăng Hàn chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Nhiều nhất chỉ 5 ngày, chứng minh thân phận liền có thể đưa tới, Lăng Hàn rất hài lòng, bắt đầu cân nhắc kế tiếp nên đi nơi nào. Tinh Diệu Điện chỉ là trạm trung chuyển để hắn đi ra Bắc Hoang, tự nhiên không thể ở chỗ này lâu dài. Hắn dừng lại chỉ vì chứng thực đan sư địa cấp, cho hắn một bảo đảm có thể hoành hành bá đạo mà thôi. Hiện tại hai việc đều sắp hoàn thành, tự nhiên phải cân nhắc bước kế tiếp nên đi đâu. Đông Nguyệt Tông muốn khai sơn thu đệ tử. Lăng Hàn từ trong miệng những người khác biết được tin tức này, cân nhắc một hồi, liền quyết định đi Đông Nguyệt Tông. Thứ nhất hắn muốn tìm hiểu tin tức mẫu thân. Thứ hai, hắn muốn đi thu chút lợi tức. Đại Tông Môn như Đông Nguyệt Tông, vậy khẳng định là có vườn thuốc của mình. Lăng hẳn quyết định chuyển hết vườn thuốc của đối phương, làm giàu cho không gian hắc tháp. Ai bỏ Tông Môn này bắt lão nương của hắn, đả thương cha của hắn, thù này không báo còn là người sao. Chờ đủ thực lực, hắn tự nhiên sẽ giết ngạo phong, giải quyết đoạn ân oán này. Ân, đi Đông Nguyệt Tông A. Có điều hắn phải che giấu thân phận, bằng không lấy thân phận tử thù giữa hắn và phong viêm thì dù vị cường giả linh anh cảnh kia nể mặt thân phận đan sư địa cấp không giết hắn, cũng sẽ trục xuất hắn đi. Vậy hắn làm sao thu lấy vườn thuốc của Đông Nguyệt Tông được nữa? Bởi vì tiêu hết nguyên tinh, huống hồ võ đạo trà hội đã qua, rất nhiều người không chờ buổi đấu giá bắt đầu, đã trực tiếp lên đường xuất phát, đi tới Đông Nguyệt Tông. Có điều, trong những người xuất phát, có mấy người đi một đoạn đường lại vòng trở về tỉnh Lăng Hàn, nói cho hắn một tin tức. Bọn họ ở trên đường nhìn thấy mấy người trẻ tuổi đang từ phương hướng bắc vực tới đây, chẳng lẽ là hàng ngũ như bao tín nhiên lăng hàn cảm ơn bọn họ mấy người này lên đường xuất phát lần nữa để lăng hàn không khỏi cảm khái hắn giết bao tín nhiên chỉ vì đối phương xúc phạm tới lợi ích của hắn mà không có suy tính quá nhiều kết quả lại để hắn thu hoạch được nhân tâm bằng không người ta đi cũng đã đi rồi cần gì chạy về nói cho hắn một tiếng nhưng từ tin tức của bọn họ có thể biết đám người ngoại lai kia không giống bao tín nhiên bằng không sẽ nửa đường cướp giết không cho bọn họ rời đi mới đúng Lẽ nào là tới tham gia buổi đấu giá? Chuyện này rất có thể. Dù sao lần này có Bích Lân yêu quả, sẽ hấp dẫn người phụ cận là bình thường. Lúc nửa đêm, loại cảm giác bị người giám sát kia lại tới nữa. Lăng Hàn biết chắc là La Quý Phong đang nhìn chăm chú. Đây cũng không phải lần đầu lão gia hỏa này làm chuyện như vậy, chỉ là ở dưới chân thị chi nhãn của Lăng Hàn, hắn căn bản không chỗ che thân. Nhưng Lăng Hàn lại lộ ra vẻ nghiêm nghị, bởi vì ngày hôm nay là Quý Phong che mặt, giấu đầu lòi đuôi, hiển nhiên là muốn làm chuyện xấu. Hiển nhiên, Lăng Hàn không cho đối phương cơ hội hạ thủ, rốt cục để lão gia hỏa kia kích động, quyết định ra tay ở khách sạn rồi. Lăng Hàn do dự, có nên lập tức trốn vào hắc tháp không? Trốn vào hắc tháp, vậy khẳng định là an toàn tuyệt đối. Thế nhưng hắn còn một cơ hội hắc tháp quán lực, mà hiện tại hắn đã là dũng tuyển tầng 9, chỉ cần nện vững chắc cơ sở, hắn sẽ xung kích linh hải cảnh. Không dùng, chẳng khác nào lãng phí một cơ hội. Then chốt là Hắc Tháp Quán Lực là một quá trình rèn luyện thân thể, đối với hắn có nhiều chỗ tốt, bởi vậy tuyệt không thể bỏ qua. Tiểu Tháp cũng nói, cơ hội quán lực càng tới cuối cùng sẽ càng tốt. Hiện tại hắn đã là Dũng Tuyền tầng 9, nên không thể chờ nữa. Dưới quán lực, hắn có thể nắm giữ Tu Vi Linh Hải tầng 9, mà lấy sức chiến đấu yêu nghiệt của hắn, Linh Hải tầng 9 đủ để chiến thần thai cảnh. Tuy cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu sẽ càng khó, nhưng chiến với thần thai tầng 2, tầng 3 là điều chắc chắn sẽ được dù sao La Quý Phong chỉ là thần thai tầng 3. Hắn toàn lực triển khai huyền diệu tam thiên, sẽ có cơ hội thuấn sát. Sau khi làm ra quyết định, Lăng Hàn lập tức lặng yên di động, rời đi khách sạn, chạy về địa phương âm u, lấy thần thức thần thai cảnh của La Quý Phong cảm ứng, tự nhiên lập tức phát hiện Lăng Hàn rời đi. Hắn hơi run run. Tại sao vừa vặn như vậy? Thời điểm hắn chuẩn bị không tiết lộ thân phận giết Lăng Hàn, tiểu tử này lại rời khách sạn, chế tạo cơ hội cho hắn sao? Cho quái lạ nhưng hắn làm sao cũng không chống lại được hấp dẫn như vậy. Ở hắn nghĩ đến, chỉ là Dũng Tuyền tầng 1, làm sao cũng không thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Thân hình của hắn nhảy lên, bay vọt theo phía sau Lăng Hàn. Hắn dự định ở địa phương hẻo lánh lại đuổi tới rồi giết chết đối phương, thứ nhất giải quyết một phiền phức cho thành phi quân, thứ hai còn phải lấy dị hỏa ra, bằng không thành phi quân tuyệt đối không thể đoạt được vị trí cầm quyền của Tinh Diệu Điện. Chỉ chừng 10 phút, Lăng Hàn ngừng lại. Nơi này chính là quảng trường ngày hôm qua tiến hành võ đạo trà hội bây giờ còn có lượng lớn mái che nắng chưa rỡ xuống, bốn phía tăm tối như quỷ vực. Nơi này thật sự là địa phương giết người tốt, rất chống trải a. À. Lão ra hỏa, đi ra đi. Theo lâu như vậy, cũng nên đi ra hóng mắt chứ. Lăng Hàn xoay người nói. Là Quý Phong ẩn thân ở trong bóng tối, nhưng không có đi ra ngay lập tức. Hắn cho rằng Lăng Hàn đang hư trương thanh thế. Một tiểu tử dũng tuyển cảnh, sao có khả năng phát hiện hành tung của mình? Trên mặt che vải bố thì có thể không biết xấu hổ sao? Lăng Hàn cười nhạo nói. La Quý Phong giận dữ, cũng biết quả thật bị Lăng Hàn phát hiện. Hắn bước ra ngoài nói, tiểu tử, làm sao ngươi phát hiện lão phu? Đoán. Lăng Hàn thuận miệng nói. Mơ hồ cảm giác phía sau có cái đuôi. Nghĩ tới nghĩ lui, đêm hôm khuya khoát đi theo sau lưng người khác, nên khẳng định là lão cẩu không muốn người nhận ra rồi. La Quý Phong bị hắn chửi đến giận sôi lên, vẫn nộ quát, người thật to gan. Khà khà, lá gan của ta luôn rất lớn nha. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười la quý phong lập tức bình tĩnh lại cường giả thần thai cảnh tự nhiên không thể thất thố như thế hắn chắp hai tay sau lưng nói tiểu tử đại khái ngươi còn không biết tu vi của lão phu a à. thần thai cảnh hắn không chờ lăng hàn suy đoán liền vạch trần lão phu nghe nói ngươi đã giết qua linh hải tầng năm có lẽ vì chuyện này mà ngươi lâng lâng cho rằng lão phu cũng là mặt hàng như thế sai rồi sai rồi bất kể là thần thai cảnh hay linh hải cảnh ngươi đều không thể nhìn ra tu vi khác nhau ở chỗ nào mà cái này chính là nguyên nhân ngươi chết. Có mấy người, một khi ngươi đắc tội, thì chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn cười ha ha nói, hóa ra là lão cổ thần thai cảnh, thất kính thất kính. Ta rất tò mò, thành phi quân lại có thể chỉ huy được con chó già như ngươi, nghĩ đến ngươi cũng không có cái gì đáng đắc ý nha. Nói láo, thành phi quân mới là người phải nghe mệnh lệnh của ta làm việc. La là Quý Phong lập tức trách mắng. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn không khỏi dùng mình, lạnh lùng nói, đáng chết, dám lừa lão phu. Lăng Hàn nhún vai nói, "Ngươi là đến giết ta?" Huống hồ thần thai cảnh đánh dũng tuyển cảnh, khẳng định sẽ nghiền ép, ta là kẻ chắc chắn phải chết, coi như để ta biết chút bí mật thì đã làm sao? "Lão cẩu, ta hỏi ngươi, đến cùng ngươi là người của thế lực nào?" La Quý Phong nghe mà sững sờ, Lăng Hàn nói rõ ràng là lời thật, nhưng vì cái gì từ trong miệng Lăng Hàn nói ra, lại để hắn cảm giác cực kỳ khó chịu nhỉ? Một người biết rõ hẳn phải chết, còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Nhưng nghe câu cuối của Lăng Hàn, hắn liền giận tiểu tử này còn dám nói mình là lão cẩu một kẻ đã chết cần biết nhiều như vậy làm gì hắn lạnh lùng nói bị lăng hàn trái một câu lão cẩu phải một câu lão cẩu để hắn cũng không nỡ lập tức giết lăng hàn hắn muốn trêu chọc đối phương một hồi lại chậm rãi giết chết lăng hàn cười hì hì nói lão cẩu chính là lão cẩu lời hay không nghe chỉ thích ăn đòn đáng chết la quý phong phẫn nộ hừ một tiếng hắn thực không chịu được bị lăng hàn mắng lão cẩu dự định trước bắt tiểu tử này, lại chậm rãi giàn vặt. Đồng thời, thu lấy dị hỏa cũng là chuyện rất phiền phức, nhất định phải để thành phi quân tới. Vì lẽ đó hắn phải bắt Lăng Hàn lại trước. Tiểu tháp, Lăng Hàn nhẹ nhàng nói một tiếng. Nhất thời, sức mạnh kinh khủng từ đan điền bắn ra, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Linh hải tầng 1, tầng 2, tầng 3. Tu vi của hắn một đường bão táp, trong nháy mắt liền đạt đến linh hải tầng 9. Ô, La Quý Phong vừa muốn ra tay, nhưng vội dừng lại. Lấy ngữ khí khiếp sợ không gì sánh nổi nói, không thể, không thể. Sao khí tức của ngươi lại là Linh Hải tầng 9? Từ Dũng Tuyền tầng 1 đến Linh Hải tầng 9, đây cơ hồ là vượt qua hai cảnh giới lớn. Nó quá khủng bố, ai có thể tiếp thu? Một kẻ đã chết, cần biết nhiều như vậy làm gì? Lăng Hàn nói, câu này chính là câu trước đó là Quý Phong trả lời hắn. Là Quý Phong đã tử trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, coi như Linh Hải tầng 9 thì đã làm sao? tranh lệch một cảnh giới lớn, lão phu trấn áp ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Lão phu tuyệt không tin địa phương nhỏ như Bắc Hoang có thể sinh ra linh hải tầng 9 17 tuổi, hơn nữa còn là đan sư địa cấp. Nhất định là ngươi ăn đan dược gì đó, tu vi tạm thời tăng lên. Tăng lên như vậy, chỉ nắm giữ sức mạnh, ý cảnh võ đạo căn bản không thể tăng lên tương ứng. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra sức chiến đấu của linh hải tầng 3 tầng 4. Ở trước mặt lão phu, chiến lực như vậy quả thực chính là cạn bã. Hắn khinh thường nói. Tay phải của Lăng Hàn rung lên, bỗng dưng có thêm một thanh kiếm, không phải thiết kiếm phổ thông, mà là ma sinh kiếm. Ngày hôm nay, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua La Quý Phong. Cái này, cái này, đây là linh khí, La Quý Phong biến sắc. Dù ma sinh kiếm không có thức tỉnh ý chí võ đạo trong đó, nhưng linh khí cấp 10 chính là linh khí cấp 10. Chỉ cần liếc mắt nhìn hoa văn trên thân kiếm sẽ có cảm giác vô lực mãnh liệt, như đối mặt một vị cường giả tuyệt đỉnh. Linh khí cấp 10, ma sinh kiếm. Lăng Hàn từ tốn nói, lúc này hắn không cần ẩn giấu. Linh khí cấp 10. Linh khí cấp 10. La Quý Phong lẩm bẩm nói, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt. Lão Phu rõ ràng, ngươi dựa vào chính là thanh ma sinh kiếm này. Ha ha, linh khí cấp 10 xác thực rất lợi hại. Nhưng ngươi căn bản không thể thức tỉnh ý chí võ đạo trong đó, nhiều nhất là có chút sắc bén mà thôi. Lão Phu phải cảm tạ ngươi, đưa ra một trí bảo như vậy. Ha ha, Lão Phu mới xứng với linh khí cấp 10 này. Thật sao? Lăng Hàn vươn tay trái ra, ý niệm chuyển động. Cong 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 cong, trên tay của hắn có từng mạch văn hiện lên, thả ra ánh sáng năm màu. Phốc, La Quý Phong phun ra ngoài. Đây là ý chí võ đạo, thật trăm phần trăm. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Hắn muốn phát điên. Dựa vào đan dược tăng cảnh giới lên, kỳ thực chỉ là tăng lực lượng mà thôi, cảm ngộ là không thể đồng thời tăng lên. Lẽ nào Lăng Hàn là linh hải cảnh thật, trước đó chỉ là áp chế tu vi, nhưng Linh Hải Cảnh 17 tuổi, kiêm đan sư địa cấp, chuyện này nghe làm sao cũng như chém gió nha, nào có yêu nghiệt như thế. Mặc hắn nghĩ sao cũng không nghĩ tới, kỳ thực linh hồn của Lăng Hàn đã từng là một vị cường giả thiên nhân cảnh, đan đạo đế vương. Bởi vậy, đừng nói đan sư địa cấp, dù đan sư thiên cấp cũng có thể lập tức biến ra cho hắn xem. Mà chỉ cần sức mạnh đạt đến, lấy thần thức thiên nhân cảnh của hắn, chẳng lẽ còn không thể diễn biến ý chí võ đạo sao? Lăng Hàn khẽ dung ma sinh kiếm. Vù, bảo kiếm rực rỡ, có hai mạch văn tản mát ra ánh sáng. Này đại biểu có một bộ phận ý chí võ đạo của ma sinh kiếm bị hắn thức tỉnh. Dù chỉ có một chút xíu, nhưng linh khí cấp 10 châu bò cỡ nào. Áp lực đáng sợ lưu quyển, nhất thời để thân thể của La Quý Phong loạn chiến, hai chân suýt chút nữa quỳ xuống. Lúc trước một đạo pháp chỉ của Linh Anh cảnh liền để phó nguyên thắng cùng ba tên cường giả thần thai cảnh không cách nào nhúc nhích, linh khí cấp người đương nhiên càng thêm trâu bò bất quá lăng hàn chỉ có thể kích hoạt hai mạch văn hơn nữa còn chỉ hơi thắp sáng ý chí võ đạo thả ra ngoài có hạn bởi vậy la quý phong vẫn bảo lưu hơn nửa sức chiến đấu bảo kiếm như vậy lão phu thu la quý phong khiếp sợ nhưng càng thêm hưng phấn ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé la quý phong rất khiếp sợ bởi vì lăng hàn lại có thể thức tỉnh linh khí cấp 10. tuy chỉ một chút xíu nhưng đã đủ kinh người có điều hắn càng nghĩ, ngay cả Lăng Hàn cũng có thể thức tỉnh linh khí cấp 10, như vậy hắn thì sao? Nếu ma sinh kiếm này rơi xuống trong tay hắn, nhất định có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Linh khí cấp 10 a. Ha ha, món bảo khí này, lão phu thu. Hắn cười to nói, thỏ tay tóm tới Lăng Hàn. Hắc Vân mở ra, bên trong trồi lên từng cái đầu lâu, như địa ngục mở cửa, đi ra vô số tử linh. Lăng Hàn bừng tỉnh nói, hóa ra ngươi là người của Thiên Thi Tông, chẳng trách ta luôn có cảm giác quen mắt cái gì là quý phong kinh hãi làm sao ngươi có khả năng biết bản tông tồn tại phí lời ngươi dùng bí thuật của thiên thi tông ở trước mặt ta nếu như ta còn không nhận ra vậy ta có mắt làm gì lăng hàn xỉ nói là quý phong cực kỳ phiền muộn thiên thi tông đã tiêu thanh biệt tích mấy vạn năm hơn nữa gần vạn năm trước võ đạo còn bị đả kích xuất hiện truyền thừa đứt gãy thời đại này nên không ai nhận ra bí pháp của thiên thi tông mới đúng vì sao tùy tiện một thiếu niên liếc mắt liền nhìn ra. Tiểu tử, tựa hồ trên người ngươi ẩn giấu rất nhiều bí mật. Ánh mắt của hắn thả ra kỳ quang. Đan sư địa cấp kiêm linh hải tầng 917 tuổi, cái này đã không phải hai chữ kỳ tích có thể hình dung. Sau đó đối phương lại lấy ra linh khí cấp 10, nhận ra bí thuật của thiên thi tông, tuyệt đối cất giấu bí mật to lớn. Trái tim của hắn đập mạnh. Nếu như có thể bắt lăng hàn, nói không chắc đó sẽ là kỳ ngộ to lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Không nên mơ mộng đẹp như vậy, không thể đâu lăng hàn lắc đầu người biết lão phu đang nghĩ gì sao phí lời nhìn ngươi sắp chảy ra nước miếng có ý định quỷ quái gì chẳng lẽ còn không biết sao lăng hàn cười nhạo nói đương nhiên là quý phong không thể thất thố đến trình độ chảy nước miếng hắn hư một tiếng lúc này bốn phía đã hoàn toàn bị hắc khí của hắn bao phủ từng cái đầu lâu cuồn cuộn điều này làm cho hắn tràn đầy tự tin tiểu tử chờ lão phu bắt ngươi kỳ ngộ của ngươi sẽ bị lão phu đoạt ngươi cũng sẽ bị lão phu giàn vặt Lão phu có thể cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối muốn sống không được, muốn chết không xong. Lăng hàn xỉ nói, lấy trình độ nằm dưới khố của thái giám chết bầm như ngươi. Chẳng trách phải nuôi luyến đồng. Tu luyện tả pháp của thiên thi tông, thân như thi thể, căn nguyên của nam nhân nát tan, chỉ có thể bán cái mông. Ngươi, ngươi, ngươi. Tim của La Quý Phong như bị người đánh một quyền, da mặt trở nên vạn vẹo. Đột nhiên hắn nổi giận gầm lên một tiếng như quỷ kêu. Nhất thời, vô số đầu lâu xông ra, nhào tới Lăng Hàn. Đây là chỗ đau lớn nhất của hắn, hiện tại bị Lăng Hàn vạch trần, nhất thời để hắn vô cùng phẫn nộ. Xú lão cẩu, bản thiếu vẫn chưa tính món nợ này với ngươi đâu, suýt chút nữa làm mù mắt của ta." Lăng Hàn hét dài một tiếng, đánh ra Huyền Diệu Tam Thiên, oanh, 700 ánh kiếm chuyển động. Dưới sự điều khiển của Ma Sinh kiếm, mỗi một ánh kiếm đều hóa thành chiến sĩ giáp đen, công về phía La Quý Phong. Nghĩa nó, Lăng Hàn choáng váng mỗi một chiến sĩ đều là thần thai tầng 9, 700 chiến sĩ đồng loạt ra tay. Khái niệm này nghĩa là gì? Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, huyền diệu tam thiên tổ hợp với ma sinh kiếm, lại có thể phát huy ra uy lực khủng bố như thế. Đương nhiên, đây là vì hắc tháp quán lực, sức mạnh của hắn tiêu thăng đến linh hải tầng 9. Hắn còn có ý thu hồi 100 anh kiếm, để la quý phong sống, miễn cho đánh chết hắn không thể ép hỏi tin tức, ai có thể nghĩ tới uy lực lại nghịch thiên như vậy oanh, 700 chiến sĩ lao lên, không chỉ đánh tan thi khí đầy trời, hết thảy đầu lâu đổ nát, La Quý Phong chết không toàn thây, ngay cả cạn cũng không còn. Chỉ là một chiến sĩ thần thai tầng 9, La Quý Phong đã không hẳn đối kháng nổi, huống chi bị 700 nhân vật như vậy đồng thời công kích. Ai? Lăng Hàn thở dài. Lần này xong rồi, trực tiếp giết người, manh mối đứt đoạn mất. Hắn lại nghĩ, đi tìm thư đồng kia. Hắn bước nhanh đi tới tiểu viện của La Quý Phong, một chiêu liền đánh ngất tên thư đồng kia, thu vào trong hắc tháp. Sau đó hắn cũng lắc mình tiến vào hắc tháp, bắt đầu ép hỏi. Ta bị ép, ta bị ép a. À. Thư đồng này sợ đến gần chết, càng khó hiểu và sợ hãi đối với không gian trong hắc tháp. Lăng Hàn hỏi thế nào, đối phương đều nói không biết. Hắn là La Quý Phong đi tới nơi này mới thu dưỡng. Mới đầu còn tưởng rằng gặp phải đại ân nhân, kết quả, hắn cũng rất buồn nôn. Bởi vậy mỗi lần đều dùng phương thức bạo lực ngược đãi La Quý Phong, nhưng chỉ để lão chó già kia thoải mái hơn mà thôi. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là đánh ngất thư đồng, sau đó ném ra hắc tháp. Manh mối này vẫn không có đoạn, bởi vì thành phi quân còn sống. Hắn sai thư đồng đi mời thành phi quân tới tiểu viện của La Quý Phong. Vì để tránh đối phương dở trò, hắn bắt thư đồng nuốt một viên đan dược lung tung, lừa gạt nói là độc dược, trong vòng ba ngày không có giải dược sẽ độc phát thân vong. Thư đồng không chút hoài nghi, bởi vì La Quý Phong vẫn chưa trở về, để hắn cảm giác rất có khả năng là bị Lăng Hàn giết chết. Vừa nghĩ tới ngay cả nhân vật đáng sợ như La Quý Phong cũng bị Lăng Hàn giết, hắn còn dám phản kháng sao? Không lâu lắm, ngoài cửa lớn vang lên thanh âm, hai tiếng bước chân đi vào. Tại sao là ngươi? Thời điểm Thành Phi Quân nhìn thấy Lăng Hàn, không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Ở đây gặp ai cũng được, nhưng không thể nào gặp Lăng Hàn a. À. Lăng Hàn hừ một tiếng nói, ta chính là chấp pháp trưởng lão, thấy bản tọa còn không quỳ xuống. Thành Phi Quân bị hắn dọa đến cả kinh, do dự một chút mới lộ hung quang nói, ngươi lừa ta? la đại nhân đâu la đại nhân hắn kinh hô thực là phiền phức lăng hàn ra tay một trưởng liền đập ngất hắn sau đó ánh mắt nhìn về phía tên thư đồng kia để ta tự làm thư đồng vội vàng nói liền chạy về phía vách tường và đến hôn mê bất tỉnh thật tự giác a à, lăng hàn bật cười đồng thời thu hai người vào hắc tháp hắn trở lại khách sạn lần thứ hai tiến vào hắc tháp bắt đầu ép hỏi thành phi quân lăng hàn người thật to gan coi như ngươi là đan sư địa cấp, nhưng tự ý bắt đan sư khác, cái này là trọng tội. Thành phi quân tỉnh lại liền kêu gào. Lúc nào dương nghiệt của thiên thi tông cũng lớn lối như thế nhỉ? Lăng hàn lắc đầu. Ngươi nói nhăng gì đó, ai là dương nghiệt của thiên thi tông? Thành phi quân biến sắc, lập tức phủ nhận. Đừng nói bậy, mau thả ta rời đi. Tiến vào không gian của ta, còn muốn rời đi. Lăng hàn cười nhạt. Thân hình hắn bỗng dưng bay lên, tiện tay chiêu một cái, một ngọn núi lớn từ mặt đất vụt lên, diễn biến thiên địa biến hóa. Phốc, thành phi quân phun ra ngoài, hai mắt đăm đăm, thật giống như đã biến thành si ngốc. Đây là ảo ảnh, đây là ảo ảnh. Hắn lẩm bẩm nói, cả người run rẩy. Đùng, Lăng Hàn tát một cái, thành phi quân đau đến kêu oa oa, cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thành phi quân bị đánh tỉnh, ánh mắt nhìn Lăng Hàn tràn ngập hoảng sợ. Có thể phi hành, sinh hoa cảnh. Sinh hoa cảnh, siêu phàm thoát tục, có lực lượng mà người thường không thể lý giải. Bởi vậy, người này nhất định là lão quái vật sống một hai trăm năm. Vì lẽ đó, nắm giữ lực lượng của sinh hoa cảnh không ngạc nhiên, trở thành đan sư địa cấp cũng không kỳ lạ, bởi vì không biết bao nhiêu năm trước hắn đã là nhân vật như vậy. Một lão quái vật như thế, trăm phương ngàn kế giả dạng là một thiếu niên, ý đô là gì? Người vẫn là ngoan ngoãn trả lời đi. Lăng Hàn phất tay, một nguồn sức mạnh gia tăng lên người của thành phi quân đau đến hắn kêu thảm thiết. Ở trong không gian này, Lăng Hàn là thần. Thành phi quân cũng coi như xương cứng. Đáng tiếc ở trong hắc tháp, bất kỳ hình pháp không thể tưởng tượng nổi nào đều có thể lập tức thực hiện, chỉ mấy lần liền để tinh thần của thành phi quân tan vỡ. Chuyện này quả thật là thần, mình có thể thắng sao? Kỳ thực Lăng Hàn còn có biện pháp khác có thể thu được tư liệu hắn cần, là trực tiếp sưu hồn. Lấy một tia thần thức thiên nhân cảnh như hắn, lại thêm ở trong hắc tháp, muốn làm rất dễ dàng nhưng quá trình sư hồn là xem nhân sinh hoàn chỉnh của một người. Trừ khi bất đắc dĩ, nếu không tất phải đi theo trải qua một phen, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng bản thân, không nhận rõ người nào là mình, cái nào là người khác. Vì lẽ đó, không phải tất yếu mà nói, Lăng Hàn không muốn sử dụng sư hồn thuật. Hơn nữa, sau khi sư hồn, người bị thi thuật khẳng định sẽ chết. Bởi vì linh hồn bị hút ra, lật xem từng chút, tự nhiên sẽ bị phá hoại hoàn toàn. Đương nhiên, chủ yếu là Lăng Hàn không muốn xem cuộc đời của thành phi quân, miễn cho ô uế con mắt. Như La Quý Phong thì càng khỏi nói, còn Thành Phi Quân có chết hay không hắn không thèm để ý, ngược lại hiện tại không giết, sau này cũng phải giết. Lăng Hàn hỏi một câu, Thành Phi Quân đáp một câu, còn có phải là lời nói dối hay không thì Lăng Hàn bất luận. Nghiêm chỉnh mà nói, Thành Phi Quân cũng không phải người của Thiên Thi Tông, bởi vì hắn không có tu luyện thi khí. Đại khái 10 năm trước, Thành Phi Quân chỉ là người có thiên phú đan đạo, nhưng vào lúc đó, hắn bị một tên cường giả của Thiên Thi Tông tìm tới, hứa hẹn chỗ tốt, kéo hắn vào Thiên Thi Tông trải qua ba năm thử thách hắn được tín nhiệm được truyền rất nhiều đan phương cổ thậm chí còn có ghi chép tâm đắc của đại năng đan đạo thượng cổ nhất thời đan thuật tăng nhiều trong lúc này thiên thi tông không sai hắn làm cái gì chỉ nói hắn cố gắng tăng đan thuật lên chuẩn bị cho đại sự ngày sau cái này vốn là ước mơ của hắn thành phi quân đương nhiên sẽ không mâu thuẫn hắn ở trên đan đạo đi càng ngày càng xa cũng càng ngày càng thuận lợi năm trước thiên thi tông cho hắn một đạo dị hỏa trả giá rất lớn giúp hắn dung hợp cũng bởi vậy, hắn ở dũng tuyển cảnh liền thành công thăng cấp đan sư huyền cấp thượng phẩm, danh tiếng cực thịnh. Mà lúc này, hắn mới thu được nhiệm vụ của thiên thi tông. Chờ ba người long vĩnh trường qua đời, đoạt quyền khống chế tinh diệu điện. Sau đó thông qua quyền lực trong tay, tăng thêm thi khí trong dược vật chảy vào bắc hoang cửu quốc, biến toàn bộ bắc hoang cửu quốc thành thi quốc. Thường ngày tiếp xúc thi khí, sẽ làm người sống chậm rãi biến thành thi binh, hơn nữa là thi binh đặc thù. Như vậy thi binh có thể nuốt chửng lẫn nhau, tăng lên sức mạnh. Tương đương với nuôi trùng động, cuối cùng sẽ xuất hiện một thi vương, lấy nhân khẩu khổng lồ của Bắc Hoang Cửu Quốc, thi vương rất có khả năng là kim giáp thi, thậm chí còn là cấp 2. Còn làm sao để ba người kia đồng thời chết? Thiên Thi Tông sẽ xuất động cao thủ làm chuyện ấy, không cần thành phi quân bận tâm. Hắn muốn làm, chính là sau khi lên đài biến Bắc Hoang Cửu Quốc thành thi quốc. Sau khi hiểu rõ, Lăng Hàn vung tay lên, nhốt thành phi quân lại. Đã tiến vào hắc tháp, sinh tử trong một ý nghĩ của hắn tương lai đối phương còn có chỗ hữu dựng vậy thì nhốt hắn lại thư đồng này cũng thế ít nhất phải chờ lăng hàn rời đi lạc nguyệt hạp mới thả được thiên thi tông này và dung hoàn huyền không có quan hệ gì xem ra thượng cổ đại tông này ở truyền thừa cũng xuất hiện phân liệt một bộ phận bị dung hoàn huyền kế thừa một bộ phận thì bị những người khác thu được hơn nữa còn phát triển tươi tốt ở trong bóng tối dã tâm lớn đến muốn giết chừng trăm ức người của bắc hoang cửu quốc luyện ra một vị thi vương đây thực sự là điên cuồng hắn đánh bậy đánh bạ, lại phá giải một âm mưu lớn như thế, thật may mắn. Lăng Hàn cũng có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì nếu hắn rời đi, như vậy ba tên đàn sư địa cấp chết, thành phi quân thượng vị là chuyện thuận lý thành trương. Bắc hoang cửu quốc nho nhỏ, kỳ thực không cần ba vị đàn sư địa cấp tọa chấn. Bởi vì ba người này đều đột phá địa cấp ở đây. Trên thực tế thời điểm bọn họ bị phái tới chỉ là đan sư huyền cấp thượng phẩm mà thôi. Vì lẽ đó, kế hoạch của thiên thi tông hoàn toàn không có vấn đề lấy uy thế của thành phi quân hiện tại, chỉ cần lăng hàn không ra, ai tranh qua hắn. Mà nếu như kế hoạch của thiên thi tông được thực thi, bắc hoang cửu quốc cơ bản không thể còn người sống. Cho dù có tân vũ hoàng, đại nguyên vương che chở, đám người lăng đông hành có thể may mắn thoát khỏi sao. Vì lẽ đó, lăng hàn mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu thật xảy ra chuyện như thế, như vậy hắn diệt thiên thi tông trên vạn lần thì đã làm sao? Thiên thi tông này, nhất định phải giết chết. Nếu không lần này thất bại, còn có thể có lần sau lần sau nữa khó lòng phòng bị người thân là nghịch lân của lăng hàn hắn tuyệt không cho phép có người xúc phạm tới người bên cạnh hắn vì lẽ đó thiên thi tông người vẫn tiếp tục mai táng ở trong bụi bặm của lịch sử đi nhưng hiện tại thiên thi tông đã phát triển rất lớn muốn tiêu diệt bọn họ không phải vài câu hùng hồn là được như la quý phong mặc dù là cường giả thần thai cảnh nhưng địa vị ở thiên thi tông lại không cao còn thành phi quân căn bản không rõ thực lực của thiên thi tông như thế nào nếu như tông môn này đã phục hưng rất lâu, như vậy xuất hiện một vị thậm chí mấy vị phá hư cảnh cũng không ngạc nhiên. Dù sao hiện tại là thời kỳ võ đạo thịnh thế, mà ở trong lịch sử, Thiên Thi Tông cũng có cường giả cấp 10. Lăng Hàn gãi đầu, đời này yêu ma quỷ quái đi ra hết a. À. Sau một ngày, buổi đấu giá đúng hạn cử hành. Địa vị của Linh Bảo Các ở Lạc Nguyệt Hạp là không thể so với Tinh Diệu Điện, nhưng cũng sở hữu một lâu vũ rất lớn. Nó được làm thành rất nhiều phòng đấu giá, tổng cộng 5 tầng, thiết kế hình tròn nơi này có thể đồng thời chứa khoảng ngàn người đã không coi là nhỏ tuy lăng hàn vẫn chưa lấy được chứng minh đan sư địa cấp nhưng chỉ là thiếu một thủ tục mà thôi bởi vậy hắn được hưởng quy cách đãi ngộ cao nhất của linh bảo cát nắm giữ một gian bao xương ở tầng 5. ba vị bá chủ khác cũng trình diện xem ra bích lân yêu quả cũng rất có sức hấp dẫn đối với bọn họ điều này làm cho lăng hàn cân nhắc có nên thương lượng với bọn hắn một chút tặng bích lân yêu quả cho mình hay không nhưng lăng hàn lập tức giật mình vì phòng khách tầng năm lại còn có những khách nhân khác hắn tận mắt nhìn thấy một nữ nhân toàn thân quấn ở trong áo choàng tiến vào phòng tại sao nói nữ nhân vì thân hình bên trong vặn vẹo eo nhỏ mông cong ngực cao vót vẫn bị vẽ ra a à. sau đó còn có một ông lão xấu xí xuất hiện tiến vào một phòng khách khác linh bảo các làm ăn quan trọng nhất chính là cân bằng bởi vậy hai người kia có thể tiến vào phòng khách tầng năm nói rõ bọn họ hoặc là thế lực bọn họ đại biểu chí ít sẽ không yếu hơn đan sư địa cấp hạ phẩm ông lão kia là sinh hoa cảnh lăng hàn hơi kinh ngạc buổi đấu giá hôm nay lại đưa tới một vị cường giả sinh hoa cảnh, thực là không đơn giản. Không ngừng có người vào sân. Không lâu lắm, hắn nghe được một thanh âm rất có cá tính. Chỉ tiên tử, thực vừa vặn A, à, lại gặp ngươi. Chúng ta thật có duyên, không bằng ngồi cùng nhau. Ha ha, từ hôm qua đến hiện tại, chúng ta tổng cộng xảo ngộ 17 lần. Hóa ra, có tới 17 lần. Xem ra chúng ta tuyệt đối là hữu duyên. Chỉ tiên tử, ngươi xem ngày hôm nay dáng dấp của ta như vậy có phải càng biến thái không? Cút! Lăng Hàn từ cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy cố phong hoa truy ở phía sau chỉ hoa lan, tên biến thái này đang cười đến mặt nở hoa. Hai người này cũng lên lầu, nhưng không có đến tầng 5. Hiển nhiên bọn họ còn chưa có tư cách ngồi ở phòng khách nơi này. Còn là lầu 2, lầu 3 hay lầu 4, Lăng Hàn cũng không biết, chỉ có thể phát động chân thị trì nhãn đi tìm. Hóa ra, người trẻ tuổi của Bắc Hoang Cửu Quốc nhìn thấy võ giả ngoại lai chính là bọn họ. Trong bao xương, bọn người Quảng Nguyên cảm giác rất mới mẻ, Bình thường bọn họ không có tư cách tiến vào phòng khách như vậy. Dù cho bốn phía trang trí không quá xa hoa, nhưng bọn họ vẫn loay hoay khắp nơi, đông sở tây chạm, cảm giác như hai lúa vào thành. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền đều là nữ nhi, đương nhiên phải chú trọng hình tượng, bởi vậy ngồi rất quy củ. Hổ nữ thì mặc kệ nhiều như vậy, dính vào trong lồng ngực của Lăng Hàn cười vui vẻ. Một lát sau, buổi đấu giá rốt cục bắt đầu. Lăng Hàn tẻ nhạt, nằm úp sắp ngủ. Hổ nữ thì không ngừng cầm tay nhỏ dụ dỗ hắn, một lớn một nhỏ cười đùa, để Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền nhìn mà không ngừng hâm mộ, hận không thể thay vào đó. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hai nữ nhìn nhau một cái, đều gật đầu. Cảm thấy không thể bởi vì hổ nữ nhỏ mà sơ sẩy bất cẩn. Không thể khinh thường nha đầu này. Hơn nữa đợi thêm 10 năm, tiểu nha đầu cũng có thể trưởng thành thành đại cô nương, đến thời điểm đó muốn đề phòng đã muộn. Phòng cháy, phòng trộm, phòng hổ nữ A. Chư vị, hiện tại bắt đầu đấu giá. Vật thứ nhất là một bảo vật thời kỳ thượng cổ, có ý nghĩa tượng trưng không gì sánh nổi. Người bán đấu giá nói tới nước miếng văng tung tóe là lò luyện đan của Lăng Hàn Lăng Đại Sư, người khai sáng ra tam hỏa dẫn, được khen là đan đạo đế vương. Lăng Hàn, đám người Quảng Nguyên, Lưu Vũ Đồng đều nhìn Lăng Hàn. Bọn họ tự nhiên nghe được, Lăng Hàn kia không phải là Lăng Hàn này. Nhưng hai người lại trùng tên, hơn nữa đều là thiên tài đan đạo không thể không khiến người ta tấm tắc kêu kỳ lạ ha ha nghe nói nơi này cũng có một người tên lăng hàn một thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ bao xương nào đó truyền ra vô cùng già nua thực sự là không biết trời cao đất rộng lại dám lấy tên của đan đạo đế vương ha ha đúng là không tự lượng sức trùng tên cũng không ngạc nhiên nhưng vạn năm trước lăng hàn lăng đại sư có thành tựu cỡ nào lấy tên giống ngài thật là đáng chết đây là thanh âm của một cô gái âm thanh mềm mại nhưng đầy ý diễu cợt tuy hai thanh âm này nghe không ra cụ thể đến từ căn phòng nào, nhưng có thể khẳng định đến từ tầng năm, để Lăng Hàn lập tức nghĩ tới nữ nhân che kín người và lão giả sinh hoa cảnh kia. Lăng Hàn không biết nên cười hay nên tức giận, bởi vì hai người đều là hắn. Nhưng một được nâng lên mây, một cái khác lại bị đạp xuống đất, để hắn có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Cũng vừa vặn, ai bảo hai người trùng tên chứ? Không phải tiểu tháp cố ý chứ? Hừ, ta không biết vị lăng đại sư vạn năm trước kia là ai, nhưng hiện tại lăng hàn mới 17 tuổi, cũng đã là đan sư địa cấp, thả tới chỗ nào cũng có thể được xưng một tiếng thiên tài. Điều này cũng nói không tự lượng sức sao. Lưu Vũ Đồng không cao hứng, lập tức giữ gìn lăng hàn. Lý Tư Thiền cũng gật đầu nói, ta cũng là đan sư, nên biết một ít chuyện của vị lăng đại sư vạn năm trước kia. Vị đại sư kia đến 30 tuổi mới trở thành đan sư địa cấp hạ phẩm. Sau đó lại dùng 10 năm thành địa cấp trung phẩm. 20 năm sau thành địa cấp thượng phẩm. 30 năm sau trở thành đan sư thiên cấp, thành đan sư thiên cấp trẻ nhất cổ kim, về sau, lại dùng 50 năm đột phá cực hạn thiên cấp, bị tôn xưng là Đan đạo đế vương. Lời này có chứng có cứ, không sai chút nào, cổ tịch cũng ghi chép như thế. Lại nghe Lưu Vũ Đồng nói trước đó, vậy thì đã quá rõ ràng. Vạn năm trước Lăng Hàn ở 30 tuổi mới thành Đan sư địa cấp, nhưng Lăng Hàn hiện tại thì sao? 17 tuổi, không nói ngày sau thành tựu làm sao, chỉ so hiện tại, vậy khẳng định là Lăng Hàn đương đại hơn một bậc. Bởi vậy, ông lão cùng nữ tử kia trong khoảng thời gian ngắn đều không nói lời nào ai bảo lăng hàn xác thực trẻ tuổi hơn chứ nhưng lăng hàn lại bật cười lắc đầu hắn nắm giữ hết thảy ký ức kiếp trước chẳng khác gì đứng ở trên cơ sở kiếp trước đi tới vậy khẳng định phải vượt qua rồi cái này sao có thể so sánh chứ chỉ là hơi kỳ quái tuy kiếp trước lăng hàn được xưng đan đạo đế vương nhưng đã chết nhiều năm như vậy tại sao hai người này còn sùng kính như thế đại bộ phận đan sư đều biết hai lăng hàn trùng tên nhưng chưa từng thấy ai bởi vậy mà chỉ trích lăng hàn a à? không hiểu ra sao hơn nữa còn là hai người Ha ha, mấy vị quý khách không nên tổn thương hòa khí. Chúng ta đến bán đấu giá lò luyện đan này đi. Vừa nãy đã nói, đây là lò luyện đan của Lăng Hàn đại sư thời thượng cổ dùng qua, nhưng đáng tiếc đã hư hao. Bởi vậy nó chỉ có thể xem như kỷ niệm. Người bán đấu giá vội điều tiết bầu không khí. Hắn dừng một chút, lại nói, đồ vật của Lăng đại sư thời thượng cổ dùng qua, ý nghĩa to lớn. Bởi vậy chúng ta tự nhiên không thể bán tháo, nếu không chính là bất kính với Lăng đại sư. Bởi vậy, giá khởi điểm một ngàn nguyên tinh, hai ngàn, ba ngàn, năm ngàn. Tiếng nói mới xuống, liền có người tăng giá. Nghe thanh âm liền biết là ba vị đan đạo bá chủ kia. Cũng đúng, thanh danh của lăng hàn thượng cổ quá vang dội. Đồ vật hắn dùng qua, đối với đan sư hiện tại mà nói chính là đồ đằng, trụ cột tinh thần, có ý nghĩa tượng trưng không gì sánh nổi. Chỉ một hồi, giá tiền liền tăng lên 10 ngàn, hơn nữa còn đang tăng. Rất nhanh nó đã phá tan 50 ngàn. Lăng hàn kinh ngạc, Lẽ nào ba người Long Vĩnh Trường là vì lò luyện đan hắn dùng qua năm xưa mới đến? Nói thật, lò luyện đan kia đúng là thứ tốt. Dùng tử nguyệt tinh thần thiết đúc thành, tính dẫn nhiệt, tính kháng bạo lô rất mạnh, nhưng đã tổn hại, không thể dùng để luyện đan. Hơn nữa nhìn dáng dấp kia còn hư hỏng rất nặng, cho dù dung luyện lại vật liệu cũng không còn bao nhiêu. Bởi vậy, giá trị chân chính chỉ khoảng 10.000 nguyên tinh, nhưng hiện tại đã vượt qua gấp 5 lần. Cái lò luyện đan này Lăng Hàn đã từng dùng qua, Hiện tại chỉ có ý nghĩa tượng trưng nhưng giá cả vẫn một đường tăng cao, rất nhanh bước qua 10 vạn nguyên tinh. Bất quá ba vị đan đạo bá chủ đều không có dự định từ bỏ, vẫn đang không ngừng tăng giá, thật giống như thể không bỏ qua vậy. Ba vị đan sư thật chân ái với Lăng Hàn đại sư của vạn năm trước a." À, Quảng Nguyên cảm khái nói. "Đúng vậy, đã mười mấy vạn nguyên tinh, giá cả đã tăng biết bao nhiêu lần." Chu Vô Cửu cũng gật đầu. Sắc mặt của Lăng Hàn đen lên. "Hắn không cần chân ái như vậy nha." Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền còn tưởng rằng Lăng Hàn bị lăng hàn của vạn năm trước hạ thấp, vì lẽ đó tâm tình không tốt, nên liên tục an ủi. Hồ nữ thì trực tiếp hơn nhiều, hôn hắn một cái, sau đó cười khanh khách. Ba người Long Vĩnh Trường đều không có ý thu tay. Giá cả tăng lên 20 vạn, sau đó thẳng tiến về 30 vạn, khiến người ta không khỏi líu lưỡi. Một là quyết tâm của ba vị bá chủ, hai là đan sư thật có tiền. 30 vạn nguyên tinh a, à, khái niệm này nghĩa là gì? Dù cho đối với ba vị đan đạo bá chủ mà nói, 30 vạn nguyên tinh cũng thương gần động cốt. Dù sao bình thường bọn họ luyện chế chỉ là đan dược huyền cấp, mà đan dược huyền cấp dùng kim ngân mua bán. Mà ba vị đan sư khẳng định còn đang trùng kích đan sư địa cấp trung phẩm. Mỗi lần xung kích thất bại, tiêu hao vật liệu là giá trên trời. Đây nhất định là dùng nguyên tinh mua. Bởi vậy, ba vị này có thể tích chữ 30 vạn nguyên tinh đã rất trâu bò, nhưng phòng trừng cũng là cực hạn. Quả nhiên, sau khi lên tới 30 vạn, ba vị đan đạo bá chủ đều rất rẻ chừng cuối cùng, giá cả ngắt quãng ở 33 vạn 2853 viên nguyên tinh. Vì sao lại xuất hiện số lẻ? Là vì ba người Long Vĩnh Trường quá liều mạng, móc ra hết thảy nguyên tinh trên người. Hiện tại cái giá cao nhất này là lệ tư nguyên hô. Hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cục có thể mua lò luyện đan của đan đạo đế vương. Cái này là đồ đằng, là tượng trưng A. À? Còn ai tăng giá hay không? Người bán đấu giá nói. Bán ra giá cao như vậy, cũng để hắn phi thường khiếp sợ, bất quá nghĩ lại thì thấy hợp lý. Khiếp sợ là bởi vì đây chỉ là một lò luyện đan vỡ mà thôi. Nhưng ai bảo nó từng được đan đạo đế vương dùng qua. Ở trong mắt tín đầu của hắn, đừng nói 30 vạn, dù 100 vạn cũng không quá đáng. 40 vạn. Đúng lúc này, thanh âm của một nữ tử vang lên. Lời nhẹ như mây gió, nhưng lại làm cho tất cả mọi người chấn động đến mức nhảy một cái. Đây chính là 40 vạn nguyên tinh A, không phải 40 vạn kim ngân. Lăng Hàn nghe rõ ràng, cô gái này chính là một trong hai người vừa nãy châm chọc hắn. Trước đó hắn còn kỳ quái, nếu hai người này sùng bái mình của vạn năm trước như vậy, thì vì sao thời điểm đấu giá lại im lặng? Hóa ra người ta quá bình tĩnh, trực tiếp ra chiêu tuyệt sát a, à, cũng đúng. Hô giá lâu như vậy, nàng tự nhiên biết giới hạn của ba người Long Vĩnh Trường, bởi vậy hô một lần liền thuấn sát, còn có thể bớt chút tiền. 50 vạn. Lại một thanh âm khàn khàn, già nua vang lên. Chính là lão giả còn lại lúc trước chào phúng lăng hàn kia. 60 vạn. Nữ tử không thèm để ý tăng giá. Thật giống như 60 vạn là chút lòng thành. 70 vạn. Ông lão cũng không khiếp chiến. 90 vạn. Lần này là âm thanh của Long Vĩnh Trường. Hẳn là ba vị đan đạo bá chủ liên thủ, tập hợp nguyên tinh lại A, 100 vạn. Nữ tử và ông lão đồng thời mở miệng. 150 vạn. Nữ tử dừng một chút, trực tiếp gọi ra giá trên trời. Tự hồ tính tình nàng rất nóng này, không muốn tăng từng chút từng chút. 200 vạn. Ông lão càng không kinh sợ, hai cường hào siêu cấp nha, mới đầu ai có thể nghĩ tới người cạnh tranh lò luyện đan chân chính sẽ là hai người bọn họ, không nói thân phận của bọn họ ra sao, chỉ nói có thể lấy ra 200 vạn nguyên tinh liền đủ để ngồi vào phòng khách tầng năm. Đối với người làm ăn như Linh Bảo Cát, có tiền chính là thượng đế. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, lẩm bẩm nói, hiện tại ta cũng dùng qua vài lò luyện đan, không phải cũng có thể cân nhắc bán chúng ra chứ? Cái này dẫn tới bọn người Lưu Vũ Đồng cười ha ha còn tưởng rằng hắn tự diễu. Ai nghĩ tới hai lăng hàn vốn là cùng một người. Giá cả đến độ cao này, ngay cả ba người Long Vĩnh Trường cũng chỉ có thể làm khán giả. Bọn họ đều rất tiếc hận, lò luyện đan của đan đạo đế vương A. Nếu như có thể ở lại tinh diệu điện, vậy nơi này tuyệt đối có thể trở thành thánh địa của hết thảy đan sư. Nhưng bọn họ lại không biết, chỉ cần ngày sau lăng hàn lại lên đỉnh phong, nơi này là nơi lăng hàn chứng thực đan sư địa cấp, nhất định sẽ trở thành thánh địa của đan sư. 30 vạn nguyên tinh nhị tinh, nữ tử ra giá lần nữa. Nhất thời lại dọa mọi người nhảy dựng. Trên lý thuyết, nguyên tinh lên một cấp, giá tiền sẽ tăng lên 10 lần. Nhưng trên thực tế không ai nguyện ý lấy nguyên tinh cấp cao ra tiêu xài cả. Ví dụ thế này, nếu như số lượng nguyên tinh đồng dạng, nguyên tinh nhất tinh có thể để người ta ở trong vòng 3 năm hoàn thành đột phá, nhưng nguyên tinh nhị tinh chỉ cần một năm. Đúng, thời gian, đây mới là quan trọng nhất. Đặc biệt là võ giả sinh hoa cảnh trở xuống, chỉ có trăm năm tuổi thọ. Như vậy đột phá đến thần thai cảnh càng sớm, sẽ càng có đủ thời gian đi xung kích sinh hoa cảnh, một khi vượt qua liền bỏ đi phàm thai. Nguyên tinh nhất tinh là linh hải cảnh luyện chế. Đối với võ giả luyện thể, tụ nguyên, dũng tuyền, linh hải tu luyện đều có giúp đỡ cực lớn, có thể cung cấp đủ nguyên lực. Nhưng đối với thần thai cảnh mà nói, hiệu quả của nguyên tinh nhất tinh sẽ mất giá rất nhiều, cần nguyên tinh nhị tinh mới có thể phát huy hiệu quả. Mà đối với sinh hoa cảnh mà nói, nguyên tinh nhất tinh ngoại trừ có thể làm tiền, thì hoàn toàn vô dụng. Bởi vậy, nguyên tinh cấp bậc càng cao, không chỉ mang ý nghĩa hiệu quả càng tốt, còn có công dụng càng rộng. Có chút linh dược quý giá không thể dùng nguyên tinh nhất tinh tới mua, thậm chí phải là tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh. Bởi vậy, 30 vạn nguyên tinh nhị tinh, giá trị chân thực vượt xa 300 vạn nguyên tinh nhất tinh nhiều lắm. 40 vạn nguyên tinh nhị tinh. Ông lão kia cũng bình tĩnh thông dong. Tất cả mọi người chấn kinh đến con người muốn rơi ra ngoài. 40 vạn nguyên tinh nhị tinh là khái niệm gì? cần 40 000 thần thai cảnh luyện chế dòng dã một năm, toàn bộ Bắc vực có 10 vạn thần thai cảnh sao? Then chốt là hai vị này đều hững hờ như vậy, không để ý chút nào, bọn họ thực là người của Bắc vực sao? Lăng Hàn cũng rất kỳ quái, ba người Long Vĩnh Trường cướp lò luyện đan, hắn còn có thể lý giải, nhưng hai người này là vì sao? Hắn không nhịn được phát động chân thị chi nhãn nhìn sang, đầu tiên hắn tìm tới lão giả kia nhưng đối phương lập tức có cảm giác nặng nề hừ một tiếng một luồng sóng âm rung động a à, lăng hàn rên lên một tiếng trong mắt có máu tươi chảy ra bị ăn thiệt thòi không nhỏ sinh hoa cảnh đó là lực lượng vượt qua phàm tục lăng hàn bọn người lưu vũ đồng kinh hãi vì sao đang yên đang lành lại đột nhiên chảy huyết lệ chỉ có hồ nữ cảnh giác nhìn một chỗ chính là vị trí của ông lão kia hiển nhiên không phải tiểu nha đầu nhìn loạn mà là thật cảm giác được cái gì đã lộ ra hung tướng ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé lăng hàn đè hổ nữ lại ông lão kia quá mạnh mẽ dù hổ nữ nắm giữ tốc độ kinh người nhưng ở trước mặt sinh hoa cảnh căn bản không có tác dụng người ta tùy tiện phóng thích một tia kinh khí liền có thể đánh chết tiểu nha đầu không có chuyện gì hắn lắc đầu nói lại lấy khăn mặt ra lau máu tươi chỉ cảm thấy mặt phải hơi đau nhưng bất diệt thiên kinh lưu chuyển đau đớn lập tức tan dã chỉ mấy phút, mắt phải đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Không hồ là bất diệt thiên kinh, ngay cả vị trí mềm mại như mắt cũng có thể dễ dàng trị liệu. Mà trải qua mấy phút đồng hồ rằng co, lò luyện đan đã bị nữ tử kia mua. Giá cả cao tới trăm vạn nguyên tinh nhị tinh. Có nhiều nguyên tinh như vậy, chỉ cần ta bước vào linh hải cảnh, không cần một tháng liền có thể xung kích đến linh hải tầng 9A. Lăng Hàn thầm nói, tác dụng của nguyên tinh chính là chế tạo một hoàn cảnh tràn ngập nguyên lực, gia tốc tu hành. Hắn lại ngưng mắt tìm nữ tử kia, chỉ một lúc liền tìm thấy, mà để hắn kinh ngạc chính là thời điểm hắn tìm tới cô gái kia, đối phương vừa vặn đứng lên, trong tay cầm lò luyện đan vừa đấu giá được, muốn rời khỏi. Nói cách khác, người ta là chuyên môn chạy tới đấu giá lò luyện đan. Nếu lò luyện đan đã tới tay, nàng tất nhiên sẽ rời đi. Dựa vào chân thị chi nhãn, lăng hàn liếc nhìn dung nhan của nàng, không khỏi có cảm giác kinh diễm. Cô gái này thật đẹp, không thua kém chỉ hoa lan chút nào, nhưng bất kể là cô gái này hay ông lão lúc trước Bọn họ đều không phải đan sư. Lăng Hàn không cảm giác được khí chất đan sư ở trên người bọn họ. Điểm này hoàn toàn không cần hoài nghi, từng làm đan đạo đế vương, nếu như Lăng Hàn vẫn chưa thể phán đoán một người có phải đan sư hay không, vậy hắn thật nên mua đậu hũ về đập đầu chết. Hai người rõ ràng không phải đan sư, lại vì một lò luyện đan hỏng mà tiêu hết trăm vạn nguyên tinh nhị tinh, tại sao? Có vẻ bọn họ rất tôn sùng mình kiếp trước, nhưng muốn nói vì thế mà trả giá cao như vậy, lại làm cho người không nghĩ ra. Nữ tử rời đi, ông lão sinh hoa cảnh cũng rời đi theo mục tiêu của hai người nhất trí chỉ vì lò luyện đan mà thôi hiện tại lò luyện đan đã bị mua bọn họ tự nhiên không có lý do ở lại thực sự là không hiểu nổi chỉ có thể nói bọn họ quá giàu trải qua một lần cao trào bán đấu giá kế tiếp không chỉ để lăng hàn buồn ngủ phía dưới cũng có không ít người ngồi ngáp thậm chí có mấy người còn ngáy o o khạc khạc người chủ trì vội điều chỉnh thứ tự đấu giá sớm lấy ra một chân bảo cuối cùng cũng coi như để bầu không khí trở nên sống động lại. Sau nửa giờ, một vật đấu giá khiến Lăng Hàn chú ý. Đó là một pho tượng, như một con bò cạp, thân thể đen thui, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo. Dựa theo mấy vị giám định sư thâm niên của chúng ta cùng nhau nghiên cứu, đây là pho tượng năm 6.000 năm trước. Phía trên còn có chút văn tự cổ đại, cùng hiện nay có chút khác nhau. Trải qua phiên dịch, đại khái ý tứ là, thiên hạt cung, sinh mệnh cùng tử vong, luân hồi vạn thế. Người bán đấu giá nói, đây là một tính vật, một chiếc chìa khóa có thể mở ra thiên hạt cung trong bí cảnh thập nhị thiên soạt vừa dứt tiếng tất cả mọi người đều đứng lên mỗi người đều lộ ra vẻ kích động bí cảnh thập nhị thiên vẫn chuyển lưu thế gian mỗi cách trăm năm sẽ mở ra một lần trong bí cảnh linh khí nồng đậm khiến người ta líu lưỡi ở trong đó tu luyện một ngày có thể bằng 10 ngày thậm chí 100 ngày ngoại giới. Cũng bởi vậy, trong bí cảnh xúc tích vô số linh dược, trăm năm mới mở một lần không chỉ niên đại cao, hơn nữa bởi vì linh khí nồng đậm nên phẩm chất của những linh dược này đều cao đến kinh người. Nhưng đây không phải then chốt. Then chốt là bí cảnh thập nhị thiên có 12 cung điện thần bí. Đồn đãi bên trong cất dấu bảo vật to lớn nhất của bí cảnh là công pháp, linh khí, võ kỹ, đan dược. Đã từng có một người may mắn tiến vào Bạch Dương Cung. Kết quả rất nhanh thì thanh danh vang dội, cuối cùng thành cường giả thiên nhân cảnh, hơn nữa còn là loại rất hung hăng nếu không phải niên đại của hắn bị áp chế, toàn bộ hàng thiên đại lục không thể có phá hư cảnh, thì thành tựu của hắn chắc chắn sẽ không dừng ở thiên nhân cảnh, mà là phá hư cảnh, thậm chí phá hư thành thần. Mà muốn đi vào 12 điện, cần phải có chìa khóa đối ứng. Ha ha, dựa theo bản các nghiên cứu, cái này có khả năng là chìa khóa mở ra thiên hạt cung. Nhưng chỉ là có khả năng, điểm ấy bản các không quá chắc chắn. Bởi vì trên pho tượng kia có vài thứ để chúng ta không thể xác định. Người bán đấu giá nói vòng vo. Nhất thời, không ít người lộ ra vẻ thất vọng. Suy nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Nếu như chiếc chìa khóa này là thật, vậy ai sẽ lấy ra bán đấu giá chứ? Đem đi Trung Châu, nơi đó mới nhiều cường hào, mới có thể bán ra giá cao chân chính. Dù như vậy, vẫn có rất nhiều người tràn ngập hứng thú. Vạn nhất đây là thật thì sao? Lăng Hàn, người nói đó là thật hay giả? Lưu Vũ Đồng không khỏi tò mò hỏi. Lăng Hàn ngưng mắt nhìn, phát động chân thị chi nhãn. Hình thể của pho tượng lập tức tan rã dưới tầm mắt của hắn, tầng tầng biến mất. Khi thấy một vật ở trong pho tượng, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Bởi vì đây lại là một tờ giấy, phía trên viết, các ngươi bị lừa rồi, đây là hàng giả, ha ha. Nhưng nhìn đến phần ký tên, thân thể của hắn không khỏi run lên, lộ ra vẻ không thể tin tưởng. Làm sao vậy? Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền vội vàng hỏi. Không có chuyện gì. Lăng Hàn khoát tay áo một cái, nhưng ai cũng nhìn ra hắn không bình thường. Lăng Hàn có thể không thất thố sao, bởi vì ký tên là một đồ án lỏa nữ, Bút pháp này, hắn vừa nhìn liền nhận ra, là tên đồ đệ phong tao Giang Dược Phong kia của hắn. Giang Dược Phong làm ra loại chuyện nhàm chán này hắn không có gì lạ. Nhưng để hắn khiếp sợ là, tượng đá này là đồ vật năm sáu ngàn năm trước. Nhưng Giang Dược Phong rõ ràng là nhân vật vạn năm trước. Dù Giang Dược Phong có thể đột phá phá hư cảnh, vậy hắn cũng chỉ có hơn một ngàn năm tuổi thọ. Sao có thể sống đến năm sáu ngàn năm trước, trừ khi Giang Dược Phong còn tiến thêm một bước, bước vào thần giới, trở thành thần linh tuy không biết thần linh có thể bất diệt hay không, nhưng nhìn Tu La Ma Đế xem. Bị chấn áp mấy vạn năm, còn chém thành chín khối, không phải cũng nhảy nhót tưng bừng đó sao? Giang Dược Phong còn sống. Thành thần. Vậy ba đồ đệ khác của hắn thì sao? Có phải đều còn sống không? Phải biết lúc trước bốn người bọn họ có thể được lăng hàn thu làm đệ tử, hoặc là ở trên đan đạo có thiên phú kinh người, hoặc là ở võ đạo có ngộ tính nghịch thiên. Bằng không một lòng tu đan đạo như hắn, ai rảnh mà đi dạy đồ đệ, nếu như Giang Dược Phong có thể thành thần, như vậy ba đồ đệ khác cũng có tư cách. Vậy chẳng phải hắn còn có cơ hội tương phùng với bốn đồ đệ sao? Ha ha, thật muốn xem vẻ mặt của bọn họ khi đó, nhất định rất đặc sắc a. À, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu biết pho tượng này là hàng giả, Lăng Hàn đương nhiên không thể đi đấu giá. Lại nói hắn chỉ có chừng 10 vạn nguyên tinh, còn phải tiết kiệm đi mua bích lân yêu quả. Nhân lúc này, hắn chạy đi chỗ ba người Long Vĩnh Trường thương lượng chuyện mượn tiền với bọn hắn. Gặp nữ nhân che kín và lão giả sinh hoa cảnh hào khí kia, hắn cảm thấy 10 vạn nguyên tinh cũng không thể xem như số tiền lớn a. À, nghe Lăng Hàn nói công dụng của Bích Lân yêu quả, ba vị đan đạo bá chủ đều vui vẻ đáp ứng cho Lăng Hàn mượn. Bách Thiện Hiếu làm đầu, mà bọn họ chỉ nói ra một yêu cầu, là đến thời điểm đó muốn quan sát Lăng Hàn luyện chế bổ linh đan. Đây chính là đan dược địa cấp trung phẩm. Lăng Hàn tự nhiên không quan tâm, thống khoái đồng ý, pho tượng được rất nhiều người đấu giá, ngay cả Cố Phong Hoa, Trì Hoa Lan cũng dồn dập ra tay. Còn có mấy đệ tử hào môn của Bắc vực cũng tăng giá đến mức tàn nhẫn, cuối cùng bị một người tên Hứa Văn Thông mua đi. Nguyên bản bán đấu giá đều nặc danh, nhưng tựa hồ đám người Bắc vực kia rất quen thuộc nhau, thời điểm định giá không quên uy hiếp hoặc hò hét đối thủ một hồi, bởi vậy bộc lộ ra thân phận của rất nhiều người. Hứa Văn Thông này đến từ Kiền Nguyên Tông ở Bắc vực, tựa hồ có tiếng tăm rất lớn trong thế hệ trẻ tuổi. Sau đó, lại có một linh khí xuất hiện, đây là một thanh đao, trên thân đao có chín cái vòng. Nhìn kỹ, đây không phải vòng thật, mà là từng mạch văn, chỉ là hình dạng rất giống vòng mà thôi. Cử hoàn thiên anh đao. Người bán đấu giá bắt đầu giới thiệu, cây đao này là linh khí cấp 5, nhưng diệu dụng ở chỗ. chín cái vòng này là linh ấn, có thể giải phong từng cái. Mở ra một vòng tương đương với linh khí cấp 3. Mà mở ra nhiều một vòng, uy lực sẽ mạnh mẽ một phần, cuối cùng đạt đến cấp 5. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, linh khí cấp 5 vốn đã bất phàm, uy lực có thể đối kháng thần thai cảnh. Nhưng vấn đề là, ý chí võ đạo của thần thai cảnh, há là linh hải cảnh, dũng tuyển cảnh có khả năng kích phát. Bởi vậy, linh khí cấp cao rơi vào trong tay võ giả cấp thấp, kỳ thực là không phát huy ra được. Nhưng linh khí này không giống. Từng bước phóng thích uy lực, để linh khí này rất tiện lợi. Ở trong tay linh hải cảnh, thần thai cảnh đều có thể phóng thích ra uy lực lớn nhất, thực là quá mạnh mẽ. Giá quy định 5.000 nguyên tinh. Người bán đấu giá nói lập tức thanh âm ra giá nổi lên bốn phía. Nhưng rất nhanh võ giả Bắc Hoang liền không chịu được nữa, coi như bọn họ gom nguyên tinh lại cũng không có bao nhiêu. Dù sao trước đó bị Lăng Hàn tàn nhẫn cướp một phen, lấy đi hơn 10 vạn. Đám người Cố Phong Hoa lại bắt đầu tranh cướp. Mỗi người đều gió nhẹ mây bay, mấy vạn nguyên tinh còn không bị bọn họ để ở trong mắt. Lăng Hàn nhìn lướt qua, thấy Tàn Dạ lộ ra biểu tình ước ao lại thất vọng, không khỏi nở nụ cười, cao giọng nói, "10 vạn." Nhất thời, bốn phía yên lặng như tờ, Hiện tại giá cả vừa đạt đến 7 vạn, ngươi hôm 10 vạn, hoàn toàn không theo lẽ thường an bài, nào có tăng giá như vậy chứ?" Tàn Dạ dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lăng Hàn. Hắn tự nhiên biết Lăng Hàn dùng kiếm, như vậy ra tay cạnh tranh cũng chỉ có thể cho hắn dùng. Hắn không am hiểu biểu đạt, chỉ có thể dùng ánh mắt truyền đi sự cảm kích. "Song, tiểu dạ của chúng ta chỉ có thể lấy thân báo đáp." Quảng Nguyên quái dị nói. Soạt, Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền đồng thời xuất kiếm, chém về phía Quảng Nguyên kiếm khí ngang dọc để quảng nguyên vội nhảy ra cái ghế hắn ngồi bị kiếm khí xoắn nát tan đùng trốn được kiếm của lưu vũ đồng và lý tư thiền nhưng hắn đã quên còn có một người hổ nữ tiểu nha đầu đạp một cước lên mông của hắn tốc độ của nàng quá nhanh ngay cả quảng nguyên cũng không kịp đề phòng nhất thời bị đạp chặt chẽ vững vàng thân thể đụng lên tường hắn quay đầu lại nhìn thấy hổ nữ đang nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng um tùm trong lòng không khỏi cả kinh bởi vì hồ nữ thấp bé, vị trí ánh mắt đảo qua để hắn không rét mà run, không giữ mồm giữ miệng. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền đều trách mắng, da mặt của Quảng Nguyên giật giật. Hai nữ nhân này hắn tự nhiên không để trong lòng, nhưng hồ nữ thật khó lòng phòng bị, hơn nữa càng ngày càng lợi hại. Không nói quy tắc, đánh lén, chơi xấu gì cũng có thể làm, tuyệt đối là tiểu sát tinh, không thể đắc tội mà. Hắn chỉ lo chế nhạo tàn dạ, lại không nghĩ tới đắc tội đám người Lưu Vũ Đồng. Thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ." Lăng Hàn cười to, mà ở phía dưới, sau phút giây khiếp sợ ngắn ngủi, tranh giá lại nổi lên, dần dần xông lên 15 vạn. Tuy cách lò luyện đan lúc trước xa lắm, nhưng hiện tại không có hai siêu cấp cường hào kia, nên cũng gần như đạt đến cực hạn của mọi người. 20 vạn. Lăng Hàn tăng giá. Hắn đã có đầy đủ tự tin, cộng thêm nguyên tinh của ba người Long Vĩnh Trường, mua linh khí với Bích Lân yêu quả là không có vấn đề hắn vừa dứt tiếng nhất thời bốn phía không còn thanh âm ồ tại sao thanh âm này có chút quen tai nhỉ cố phong hoa lầm bầm lầu bầu đến cùng là tên biến thái nào thật có tiền phải kết giao bằng hữu với hắn ôm bắp đùi lớn a chỉ là tuy tên này lầm bầm lầu bầu nhưng thanh âm không thấp chút nào để rất nhiều người nghe được rõ ràng lăng hàn lấy tay lau chán hiện tại hắn không muốn làm bằng hữu với tên biến thái này chút nào cũng may cử hoàn đao kia rốt cục bị lăng hàn mua lấy địa vị của hắn hoàn toàn có thể thu hàng trước, mấy ngày sau lại thanh toán nguyên tinh. Bảng hiệu của đan sư địa cấp vẫn tương đối hữu hiệu. Sau đó vài vật phẩm nhỏ được mang lên đấu giá, buổi đấu giá cũng sắp kết thúc. Rốt cục đến phiên bích lân yêu quả lên sàn. Quả nhiên lại nhắc lên một trận cao trào khác. Giá quy định 10.000 nguyên tinh. Người chủ trì nói một trận, rốt cục bắt đầu đấu giá. 10.000 một, 10 002 hai. Thanh âm ra giá liên tiếp, lăng hàn lại ngồi bất động. Hiện tại còn chưa tới thời điểm ra giá, mà giá cả cũng còn lâu mới đạt đến giá trị của Bích Lân yêu quả, bởi vậy hoàn toàn không cần phải gấp. Có điều, khi giá tiền đạt đến 50.000 thì hơi dừng lại. Dù sao đan sư nơi này nắm giữ của cải lấy kim ngân làm chủ, nguyên tinh là rất nhiều người tụ lại mới đủ. 60.000, các võ giả trẻ tuổi đến từ Bắc vực bắt đầu ra giá. Bọn họ mới là chủ lực cạnh tranh ngày hôm nay. Người trẻ tuổi của Bắc Hoang Cửu Quốc chỉ mua chút đồ chơi nhỏ, tranh cướp bảo vật chân chính thì trên căn bản không thể là đối thủ của võ giả Bắc vực giá tiền rất nhanh tăng lên 15 vạn, lần thứ hai đạt đến cực hạn của võ giả Bắc vực. 20 vạn. Lăng Hàn giải quyết dứt khoát. Sát, tại sao lại là hắn? Thanh âm này rất trẻ, sao có nhiều nguyên tinh như vậy? Ồ, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Hắn chính là Lăng Hàn Lăng đại sư vừa thành đan sư địa cấp. Không thể nào, chính là hắn. Nghe nói mới 17 tuổi. Quả thực đùa giỡn. Khà khà, lẽ nào các ngươi không biết Lăng đại sư đàn vũ song tuyệt? Trước kia còn ở võ đạo trả hội đánh giết một linh hài cảnh tên bao tín nhiên. T. Lần này, người trẻ tuổi của Bắc Vực đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở võ giả Bắc Vực xem ra, Bắc Hoang Cửu Quốc là khu vực võ đạo lạc hậu nhất của hàng thiên đại lục. Ngay cả sinh hoa cảnh chân chính cũng không có, chỉ dựa vào quốc thế chống đỡ mới miễn cưỡng xem như có cường giả như vậy. Dưới sinh hoa cảnh, đều là run dế. Một thâm sơn cùng cốc như vậy, ở trong mắt bọn họ tự nhiên tất cả đều là nhà quê nhưng hiện tại sinh ra một đan đạo đại sư 17 tuổi không tính, hơn nữa người này còn có thể chém giết bao tín nhiên. Tuy bao tín nhiên ở trong thế hệ tuổi trẻ của Bắc Vực không tính là cao thủ chân chính, nhưng cũng không phải thổ cầu ở Bắc Hoang có khả năng chém giết. Hơn nữa, con chó này còn chỉ có 17 tuổi, ở trên đan đạo đạt đến địa cấp. Trên đời này có thiên tài như vậy sao? Ha ha, hóa ra là lăng đại sư, ngày mai sẽ tới quấy giày, lĩnh giáo lăng đại sư một chút. Có người lập tức nói, ta cũng mặc giày đến bái phòng lăng đại sư một hồi ta cũng tới những người trẻ tuổi của bắc vực kia dồn dập nói cũng mặc kệ lăng hàn có đáp ứng hay không nếu vật đấu giá cuối cùng đã danh hoa có chủ mọi người tự nhiên đều ly khai ngược lại trên đời nhiều bảo vật lắm này chỉ là một buổi đấu giá bình thường mà thôi ai cũng sẽ không bởi vì không mua được đồ vật mà khó chịu lăng hàn lấy bích lân yêu quả và cử hoàn thiên anh đao chàng nguyên tinh còn thừa hắn còn nợ ba người long vĩnh trường một ít nữa ngược lại hắn còn có lượng lớn nhân sâm và linh chi trăm năm liền bán cho đám người cố phong hoa đi bọn họ sẽ không thiếu tiền nha nguyên bản hắn có chút bất mãn vì những người này tự biên tự diễn nói ngày mai muốn đến bái phòng nhưng nếu những người này thành kim chủ vậy thái độ của hắn tự nhiên cũng thay đổi mừng rỡ thu tiền của bọn họ thôi dựa theo long trường vĩnh nói chứng minh đan sư của hắn chỉ mấy ngày nữa sẽ đưa tới cách thời gian hắn xuất phát đã rất gần lăng hẳn ném cử hoàn thiên anh đao cho tàn dạ chờ trở lại khách sạn hắn liền tiến vào trong hắc tháp nhổ nhân sâm linh chi khi thực hắn còn có rất nhiều linh dược nhưng đối với người không phải đan sư mà nói vẫn là nhân sâm và linh chi tốt nhất ăn sống cũng đại bổ ngày thứ hai đám người cố phong hoa đều chạy tới lăng đại sư thực không nghĩ tới người lại trẻ tuổi như vậy ai tới cũng nói một câu tương tự để lăng hàn nghe mà lỗ tai sinh kén ha ha lăng hàn quả nhiên là tên biến thái có mấy phần phong thái của ta năm đó thanh âm của cố phong hoa vang lên, đi vào liền cho Lăng Hàn một cái ôm nhiệt tình, nhưng lập tức tiến đến bên tai của hắn nói. Có điều, chỉ tiên tử là của ta. Nếu ngươi dám cướp, cẩn thận ta vẩy dương phấn lên quần lót của ngươi, để ngươi nhảy tưng tưng mỗi ngày. Sau đó tên này buông tay ra, vẻ mặt vẫn rất nhiệt tình. Lăng Hàn khinh bỉ nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trọng sắc khinh bạn. Cái này gọi là người không vì mình, trời chu đất diệt vì hạnh phúc của ta cũng chỉ có thể hy sinh ngươi một chút cố phong hoa không chút khách khi nói lăng huynh chỉ hoa lan nhẹ nhàng đi đến chắp tay với lăng hàn ân cứu giúp trong ma thiên bí cảnh vẫn chưa báo đáp không nghĩ tới ngươi đã thành đan sư địa cấp hoa lan thật không biết có còn cơ hội báo đáp hay không đương nhiên là có cố phong hoa chen lời nói ta và hắn là bạn tốt hắn chính là ta ta lại là ta vì lẽ đó ngươi lấy thân báo đáp gả cho ta là được rồi, chẳng khác nào báo ân của Lăng Hàn. Chỉ Hoa Lan chỉ làm như không nghe thấy, nhìn Lăng Hàn nở nụ cười xinh đẹp nói, "Lăng huynh, có hứng thú đi Tử Tinh Tông làm khách không?" Nàng chính là đệ tử của Tử Tinh Tông, nếu như có thể kéo Lăng Hàn vào tông môn, công lao này lớn đến không cách nào hình dung nha. Đan sư địa cấp 17 tuổi, dù cho ngày sau không có cơ hội thẳng tiến thiên cấp, nhưng sông lên địa cấp thượng phẩm hẳn là không có vấn đề. Mà nếu tông môn không tiếc đánh đổi giúp Lăng Hàn tăng lên tới sinh hoa cảnh, lại thêm linh dược kéo dài tuổi thọ, vậy để Lăng Hàn sống 400 năm là tuyệt đối không khó. Dòng dã 400 năm A, lại luyện chế đan dược địa cấp, sẽ để tử tinh tông sinh ra bao nhiêu cường giả sinh hoa cảnh. Có thể nói, một tên đan sư cấp cao hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của một tông môn. ờ, chỉ muội muội không phải được xưng băng thanh ngọc khiết sao? Sao bây giờ cũng dùng tới mỹ nhân kế? Trong tiếng cười khẽ, chỉ thấy một nữ tử vóc người yểu điệu, phong tình vạn trùng đi tới vóc người của nàng thướt tha, nóng bỏng đến kinh người. Hai vật đột xuất cùng đầy đạn kia khiến người ta chảy nước miếng ròng ròng. Vì sao có vóc người tốt đến trình độ như vậy? Môi đỏ như liệt diễm, mái tóc đen dài như thác nước, đây là một mỹ nhân tuyệt sắc. Hơn nữa tràn ngập phong tình, như hoa tươi nở rộ, hấp dẫn người đi ngắt lấy, dù cho bởi vậy bị đâm chảy máu cũng không để ý. Lâm Hương Cần, chỉ hoa lan nhẹ giọng nói. Mỹ nhân nóng bỏng này chính là Lâm Hương Cần nàng dịu dàng cúi chào lăng hàn lộ ra một đoạn nhỏ gáy ngọc nhẵn nhụi trắng tuyết như tơ như ngọc đẹp đến kinh người nàng rất am hiểu lợi dụng ưu thế của mình rõ ràng không có động tác rõ ràng gì nhưng lại khiến người ta lãnh hội đến phong tình của nàng trong lòng ngứa ngáy không muốn nghĩ cũng không được hoàng cực tông lâm hương cần bái kiến lăng đại sư nàng không có lập tức đứng lên tựa hồ đang chờ lăng hàn đi tới nâng mà cơ hội như vậy tin tưởng nam nhân nào cũng sẽ không từ chối nha bốn phía bọn người cố phong hoa Hứa Văn Thông đều lộ ra vẻ mặt như si như say. Chỉ luận dung mạo, nàng và chỉ hoa lan khó phân cao thấp. Nhưng nói đến phong tình, nàng lại quăng chỉ hoa lan mấy con phố. Đương nhiên, khẳng định có nam nhân yêu thích loại hình thanh thuần như chỉ hoa lan hơn. Mặc dù tuổi tác của Lâm Hương cần chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng phong tình nóng bỏng đã như ngự tỷ. Chỉ hoa lan hử một tiếng nói, hồ ly tinh. Lăng hàn không có đưa tay đi nâng. Sắc đẹp mê hoặc ở kiếp trước hắn nhìn nhiều lắm, Lúc đó hắn ở đan đạo và võ đạo đồng thời đạt đến đỉnh cao, địa vị của mỹ nữ đồng ý nhào vào lòng hắn còn cao hơn nữa, cũng không ít tiên tử cấp bậc hóa thần cảnh. Lâm Hương cần hơi kinh ngạc, nhưng Lăng Hàn đã quay người đi ra, nàng cũng chỉ có thể tự mình đứng lên, xoa xoa mũi, lộ ra vẻ không vui. Lưu Vũ Đồng cùng Lý Tư Thiền nở nụ cười, Lăng Hàn của các nàng không phải người nông cạn, muốn được sự chú ý của hắn, chỉ sắc đẹp mê hoặc là không được, mà phải dùng chân tâm thực lòng đổi lấy sự tin tưởng của hắn lăng đại sư đi hoàng cực tông của ta dạo được không lâm hương cần không cam lòng chịu thua lập tức đuổi theo yểu điệu nói được chỉ phải đáp ứng ta một điều kiện lăng hàn từ tốn nói nghe nói như thế mọi người không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ đóng kịch nửa ngày hóa ra cũng là sắc quỷ nhưng ai bảo sắc quỷ này là đan sư địa cấp hơn nữa tiền đồ vô hạn thật có khả năng sở hữu vư vật động lòng người như lâm hương cần ấy chứ trong lòng lâm hương cần cười gằn đối với lăng hàn có ý chán ghét nhưng nụ cười trên mặt vẫn như hoa dịu dàng nói không biết lăng đại sư có điều kiện gì giúp ta san bằng đông nguyệt tông giúp ta san bằng đông nguyệt tông lời vừa nói ra tất cả mọi người đều câm như hến đông nguyệt tông là tồn tại cỡ nào tuy thế lực có thể xưng tông ở bắc vực rất nhiều nhưng chỉ có năm đại tông môn được công nhận mạnh nhất xưng là bắc vực ngũ tông mà đông nguyệt tông chính là một trong số đó tuy hoàng cực tông kiền nguyên tông đều rất châu bò nhưng nói đến thực lực tuyệt đối, mỗi người lại không bằng Đông Nguyệt Tông. E là phải ba nhà gộp lại mới có thể ngang hàng. Mà muốn săn bằng Đông Nguyệt Tông, vậy ít nhất phải có lực lượng gấp ba Đông Nguyệt Tông. Nói cách khác, ít nhất phải mấy tông môn như Hoàng Cực Tông liên hợp lại mới được. Hơn nữa trong quá trình này, cho dù chiến thắng cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Vì một đan sư địa cấp, thế lực nào đồng ý làm như thế? Ha ha, Lăng Đại Sư thật biết nói đùa. Tất cả mọi người cười gượng, lập tức mất hết ngạo khí, trở nên đàng hoàng lại. Bởi vì bọn họ cuồng vọng hơn nữa cũng không dám nói săn bằng Đông Nguyệt Tông. Mặc kệ là thật hay giỡn. Nhưng Lăng Hàn không đáng kể. Ân oán giữa hắn và Phong Viêm ở Vũ Quốc là sự tình mọi người đều biết, chỉ cần tìm hiểu một hồi liền rõ. Bởi vậy, hắn buông lời lại tàn nhẫn, người ta cũng cho rằng là bởi vì Phong Viêm. Nhưng không biết, cái ân oán này còn liên lụy tới đời trước. Nếu người bình thường dám nói như vậy, dù cho đông nguyệt tông không động thủ cũng sẽ có rất nhiều thế lực muốn giết lăng hàn đi nịnh nọt nhưng hiện tại người nói là một vị đan sư địa cấp địa vị sắp xỉ sinh hoa cảnh thế lực bình thường ai dám ra tay dù thế lực lớn như đông nguyệt tông cũng phải kiêng kỵ đan sư hiệp hội ở phía sau nhiều lắm là đánh lăng hàn một trận để hắn không nên ăn nói ba hoa nhưng căn bản sẽ không dám công khai giết lăng hàn đương nhiên ngầm lại là chuyện khác vừa mở miệng liền kiềm chế ngạo khí của những thiên kiêu kia lại Lăng Hàn một bên hỏi dò tình huống của Bắc vực bây giờ, một bên để Chu Vô Cửu lấy nhân sâm linh chi ra bán. Những người trẻ tuổi này đều không thiếu tiền, lần bán đấu giá trước đó họ có thể ném đi 10 vạn nguyên tinh liền biết. Quả nhiên, dù những thiên kiêu này xuất thân đại tông môn, bình thường cũng đã gặp ăn qua nhân sâm, linh chi trăm năm, nhưng nhìn thấy nhiều như thế, khóe miệng cũng co giật. Ai, so sánh với Lăng đại sư, chúng ta quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, nhiều nhân sâm, linh chi trăm năm như vậy, lăng đại sư khẳng định nắm giữ một dược viên thượng cổ. Không thể là dược viên thượng cổ được, nơi này tất cả đều là dược liệu trăm năm. Cũng đúng, đại khái là trăm năm trước có thế lực gieo xuống rất nhiều nhân sâm và linh chi, nhưng không biết vì sao bị người diện. Bất quá dược viên lại không gặp phải phá hoại, trái lại phát triển khỏe mạnh, cuối cùng bị lăng đại sư phát hiện. Tất cả mọi người cảm khái, đây thực sự là vận may. Hơn nữa, có tên gọi đan sư địa cấp chống lưng ai đồng ý vì một chút nhân sâm linh chi trăm năm mà trở mặt với lăng hàn lăng hàn có thể gom tiền mà không cần lo lắng bị người nhìn chằm chằm dù sao đối với thế lực lớn mà mới đây chỉ là món tiền nhỏ chu vô cử phụ trách lấy tiền lăng hàn thì cùng mọi người nói chuyện phiếm tìm hiểu tình huống của bắc vực dù sao trên sách viết chí ít cũng là sự tình mười mấy năm trước thậm chí của mấy chục năm trước đại cách cục của bắc vực không có biến hóa mạnh nhất vẫn là năm thế lực kia xưng là nhất cốc tứ tông huyết viêm cốc cùng đông nguyệt tông sâm la tông thú hoàng tông bán nguyệt tông huyết viêm cốc là thế lực duy nhất không có lấy tông làm tên nhưng thực lực của bọn họ lại mạnh nhất bắc vực có người nói rất có khả năng sẽ sinh ra hóa thần cảnh chân chính quét ngang bắc vực tuy hàng thiên đại lục có bốn vực một châu nhưng bình thường không dễ lui tới mỗi bộ phận cách xa nhau một lạch trời có người nói là thượng cổ đại chiến lưu lại thực lực càng mạnh càng khó có thể vượt qua cũng vì như thế, nên tuy bắc vực chỉ có cường giả linh anh cảnh tọa chấn, nhưng vẫn không lo bị cường giả bốn vực khác xâm lấn. Nói đến thiên tài thế hệ trẻ tuổi, thì phải nói tả vũ đạt của huyết viêm cốc. Mới 23 tuổi, nhưng đã bước vào thần thai cảnh. Hứa Văn Thông nói, trên mặt là ra vẻ hâm mộ. Hắn ở trong thế hệ trẻ tuổi của kiến nguyên tông cũng có thể xếp top 10. Nhưng hiện tại chỉ là linh hải tầng 4, cách linh hải đỉnh phong còn rất xa. Huống chi từ linh hải đến thần thai, vượt qua một bước này là cực kỳ gian nan. Cảnh giới võ đạo càng cao, vượt qua đại cảnh giới sẽ càng khó. Đã từng có một thiên tài lấy 32 tuổi bước vào sinh hoa cảnh, trở thành sinh hoa cảnh trẻ nhất từ cổ trí kim. Nhưng từ sinh hoa đến linh anh hắn lại bỏ ra 122 năm. Cuối cùng chết già ở linh anh cảnh. Ngay cả hóa thần cảnh cũng không thể bước vào, khiến người ta thổn thức. So với ta còn muốn biến thái. Cố phong hoa ở một bên lẩm bẩm nói. Tả vũ đạt, Lăng Hàn lẩm bẩm nói, ghi nhớ danh tự này. Thần thai cảnh 23 tuổi, xác thực kinh người. Thậm chí lấy hắn biết, ngay cả kiếm đế, thiên phượng thần nữ lúc trước cũng không trâu bỏ như thế. Nghĩ đến cũng đúng, thiên địa xảy ra biến hóa, để người tu luyện hiện tại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thú Hoàng Tông cũng có một quái thai tên Lỗ Dương. 24 tuổi, tương tự bước vào thần thai cảnh. Hơn nữa, Thú Hoàng Tông đều nuôi yêu thú làm thú sủng, một người một thú liên thủ, sức chiến đấu còn muốn tăng lên một đoạn dài. Lâm Hương Cần cũng nhắc tới một thiên tài. Sâm La Tông không có tân tinh quá trói mắt, nhưng bọn họ có tổ hợp ba bào thai. Tuy bây giờ đều là linh hải tầng 9, nhưng ba người liên thủ lại có thể giết chết thần thai sơ kỳ, cũng không thể coi thường. Chỉ Hoa Lan nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên kiêu tuổi trẻ của bán Nguyệt Tông là một nữ tử. Nghe nói dáng dấp xinh đẹp như hoa, ngay cả tả vũ đạt cũng vừa gặp đã thương, để sư môn đi cầu hôn, lại bị lạnh lùng từ chối. Hứa Văn Thông cười nói, ta cũng nghe nói, vị kia tên chư Toàn Nhi, mới 22 tuổi, tương tự bước vào thần thai cảnh, thật khiến người ta thán phục. Lâm Hương cần gật đầu, có vẻ rất hâm mộ. Tương tự đều là nữ nhân, tại sao người ta vượt qua nàng dài như vậy? Không chỉ như vậy, vẻ đẹp của nàng cũng rất kinh người. Ta đã từng thấy nàng vén khăn che mặt uống nước. Tuy chỉ lộ ra một chút xíu, nhưng đã để ta say mê, hận không thể vì nàng mà chết có người bổ sung nói trên mặt đều là vẻ si mê người chưa từng thấy chư toàn nhi đều kinh ngạc có thể làm cho một thiên kiêu trẻ tuổi si mê như thế ma lực của chư toàn nhi này cũng quá lớn rồi hơn nữa người ta căn bản không có ló mặt chỉ lộ một chút xíu liền mê người như vậy khó mà tin nổi nha ta cũng nghe nói đồn đãi có thiên tài trung châu chạy đến nơi này của chúng ta rèn luyện bất ngờ gặp phải chư toàn nhi lập tức kinh vi thiên nhân còn chạy đi bán nguyệt tông cầu hôn nói muốn dẫn chư toàn nhi đi trung châu các ngươi đoán, vị thiên tài kia là nhà nào của Trung Châu? Lại có người nói, có vẻ hơi khoe khoang. Không chờ mọi người suy đoán, hắn liền trực tiếp vạch trần, thiên kiếm tông. Thiên kiếm tông. Ba chữ này phẳng phất như có một ma lực, để nam nữ trẻ tuổi nơi này không ai không tôn kính, lộ ra ngóng trông vô tận. Gần vạn năm trước, hàng thiên đại lục phát sinh đại họa. Là thiên kiếm tông, tuyệt đao tông, vân phượng tông cùng mấy thế lực siêu cấp lãnh đạo đời trước huyết chiến, cuối cùng bình định đại họa, mới có vạn năm hòa bình hiện tại. Hơn nữa, thiên kiếm tông có phá hư cảnh tọa chấn, quả thực là tấm bia bất hủ. Nếu là ta, còn cần phải nói, lập tức chạy theo rồi. Ha ha, người cắt phía dưới, lại cẩn thận chỉnh dung một hồi, sẽ có cơ hội. Cút! Mọi người cười to, thế nhưng đối với thiên kiếm tông lại có ngóng trông không nói ra được. Đây là một thánh địa võ đạo chân chính. Có truyền thừa bất hủ, có thể sẽ có một ngày xuất hiện một vị đại năng đánh vỡ hư không, tiến vào thần giới cuối cùng thì sao chư toàn nhi có đi tới trung châu không lưu vũ đồng hiếu kỳ không nhịn được hỏi không người kia nói nghe nói chư toàn nhi cực kỳ hiếu thuận sư phụ của nàng ở mấy năm trước tu luyện tàu hỏa nhập ma nàng liền phát đại thệ nhất định phải làm cho sư phụ nàng khôi phục như cũ ai có thể làm được nàng có thể dành cho đối phương vô số tài nguyên tu luyện thậm chí gả cho hắn cũng được có điều dựa theo một vị thần y nói muốn chữa khỏi thương thế như vậy chỉ có đan dược thiên cấp mới được vì lẽ đó vị tiên nữ của chúng ta cuối cùng vẫn phải đi trung châu không biết sẽ tiện nghi tên khốn kiếp nào nói xong lời cuối cùng hắn đã nghiến răng nghiến lợi thật giống như thấy nữ thần trong mộng bị xú nam nhân nào đó kéo vào trong ngực phải nói rất đau lòng a à, soạt trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú lăng hàn các ngươi nhìn ta làm gì lăng hàn rất vô tội nói muốn nói bắc vực có ai có thể trở thành đan sư thiên cấp vậy khẳng định là ngươi cố phong hoa cười ha ha người biến thái như vậy trở thành đan sư thiên cấp ngay trong tầm tay. Đến thời điểm đó sẽ ôm được mỹ nhân về nha. Thương lượng với người một chuyện, có thể cho ta một cái nội khố của chư tiên tử hay không? Oành oành! Không đợi lăng hàn mở miệng, tên biến thái này đã bị mười mấy người ái mộ chư toàn nhi đánh một trận. Trong nháy mắt đã bị đánh cho không thành hình người. Đúng nha, đây là chư tiên tử à? Lưu Vũ Đồng ăn dấm nói. Hừ, Lý Tư Thiền cũng như thế, chỉ có hồ nữ không để ý chút nào, trong lòng nói, Lăng Hàn là của nữ, một đám nữ nhân ngốc. Lăng Hàn chỉ cười nhạt, kiếp trước mỹ nữ gì hắn chưa từng thấy. Thiên phượng thần nữ càng được xưng đẹp tuyệt vạn cổ, hắn còn không phải không có động tâm. Chỉ là ở thời điểm đối phương xin hắn luyện đan, hắn bảo thiên phượng thần nữ nói cho hắn biết tên thật. Cũng không biết nữ nhân này có tật xấu gì, bảo nàng nói tên thật lại giống như muốn giết nàng vậy. Sau đó càng là ba ngày hai lần tìm đến cửa, không nói hai lời liền động thủ cầm đan dược, thật giống như coi mình thành chủ nhân vậy. Muốn ngăn cản nàng, đánh với nàng. Đó là tình ngược. Lăng Hàn muốn đột phá phá hư cảnh như vậy, chính là chịu đủ thiên phượng thần nữ ức hiếp, muốn vươn mình làm chủ nhân. Kết quả tốt rồi, không bao lâu liền bị hắc tháp giàn vặt chết. Nếu như thiên phượng thần nữ tiến vào thần giới, bây giờ vẫn đẹp đến mê người nhỉ. Trong chớp mắt, hắn hơi nhớ thiên phượng thần nữ, còn có kiếm đế, lạc nhật đao hoàng đến tột cùng những người này đã sớm chết, hay phá nhập thần giới. Đám người Giang Dược Phong cũng có khả năng tiến vào thần giới, mấy tên này nên không có vấn đề đi. Nghĩ nhập thần như vậy sao? Lưu Vũ Đồng ghen, không nhịn được nhéo lăng hàn một cái. Chỉ thấy Lý Tư Thiền cũng rất ăn ý véo bên hông khác, không khỏi bật cười. Lăng Hàn nói, như vậy Đông Nguyệt Tông thì sao, có thiên tài kinh người gì không? Đông Nguyệt Tông, ngạo gia thất tử hẳn là mạnh nhất. Lâm Hương cần suy nghĩ một chút nói, con trai thứ bảy của ngạo phong. Lăng Hàn hỏi. Không phải, là Ngạo Phong có bảy con trai đều rất thiên tài, hợp xưng ngạo ra thất tử. Hứa Văn Thông giải thích. Bảy người này đều là linh hải đỉnh phong. Người nào cũng có khả năng bước vào thần thai cảnh. Long sinh cửu tử, quả nhiên mỗi người không giống. Ngạo dương danh chỉ là tụ nguyên cảnh, nhưng các huynh đệ của hắn lại sắp trở thành thần thai cảnh. Nói không chắc có mấy cái còn tệ hơn, hiện tại còn dừng lại ở luyện thể cảnh. Lăng Hàn vuốt cầm nói, bảy người này là ai, Cố Phong hoa lắc đầu nói, Ngạo Phong có quá nhiều con riêng, ai nhớ ai là ai chứ? Bảy người kia có tiền đồ nhất, liền phân biệt gọi là Ngạo đại, Ngạo nhị, Ngạo tam, cho đến Ngạo thất. Chuyện này, Lăng Hàn cũng cảm giác đổ mồ hôi lạnh, sinh quá nhiều, người ngoài ngay cả tên cũng không nhớ được. Phế bỏ bảy người này, Ngạo Phong nên rất đau lòng nhỉ? Nghĩ đến thống khổ mà Lăng Đông hành chịu đựng, Lăng Hàn không khỏi hận đến nghiến răng. Ngạo Phong nhất định phải lưu đến cuối cùng mới giết để hắn trước khi chết cũng thưởng thức thống khổ như vậy, rất thuận lợi bán ra lượng lớn nhân sâm cùng linh chi trăm năm, hắn kiếm được gần 40 vạn nguyên tinh. Phải biết Bắc Hoang Cửu Quốc nhiều người như vậy gộp lại, cũng chỉ tiêu phí mười mấy vạn nguyên tinh mà thôi, nhưng hiện tại ở đây chỉ mười mấy người, lại mua gần 40 vạn, có thể thấy được người của Bắc vực giàu cỡ nào. Người so với người, tức chết người a. Mọi người liên lạc tình cảm một chút, tự nhiên dồn dập rời đi lăng hàn cũng đi tới tinh diệu các một chuyến trả nguyên tinh còn thiếu cho ba người long vĩnh trường hắn vốn còn nghĩ nếu như không đủ tiền thì cầm cố thất chuyển phá ách đan không nghĩ tới người bắc vực ra sức như vậy thành phi quân mất tích hai ngày rốt cục khiến tinh diệu điện chú ý phái người tìm kiếm vị đại sư trẻ tuổi này nhưng làm sao có khả năng tìm được chứ mới đầu còn có người hoài nghi lăng hàn nhưng rất nhanh điều tra ra thành phi quân là bị thư đồng của la quý phong gọi đi nhưng hiện tại không chỉ thành phi quân mất tích ngay cả la quý phong cùng thư đồng của hắn cũng mất tích vậy dĩ nhiên không quan hệ tới lăng hàn lăng hàn quyết định đổ thêm dầu vào lửa nói ra sự tình la quý phong là đệ tử của thiên thi tông để hàng thiên đại lục cảnh giác tông môn tà ác này ngay cả sự tình thiên thi tông hủy diệt bắc hoang cũng làm ra được có thể thấy được hủy diệt bắc vực thậm chí toàn bộ hàng thiên đại lục cũng không phải là không có khả năng hắn để bọn người quảng nguyên chu vô cửu tản tin tức chỉ cần lơ đáng nói ở quán trà tửu lâu loại tin tức ngầm này sẽ như mọc cánh cấp tốc truyền khắp thiên hạ quả nhiên mới mấy ngày mà thôi trong trấn nhỏ liền lan truyền sự tình của thiên thi tông thế lực này khủng bố làm sao làm sao muốn biến toàn bộ hàng thiên đại lục thành thi quốc thế nào trong quá trình tin tức chuyển lưu nhất định sẽ bị gia công bởi vậy thiên thi tông cũng càng truyền càng tà ác quả thực chính là ma quỷ lăng hàn cảm thấy như vậy rất tốt thiên thi tông xác thực cần cảnh giác cái thế lực này quá tà ác vài ngày sau lăng hàn lấy được chứng minh đan sư như vậy bất luận từ góc độ nào mà nói hắn đều là đan sư địa cấp hàng thật đúng giá chúng ta nên xuất phát lăng hàn vỗ tay mang theo mọi người rời lạc nguyệt hạp đi tới đông nguyệt tông bắc vực rộng lớn rất nhanh xuất hiện ở trước mặt bọn họ bởi vì cách một ngọn núi cao ngăn thành hai bên nên khí hậu hai nơi có khác nhau rất rõ ràng bắc hoang rất khô hanh lạnh giá nhưng bắc vực lại ẩm ướt vô cùng ôn hòa nơi này có cổ thụ cao to liên miên Lá cây dài lớn, không giống Bắc vực, thực vật chịu lạnh lấy hình dạng lá kim chiếm đa số. Có điều, linh khí nơi này nồng nặc hơn rất nhiều. Lần trước thời điểm tới nơi này vẫn là sự tình của 17 năm trước. Quảng Nguyên không khỏi cảm khái nói, trong con ngươi có một tia thống khổ cùng phẫn nộ không dễ cảm giác. "Quảng đại ca, hoàn cảnh tu luyện nơi này rõ ràng tốt hơn Vũ Quốc, tại sao ngươi lại quay về?" Lưu Vũ đồng kỳ quái hỏi. Bởi vì quan hệ với Lăng Hàn, nàng đương nhiên không thể xưng Quảng Nguyên là tiền bối quảng nguyên thở dài nói ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé muốn đặt chân ở bắc vực quá khó khăn hắn lắc đầu không sai linh khí nơi này rất nồng nặc nhưng không có đan dược trèo trống chỉ là linh khí nồng nặc thì có ích lợi gì võ giả của bắc vực quá nhiều ngay cả linh hải cảnh cũng không kiếm được bao nhiêu tiền trừ khi chịu đàng hoàng luyện chế nguyên tinh nhưng chỉ luyện nguyên tinh nào có thời gian tu luyện Nơi này cường giả nhiều lắm, muốn sống tốt một chút, làm sao cũng phải là thần thai cảnh. Đám người Lưu Vũ Đồng lặng lẽ. Thần thai cảnh a, à, phóng tới Vũ quốc chính là thế lực hàng đầu như Bát Đại Hào môn. Ai sẽ bỏ vinh hoa phú quý, chạy đến Bắc vực giành chính quyền lần nữa? Lại nói, thần thai cảnh của Vũ quốc ở trong võ đạo đã đi tới cực hạn, không thể tiến thêm một bước nữa. Như vậy chạy đến đây làm gì? Muốn có được công pháp cấp bậc sinh hoa cảnh, khó như lên trời. Công pháp như vậy bị mỗi thế lực bảo mật nghiêm ngặt, sẽ không dễ dàng để thế lực khác xuất hiện sức mạnh vượt qua phàm tục. Ở trong hết thảy tông môn của Bắc vực, Đông Nguyệt Tông cách Bắc Hoang Cửu Quốc gần nhất. Tuy như vậy, nhưng Gia Lạc Nguyệt Hạp còn phải đi hơn nửa tháng mới có thể đến vị trí của Đông Nguyệt Tông ở Long Sơn. Long Sơn là một sơn mạch cỡ lớn, từ nam hướng bắc, liên miên vạn dặm, từ đông đi tây cũng hơn 2000 dặm. Ở trong Bắc vực là sơn mạch số 1 số 2. Trong núi sản xuất nhiều linh dược, còn có rất nhiều yêu thú quý giá, giá trị rất lớn mà một tòa bảo sơ như thế chính là tài sản riêng của đông nguyệt tông nếu như võ giả ngoài tông dám vào trong núi săn trộm khi bắt được chỉ có một chữ chết tuyệt không có ngoại lệ có điều ngọn núi lớn này bị đông nguyệt tông bố trí trận pháp bảo vệ thực lực thấp là căn bản không vào được lăng hàn ở trên đường luyện chế rất nhiều dịch dung đan không phải ăn mà lau ở trên mặt có thể tùy ý sửa chữa dung mạo đợi dược lực cố hóa vậy thì có thể hoàn toàn biến thành người khác rồi có điều, dịch dung đan chỉ có thể duy trì 10 ngày. Hơn nữa, trong lúc này không thể rửa mặt, đụng vào nước dược lực sẽ mất đi hiệu lực, lộ ra chân dung. Lăng Hàn dự định tiến vào Đông Nguyệt Tông, một bên phá hoại, trộm linh dược, một bên khác thì tìm hiểu tin tức của mẫu thân. Tốt nhất là có thể ở Đông Nguyệt Tông tìm được hai loại linh dược còn lại, luyện ra bổ linh đan. Vậy hắn sẽ lập tức trở về Thương Vân Trấn, chữa khỏi linh căn của phụ thân, lại để Lăng Đông Hành ăn đan dược, điên cuồng tăng tu vi lên. Tàn dạ có đặc thù rõ ràng, Quảng nguyên quá tuổi. Lưu Vũ Đồng cùng Lý Tư Thiền khẳng định không muốn 10 ngày không rửa mặt, mà tư chất của Chu Vô Cửu hơi kém, Đông Nguyệt Tông không hẳn chịu thu. Bởi vậy, Lăng Hàn quyết định lưu mọi người ở bên ngoài, hắn đơn độc hành động. Hổ nữ quá nhỏ, tông môn nào cũng sẽ không thu. Ai muốn đi chăm sóc một tiểu nha đầu? Mà nếu như lộ tu vi thì sẽ gợi ra chấn động mạnh, đến thời điểm đó nhất định sẽ bị phong viêm nhận ra. Mà hổ nữ ở đây, Lăng Hàn còn có thể xa sao? Bởi vậy, tiểu nha đầu phải ở lại với mọi người. Bọn họ một đường đi tới, thời điểm sắp đến Đông Nguyệt Tông, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến thanh âm giao chiến kịch liệt. Không lâu lắm, chỉ thấy một nữ tử cả người che trong đấu bồng lào đào xuất hiện ở phía sau xe ngựa. Nàng nhìn thấy xe ngựa thì lộ ra vẻ vui mừng, nhảy lên, từ đuôi xe tiến vào trong xe ngựa. Lúc này, Lăng Hàn đang dùng dịch dung đan thay hình đổi dạng cho mình, soi gương trang điểm, ba nữ thì đã ở trong hắc tháp, bỗng nhiên nhìn thấy một người xa lạ xuất hiện khó tránh khỏi lấy làm kinh hãi hắn giật mình đối phương càng thêm giật mình đường đường đan sư địa cấp lại soi gương trang điểm đây là biến thái thế nào hích thật giống như ngươi hiểu lầm rồi lăng hàn nói câm miệng nàng tàn bạo nói một tay thỏ ra đã nắm cổ của lăng hàn giúp ta giấu giếm bằng không ta liền bóp chết ngươi lăng hàn không sợ trong nháy mắt đối phương ra tay hắn có thể đi vào trong hắc tháp lấy thần thức thiên nhân cảnh của hắn, phản ứng sẽ thua một thần thai cảnh sao. Hắn chỉ hiếu kỳ, tuy trên đời này nữ nhân khoác đấu bồng không ít, nhưng nghe thanh âm của đối phương, hắn tự tin sẽ không nhận sai. Cái này chính là vị mấy ngày trước ở Lạc Nguyệt hạp đấu giá lò luyện đan kia. Tại sao nàng lại ở chỗ này? Vừa nãy nàng ác chiến với ai? Ô, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Có nhìn thấy một nữ tử khoác đấu bồng đi qua đây không? Một tiếng nói giả nua vang lên, tương tự rất quen chính là trong lạc nguyệt hạp lão giả sinh hoa cảnh cùng đấu bồng nữ cạnh tranh lò luyện đan kia thân thể của đấu bồng nữ run rẩy một cái nhưng mạnh mẽ ép xuống thần thức của sinh hoa cảnh quá mạnh mẽ chỉ cần hơi có chút dị thường liền có thể cảm ứng được lăng hàn cười nhạt phát động thần thức của hắn vây đấu bồng nữ lại đây chính là thần thức của thiên nhân cảnh đừng nói đấu bồng nữ hoàn toàn không cảm giác tới lão giả sinh hoa cảnh kia cũng như thế không có phu xe lập tức lắc đầu ông lão sinh hoa cảnh lấy thần thức nhìn quét hai chiếc xe ngựa mấy lần, nhưng không có phát hiện khí tức hắn biết. Chân lão liền dẫm mạnh, đã đạp phong mà đi. Phu xe ngựa cả kinh đến quỳ xuống dập đầu. Lăng Hàn thu hồi thần thức nói, tại sao hắn muốn truy ngươi? Hừ, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Đấu bồng nữ lạnh lùng nói. Nói chuyện với ân nhân cứu mạng như thế, thật không ra gì. Lăng Hàn cười hì hì nói. Cái ân tình này, ta sẽ trả ngươi. Đấu bồng nữ vẫn lạnh lùng như cũ lăng hàn nhún vai nói ta ngay cả hình dáng của ngươi ra sao tên gì cũng không biết ngươi bảo sau này ta đi nơi nào tìm ngươi đấu bồng nữ rất thiếu kiên nhẫn nói chờ thương thế của ta tốt ta sẽ đi tìm ngươi ta sao biết ngươi có phải là ăn nói ba hoa hay không lăng hàn không buông tha hắn rất có hứng thú với đấu bồng nữ cùng ông lão sinh hoa cảnh kia tại sao bọn họ muốn dùng giá cao mua lò luyện đan mà hắn đã từng dùng qua có điều ông lão sinh hoa cảnh kia hiện nay hắn không đánh được nhưng đấu bồng nữ bị trọng thương cơ hội hiếm có nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đấu bồng nữ tức giận đến cắn răng, không nhịn được nói, ta tên Mộc Phi Giao. Ngươi có thể đi Hàn Thành ở Trung Châu tìm ta. Lăng Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Nữ nhân này không chịu nổi kích thích như thế, phòng trừng tuổi không lớn. Hắn tiếp tục nói, giấu đầu lòi đuôi như ngươi, còn muốn để ta tin tưởng. Mộc Phi Giao đưa tay muốn vạch trần đấu bồng, nhưng lập tức hừ một tiếng nói, suýt chút nữa mắc bẫy của ngươi rồi, tên tiểu tử giảo hoạt này, ánh mắt của nàng phát lạnh nói. Ngươi lại kích ta, cẩn thận ta vạn gãy cổ của ngươi. Vậy ngươi phải có cái thực lực này đã. Lăng Hàn đột nhiên bạo phát, một phát bắt được cái cổ của Mộc Phi Giao, chống nàng đến trên thành xe. Mộc Phi Giao kinh hãi. Nàng là thần thai cảnh, dù hiện tại bị trọng thương, thực lực rơi xuống đến linh hải cảnh, nhưng làm sao cũng phải mạnh hơn dũng tuyển tầng một vô số lần. Hiện tại lại bị Lăng Hàn bắt, nàng làm sao tin tưởng. Sức mạnh của đối phương lớn kinh người, đủ để sánh ngang linh hải tầng 5 ngươi đến từ thế lực nào tại sao phải mua lò luyện đan kia lăng hàn hỏi phí nhiều nguyên tinh như vậy mua một lò luyện đan tổn hại vô dụng để hắn không tin đây là có tiền tùy hứng huống chi còn là hai người tranh cướp tại sao phải nói cho ngươi biết mộc phi giao không phục nói bởi vì ngươi không nói ta sẽ đánh cái mông của ngươi lăng hàn từ tốn nói mộc phi giao sợ đến toàn thân run cầm cập nàng là cô nương băng thanh ngọc khiết nếu như bị một số nam nhân đánh mông sau này nàng còn mặt mũi nào sống sót đặc biệt là người đàn ông này trùng tên với đan đạo đế vương vạn năm trước, tối kỵ của bọn hắn a. À. Nhưng nàng không thể khuất phục, tự tôn của nàng không cho phép. Nàng khẽ cắn răng nói, nếu ngươi dám sằng bậy, ta nhất định sẽ không tiếc đánh đổi giết ngươi. Ha ha, Lăng Hàn không để ý chút nào. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn mang ngươi đi địa phương nhiều người náo nhiệt, ở trước mặt tất cả mọi người đánh cái mông của ngươi. Mục Phi giao hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói, ngươi không thể, ngươi không thể. Ngươi có thể thử xem giới hạn của ta, lăng hàn từ tốn nói mộc phi giao nhìn con mắt của lăng hàn ánh mắt của đối phương trong suốt nhưng tràn ngập giã tính người như vậy làm việc chắc chắn sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ hắn nói ra được thì sẽ làm được tuyệt đối không nên thử làm người như vậy tức giận ta là đệ tử của hàn phong hội nàng lui một bước ngược lại đây cũng không phải bí mật gì lăng hàn ngẩn ra hàn phong hội hàn phong hội là bí mật nhỏ thuộc về hắn cùng bốn đồ đệ bọn họ đã từng muốn sáng tạo một thế lực tên cũng có rồi, gọi Hàn Phong hội. Chỉ là vẫn không có chính thức bắt tay, Lăng Hàn liền biến mất ở trong di tích. Hàn Phong hội này, lẽ nào là ở sau khi hắn chết, bốn đồ đệ của hắn sáng lập. Nếu như vậy, Mộc Phi giao đấu giá lò luyện đan hắn đã từng dùng qua là vô cùng bình thường. Nhưng vì cái gì ông lão sinh hoa cảnh kia cũng muốn cạnh tranh lò luyện đan. Thậm chí hai người này còn đánh nhau, vì cái gì? Tám chín phần mười chính là vì lò luyện đan rồi. Ông lão vừa nãy thì sao? Lăng Hàn hỏi hắn là người của Hàn Phong hội giả. Mộc Phi Giao lập tức giận dữ nói, những tên lừa đảo này, chúng ta nhất định sẽ diệt bọn họ, không cho bọn họ nắm danh hào của Lăng Đại Sư đảo loạn thiên hạ. Lăng Hàn càng thêm kinh ngạc. Lại có hai Hàn Phong hội. Mộc Phi Giao cho rằng đối phương là giả, phòng trừng đối phương cũng cho rằng như vậy. Bởi vậy song phương đều liều mạng tranh cướp lò luyện đan hắn dùng qua. Nhưng vấn đề là, hắn đã chết vạn năm, tại sao còn tôn kính hắn như vậy, vì lò luyện đan hắn đã từng dùng qua mà đánh đổi lớn như thế. Lẽ nào hai hàn phong hội đều là đồ đệ của hắn sáng lập? Giữa bọn họ lại sản sinh mâu thuẫn gì, mới sẽ hận nhau, muốn tiêu diệt đối phương? Từ bọn họ không tiếc đánh đổi tranh mua lò luyện đan hắn dùng qua liền biết. Hai hàn phong hội này đều vô cùng tôn kính hắn. Nhưng đã như vậy, thì tại sao lại hận nhau như thế? Lăng hàn đau đầu. Tại sao khi hắn chết, đến tột cùng phát sinh cái gì, để bốn đồ đệ phát sinh mâu thuẫn, thành lập hai hàn phong hội, huynh đệ tương tàn? Có điều, này mới chỉ là bởi vì đối phương giả mạo là người của Hàn Phong hội, liền đối lập lẫn nhau, hận không thể giết chết đối phương. Như vậy nếu như hắn thừa nhận thân phận kiếp trước, nhất định sẽ bị hai Hàn Phong hội này cho là tên lừa đảo siêu cấp, đánh giết hắn thành cạn bã đi. Nhìn dáng dấp hiện tại của Mộc Phi Giao, tuyệt đối là tẩu hỏa nhập ma, chuyện gì cũng làm được. Nào sẽ để ý thân phận đan sư địa cấp của hắn. Ngươi có thể đi rồi. Lăng Hàn vứt Mộc Phi Giao xuống xe, không chút thương hương tiếc ngọc. Mộc Phi Giao ngã dầm trên mặt đất, nàng không thể tin tưởng, lại bị Lăng Hàn ném ra như vậy. Tên ghê tởm này, đừng cho nàng gặp gỡ, nếu không nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mang theo càng nhiều nghi vấn, Lăng Hàn rốt cục đi tới Đông Nguyệt Tông. Lúc này, cách Đông Nguyệt Tông khai sơn thu đệ tử còn có hai ngày. Đại tông môn như Đông Nguyệt Tông, bình thường sơn môn sẽ đóng chặt, ra vào đều thông qua cửa nhỏ. Chỉ có gặp phải sự kiện lớn, tỉ như bái tế tổ tông, có quy khách giá lâm hay đại hội thu đồ để năm năm một lần, lúc này mới sẽ mở sơn môn ra. Xa xa nhìn tới, một cửa đá to lớn khóa ở trong sơn đạo. Hai bên có hai cửa nhỏ, một vào một ra. Có thể nhìn thấy dòng người nối liền không dứt, cho thấy Đông Nguyệt Tông phồn hoa. Lên trên nữa, liền thấy mây mù phiêu miểu, như từng cự long uốn lượn ở trong núi. Tuy phụ cận Đông Nguyệt Tông chính là một tòa đại thành, tên Hải Phong Thành, nhưng dù sao vẫn cách rất xa, mà thời gian khai sơn thu đệ tử đã đến gần bởi vậy rất nhiều người dựng lều chạy ở dưới chân núi chờ đợi ngày đó đến dù sao cơ hội hiếm có năm năm mới có một lần nơi này không chỉ có người trẻ tuổi đến từ bắc hoang mà là toàn bộ bắc vực đông nguyệt tông là một trong năm đại tông môn của bắc vực nếu có thể tiến vào tương lai sẽ cực kỳ quang minh tự nhiên hấp dẫn vô số người trẻ tuổi mơ ước đứng chỗ cao nhìn xuống thì một mảnh tối om đâu đâu cũng có đầu người chỉ là nơi này thì có gần mấy trăm ngàn người số lượng thực tế còn vượt xa con số này rất nhiều chỉ cần ngẫm lại bắc vực có bao nhiêu nhân khẩu liền biết, mấy trăm vạn cũng rất bình thường. Chỉ bắc hoang cửu quốc thì có khoảng một tỷ nhân khẩu, mà bắc hoang chi là một góc nho nhỏ ở bắc vực mà thôi. Lăng Hàn để những người khác ở lại Hải Phong Thành, một thân một mình đi tới dưới chân núi của Đông Nguyệt Tông. Liên quan tới khảo hạch ngày sau, đã có lượng lớn tin tức truyền ra, đầu tiên là khen thưởng. Người tiến vào 10 vị trí đầu có thể được trọng thưởng. Mà người thứ nhất thì được khen thưởng một linh khí, tên lôi đình chiến giáp. Cái linh khí này có người nói truyền từ thượng cổ. Ở trong lịch sử truyền thừa lâu dài đã hư hao rất nhiều, uy lực không còn như năm đó, tuy nhiên vẫn là một trí bảo. Lại là lôi đình chiến giáp. Lăng Hàn hết sức kinh ngạc. Đông Nguyệt Tông chịu lấy ra một linh khí như thế khen thưởng, kỳ thực cũng không ngạc nhiên. Bởi vì quán quân nhất định sẽ bị Đông Nguyệt Tông trọng điểm bồi dưỡng, ngày sau cũng là nhân vật trọng yếu trong tông. Vì lẽ đó, linh khí này chỉ là đi vòng vòng, cuối cùng vẫn sẽ trở lại trong tay Đông Nguyệt Tông. Lại là lôi đình chiến giáp, Lăng Hàn hết sức kinh ngạc. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe nói lôi đình chiến giáp. Đời trước, lôi đình chiến giáp đã xuất thế. Mà chủ nhân của nó ngay lúc đó, chính là lôi hầu đại danh đỉnh đỉnh. Tử Tuyết Tiên, một trong bảy cường giả thiên nhân cảnh kiếp trước. Tuy tử tuyết tiên ở trong bảy vương giả kiếp trước chỉ xếp thứ tư, nhưng ba người trước nàng là siêu cấp biến thái như kiếm đế, thiên phượng thần nữ, lạc nhật đao hoàng, xếp thứ tư cũng không nói nàng yếu. Ngược lại, e là ngoại trừ lăng hàn, sáu người khác đều là loại cường hoành. Mà sở dĩ tử tuyết tiên mạnh như vậy, là có quan hệ tới lôi đình chiến giáp nàng mặc. Chiến giáp này ngoại trừ nắm giữ năng lực phòng ngự kinh người, còn có thể thả ra lôi đình oai, mới làm cho nàng thu được vị trí thứ tư. Không nghĩ tới, qua vạn năm, lôi đình chiến giáp lại xuất thế. Hơn nữa còn rơi vào trong tay thế lực nhỏ như Đông Nguyệt Tông. Lẽ nào tử tuyết tiên đã chết? Không đúng. Coi như tử tuyết tiên không thể phá hư thành thần. Phía sau nàng còn có một thanh lôi tông, đây là một đại tông tới hiện tại vẫn sừng sững như cũ bất hủ như thiên kiếm tông tuyệt đao tông lẽ nào bọn họ sẽ mặc cho một trí bảo lưu lạc ở bên ngoài không đúng nếu như lôi đình chiến giáp này còn có uy năng năm xưa vậy đông nguyệt tông còn có thể lấy ra làm khen thưởng sao bảo vật như vậy ngay cả cường giả của đông nguyệt tông cũng đỏ mắt khả năng tổn hại vô cùng nghiêm trọng vì lẽ đó thanh lôi tông từ bỏ đông nguyệt tông cũng không có cường giả hứng thú nên lấy ra khen thưởng ngược lại cuối cùng cũng sẽ ở lại đông nguyệt tông không cần quan tâm nhiều, trước tiên lấy đồ vật tới tay đã. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Lần này hắn thật có hứng thú. Bởi vì dù lôi đình chiến giáp hư hao, cái này vẫn như cũ là một linh khí cấp 9, giá trị cực cao. Lần này Đông Nguyệt Tông tổng cộng sẽ chiêu thu 10.000 đệ tử. Muốn chen vào 10.000 đã không dễ, bởi vì thiên tài trẻ tuổi của Bắc Vực đếm không xuể. Mà muốn ở trong 10.000 người thắng được thứ nhất thì càng không dễ dàng. Hơn nữa, càng quá mức chính là, ngay cả đệ tử 30 tuổi trở xuống của Đông Nguyệt Tông cũng có thể tham gia trận sát hạch này. Những người này tự nhiên là hướng về khen thưởng. Ngoại trừ người thứ nhất khen thưởng lôi đình chiến giáp, còn có vài món linh khí, linh phù, đan dược khác. Dù đối với đệ tử của Đông Nguyệt Tông, chúng cũng tràn ngập sức hấp dẫn. Cũng còn may chính là, mọi người đều tuân thủ điều kiện 30 tuổi trở xuống. Nội dung sát hạch rất đơn giản. Tất cả mọi người đều tiến vào Long Sơn, đồng thời mỗi người sẽ được phân phát một tấm lệnh bài. Sau đó ở trong 3 ngày, chuyện mọi người cần làm chính là tranh cướp lệnh bài. Sau 3 ngày, thống kê số lượng lệnh bài của mọi người, trước vạn tên có thể đi vào Đông Nguyệt Tông, mà top 100 thì có cơ hội thi vòng 2, quyết ra 10 người đứng đầu, thu được khen thưởng. Người thứ nhất chính là Lôi Đình Chiến Giáp. Bởi vậy thì có sách lược có thể nói rồi. Hiện tại có mấy trăm ngàn người, lại thêm rất nhiều người ở Phong Hải Thành chưa tới, tổng số phá trăm vạn hẳn không có vấn đề, nên nhất định sẽ có lượng lớn người bị đào thải thế nhưng chính vì như thế có ít người thực lực yếu liền có giá trị khác là bán lệnh bài trong tay dù sao cũng hơn đi không công một hồi càng mấu chốt chính là tham gia trận sát hạch này là một chuyện cực kỳ nguy hiểm đông nguyệt tông không nói trong quá trình sát hạch không thể gây tổn thương thậm chí giết người sau khi tin tức này truyền ra liền để rất nhiều người đánh trống lui quân đã như vậy tại sao không nhân cơ hội này kiếm lời một bút tham gia sát hạch lấy lệnh bài sau khi bắt đầu lập tức bán sau đó rời đi bởi vậy, hiện tại người có thực lực mua đã bắt đầu hành động, ngầm tiếp xúc, nói ra giá tiền. Này, vị huynh đệ ra rẻ đen xỉ này, Lăng Hàn tự nhiên cũng bị không ít người quấy rối. Hắn đã đuổi vài tên. Lúc này đến một thiếu niên vóc người mập mạp, toàn thân đeo đầy kim ngân châu báu, thật giống như lo người khác không biết hắn có tiền vậy. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, thiếu niên này thật có tiền, những kim ngân châu báu kia ở trong mắt võ giả tự nhiên là phế vật, nhưng châm gài tóc hắn đeo là dùng ô tát mộc làm đai lưng là ban hoa tảm ti dệt, vỏ kiếm bên hông chính là dùng bát bảo cương thiết chế tạo. Những cái này đều là vật liệu giá trị kinh người, cần lượng lớn nguyên tinh mới có thể mua được. Tin tưởng coi như là đệ tử thân truyền của Đông Nguyệt Tông, có thể có được một món bảo vật trong đó liền kinh người. Huống chi nhiều bảo vật như vậy đều ở trên thân một người. Hiện tại Lăng Hàn đã dịch dung thành một thiếu niên da rẻ ngăm đen. Tướng mạo cũng biến hóa rất nhiều, thuộc về loại thả ở trong đám người tuyệt đối sẽ không ai chú ý. Vị huynh đệ dư tiền này, có chuyện gì sao? Lăng Hàn cười nói. Thiếu niên mập mạp nhách miệng nở nụ cười, tràn ngập cảm giác chân thành. Hắn đưa tay vỗ vai Lăng Hàn nói, huynh đệ, ngày mai sát hạch bắt đầu, có muốn thẳng tiến trước vạn, thậm chí 100 vị trí đầu hay không? Muốn có ích lợi gì? Lăng Hàn cố ý thờ dài, hơi kinh ngạc. Tên này lại không phải đến thu mua lệnh bài. Khà khà, ta có biện pháp, chỉ cần ngươi chịu ra giá. Thiếu niên tiến tới, thấp giọng nói ta có một linh khí tụ nguyên cảnh liền có thể sử dụng uy năng có thể so với linh hải cảnh có linh khí này chỉ cần ngươi chờ ba ngày sau đó thấy một diệt một tự nhiên có lượng lớn lệnh bài vào túi ngươi há lấy ra nhìn một chút lăng hàn cười nói đến 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 đi với ta tới chỗ vắng người bảo bối như vậy không thể để người nhìn thấy thiếu niên giả vờ thần bí nói hai người đi tới một góc vắng vẻ thiếu niên mập lấy ra một viên cầu màu đỏ thấm nói, cái này tên kinh thiên phích lịch tuyệt thiên địa, san bằng thiên hạ chỉ trong nháy mắt, nhìn. Hắn dùng sức đong đưa viên cầu mấy lần, sau đó ném trên đất, ẩm. Nhất thời hình thành một vụ nổ lớn, uy lực kinh người. Chờ bụi mù tản đi, thiếu niên mập kiếm viên cầu trước đó ném ra, rào rạt đắc ý nói với Lăng Hàn, thế nào? Có điều, đồ chơi này chỉ có thể sử dụng 10 lần, vì lẽ đó sau khi ngươi cầm trở về, cũng không nên sử dụng lung tung. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, trên tay thiếu niên mập mang một chiếc nhẫn, đây không phải chiếc nhẫn bình thường, mà là không gian giới chỉ. Thời điểm hắn kiếm viên cầu, đã thu viên cầu vào trong không gian giới chỉ, sau đó lại từ bên trong lấy ra một viên cầu khác. Nhìn qua giống như đúc, nhưng là hàng giả. Đây là một tên lừa đảo. Thủ pháp của thiếu niên mập rất nhanh, nếu không phải Lăng Hàn có một tia thần thức của thiên nhân cảnh, chắc chắn sẽ không phát hiện thiếu niên kia động tay động chân. Có điều, lấy nhãn lực của hắn, cái nào giả cái nào thật cũng không thể lừa được hắn đến đến đến, nhìn ngươi hợp mắt, chỉ cần 10 nguyên tinh. Thiếu niên mập đến gần, còn đưa viên cầu tới. Lăng Hàn tiếp nhận viên cầu, cười nói, không bằng ta đánh nổ ngươi, vậy thì một nguyên tinh cũng không mất. Mặc dù sẽ ít một lần sử dụng, nhưng vẫn có lời a. À. Thiếu niên mập cười ha ha nói, huynh đệ, ngươi thật biết nói đùa. Lăng Hàn búng ngón tay một cái. Vèo, viên cầu kia bắn nhanh lên trời. Ánh mắt của thiếu niên mập hơi động, ngửa đầu nhìn giữa bầu trời, Lăng Hàn ra tay, tóm lấy châm gài tóc ở trên đầu hắn, cười nói, cầu gì đó ta không muốn. Ta chỉ cần cây châm cài tóc trên đầu ngươi là được. Thiếu niên mập cả kinh, vội vàng nhấc tay phải lên. Vù, trên tay áo lập tức có mạch văn lít nha lít nhít sáng lên, hình thành một mảnh bạch quang nhu hòa, miễn cưỡng ngăn trở thế tiến công của Lăng Hàn. Nhẹ nhàng chấn động, Lăng Hàn không khỏi lui về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy tay phải hơi tê dại. Vừa nhìn, lại có từng vết dạn nứt như tờ nhện, máu tươi tràn ra, nhưng hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, vết thương lập tức khép lại, trong nháy mắt trở nên bình thường. Ờ, hóa ra cũng có chút môn đạo nha. Thiếu niên mập phục hồi tinh thần lại, đưa tay về phía bầu trời. Đùng. Nguyên bản hắn muốn chơi tiêu sái, đầu không có ngẩng lên liền muốn tiếp viên cầu mà vừa nãy lăng hàn bắn vào không trung. Ai ngờ bị lệch, nên nặng nề nện ở trên đầu của hắn. Ôi! Hắn vội đưa tay ôm đầu, hình tượng hủy hết. Lăng Hàn cười ha ha nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lấy trang phục từ trên xuống dưới của ngươi, tông môn bình thường là bồi dưỡng không ra. Tại sao lại chạy tới nơi này lừa gạt? Ai, không dối gạt huynh đệ, ta cũng là miệng cọp gan thỏ. Nếu không có áo quần này ra vẻ, ta gặp gỡ người như huynh đệ, chẳng phải là bị cướp sạch sao? Có câu nói, người đi trong giang hồ, hai tay đều phải bắt, hai tay đều phải cứng. Thiếu niên mập kỳ kỳ kỳ, kỳ méo mó nói, không hề có lúng túng khi làm tặc bị tóm. Khà khà, xưng hô như thế nào, Lăng Hàn vỗ vai của hắn. Có câu nói rất hay, là ra ngoài dựa vào bằng hữu. Tiểu đệ họ mã, đại danh đa bảo. Người xưng bảo ra. Có điều hai ta hợp ý, ngươi gọi ta một tiếng bảo ca là được. Thiếu niên mập lẫm liệt nói. Ta nói bảo đệ, chúng ta cũng coi như bằng hữu một hồi. Có câu nói rất hay, là bằng hữu giúp nhau không tiếc cả mạng sống. Ta cũng không cần ngươi sông núi đao biển lửa gì, cái đai lưng này không tệ, không bằng đưa cho ta đi. Lăng Hàn cười nói. A à Phi, Mã Đa Bảo lập tức nhảy lên. Ngươi cũng thật tham, huyền ngọc đáy này là bảo ra ta bỏ ra bao nhiêu đánh đổi mới có được. Còn nữa, ta là bảo ra, bảo ca, không phải bảo đệ. Ngươi họ mã, không bằng gọi bảo mã đi. Lăng hàn lại vỗ vai của đối phương, tiếp tục nói, đôi ủng này cũng không tệ. Ta thấy chân của chúng ta không tranh lệch nhiều, không bằng đổi nhau mang đi. Không đổi. Mã đa bảo khinh thường, ta nói, sao cái tên nhà ngươi còn muốn xấu bụng hơn cả bảo ra ta nữa không nên oan uổng ta, ta rất thuần khiết. Lăng Hàn đàng hoàng trịnh trọng nói, thuần khiết muội muội ngươi. Mã Đa Bảo vội chạy đi, vừa chạy vừa nói, ngươi không nên làm lỡ thời gian kiếm tiền của Bảo gia, ta lại đi lừa gạt vài tên ngu ngốc đã. Đùng đùng, nói xong lời cuối cùng, hắn đã chạy mất sát. Vẻ mặt của Lăng Hàn hơi lạnh lẽo, thiếu niên này rất không bình thường, toàn thân từ trên xuống dưới đều là linh khí, mà bản thân cũng cho Lăng Hàn một loại cảm giác nhìn không thấu. Bây giờ võ đạo đang ở thịnh thế không chỉ các loại thiên tài như nấm mọc sau mưa ngay cả quái thai cũng tầng tầng lớp lớp hắn không tin mã đa bảo mang theo nhiều linh khí như vậy lại chỉ có một mình hắn phát hiện nhưng tiểu tử này vẫn sống như cá gặp nước tất nhiên có thủ đoạn gì đó mà ngay cả nhân vật đời trước cũng không dám ra tay khóe miệng của lăng hàn lộ ra nụ cười hiện tại hắn dịch dung coi như ở trước mặt mọi người tiến vào hắc tháp sử dụng ma sinh kiếm thì đã làm sao ai biết hắn là ai chứ đương nhiên có thể không dùng thì không nên dùng quan trọng nhất chính là chiếm được lôi đình chiến giáp, thuận tiện dàn vặt Đông Nguyệt Tông một hồi. Lăng Hàn trở lại chỗ cũ. Mới vừa dự định nghỉ ngơi một chút, chỉ thấy một thanh niên mặc áo tím đi tới. Phía sau hắn còn theo mười mấy người, bộ dáng cực kỳ ngạo mạn. Ha, tiểu tử. Ngày mai thời điểm sát hạch, ngươi liền gia nhập triệu minh chúng ta, làm thủ hạ của ta. Thanh niên mặc áo tím tự nhiên nói. Còn không mau cảm tạ triệu gia của chúng ta. Bằng không loại tiểu tử như ngươi, khẳng định chỉ có chịu chết phía sau có người định hót nói. Tiểu tử, ngươi có biết, lần này có bao nhiêu thiên tài nổi danh xuất hiện không? Hừ, tiểu bá vương dương trùng biết không? Ngày mai hắn sẽ dự thi. Còn có kiếm bạch minh, được khen là có thể một kiếm phá núi. Những người khác cũng dồn dập nói. Gặp gỡ những người này ngươi chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó mọi người phải ôm đoàn sưởi ấm, đoàn kết ở bên người triệu gia, mới có thể sống sót. Một trăm vị trí đầu thì không cần nghĩ, ngay cả Đông Nguyệt Tông cũng sẽ phái cường giả tuổi trẻ ra xuất chiến. Bằng vào chúng ta có thể tiến vào trước vạn là được. Lại qua 5 năm, chúng ta không đầy 30 tuổi tự nhiên có thể tham gia lần sát hạch tiếp theo, đến thời điểm đó liền có thể tranh thứ hạng. Lăng Hàn cười ha ha nói, dự định không tệ. Chỉ là một đám cạn bã gộp lại vẫn là cạn bã. Xin lỗi, ta không có dự định liên thủ với cạn bã, như vậy sẽ hạ thấp phẩm vị của ta. Làm càn. Những tên kia tức giận đến kêu to oa oa, muốn ra tay, lại bị thanh niên mặc áo tím ngăn cản. Hiện tại nghiêm cấm gây sự, ai gây sự sẽ bị thủ tiêu tư cách sát hạch, nghiêm trọng còn có thể bị đánh chết tại chỗ. Thanh niên mặc áo tím lớn tiếng trách mắng, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn, cười lạnh nói, tiểu tử da đen, ngươi rượu mời không uống muôn uống rượu phạt. Hừ, ngày mai đừng để chúng ta gặp ngươi. Nếu không không bẻ hết xương trên người ngươi, ta sẽ không gọi Triệu Nhật. Trong mắt Lăng Hàn lướt qua một tia sát khí, lạnh nhạt nói, ngươi muốn chết, ta sẽ không ngại giết mấy cặn bã hừ, chúng ta đi. Triệu Nhật mang người rời khỏi, lại đi thu tiểu đệ. Người như vậy rất nhiều, phần lớn là lấy thực lực và tiền tài mở đường. Bởi vì chỉ thu mua lệnh bài cũng không an toàn. Sát hạch kéo dài tới 3 ngày, vạn nhất bị người thực lực mạnh nhìn chằm chằm, cướp sạch, này không phải uổng phí hết tiền sao. Vì lẽ đó, người có chút đầu óc đã bắt đầu tìm tiểu đệ. Dù sao người đông thế mạnh, người khác sẽ không dám dễ dàng trêu chọc lăng hàn lẻ loi một mình tự nhiên đều bị người nhìn chằm chằm muốn kéo hắn vào trận doanh của mình dù sao dũng tuyển tầng một cũng không tính yếu ở trong thế hệ trẻ tuổi có thể tính là chuẩn cao thủ vì tránh bị người quấy dày lăng hàn dự định đi địa phương ít người một chút hắn tách đoàn người sau khi đi mấy bước thì giật mình bởi vì hắn lại nhìn thấy bạn cũ ở vũ quốc như thích vĩnh dạ triệu hoan còn có rất nhiều người hắn không quen biết hẳn là bởi vì quan hệ với hắn để người trẻ tuổi của vũ quốc đều tụ lại ôm đoàn sưởi ấm cũng thật đúng dịp trước là lạc nguyệt hạp hiện tại nơi này để lăng hàn cảm giác mình không còn ở vũ quốc làm sao có thể gặp những người này khắp nơi nhỉ đáng tiếc a à, lăng hàn không tới tham gia bằng không lấy thực lực của hắn không chỉ nhất định tiến vào trăm vị trí đầu ở vòng sát hạch thứ hai thậm chí còn có cơ hội thu được thứ nhất thích vĩnh dạ cảm khái nói đúng tên này quá biến thái rõ ràng chỉ là dũng tuyền tầng một nhưng thực lực lại nghịch thiên ngay cả linh hải cảnh cũng có thể đánh giết triệu hoan cũng gật đầu nguyên bản hắn tự cho mình rất cao, ngay cả tam hoàng tử cũng không để ở trong mắt. Cho rằng chỉ là tu vi của đối phương cao hơn hắn một chút, lúc này mới có thể xếp hạn trên hắn. Có điều, nhìn thấy lăng hàn ra tay, hắn liền chịu phục. Không nói lăng hàn, hắn căn bản không sánh được với phong viêm. Nghiêm thiên chiếu, thậm chí hổ nữ cũng có thể ngược hắn. Hắn đã hoàn toàn thu hồi ngạo khí. Sau khi nắm giữ tâm bình thường, thì ngược lại có thu hoạch lớn, đã tìm thấy cửa lớn của linh hải cảnh. Hết cách rồi, lăng hàn và đông nguyệt tông là tử thù làm sao có khả năng đến bái sư lại nói hắn là đan sư địa cấp cần đi bước này sao đại tông môn nào không nâng hắn ở trong lòng bàn tay thậm chí địa vị có thể so với tông chủ tiễn vô dụng lắc đầu nói ai kia là lôi đình chiến giáp nha có người nói là từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống bên trong có một môn võ kỹ mạnh mẽ có thể vận chuyển sức mạnh sấm sét đáng tiếc lăng hàn không đến chúng ta ai cũng không lấy được thích vĩnh dạ lắc đầu liên tục Đúng a, à. Tất cả mọi người gật đầu. Đối với sức chiến đấu của Lăng Hàn, bọn họ đã có một loại tín nhiệm mù quáng. Lăng Hàn không khỏi cười thầm. Nếu như hắn lấy thứ nhất mà ngày sau những người kia biết đó là mình, vẻ mặt sẽ như thế nào nhỉ? Ha ha, thực sự là cười chết người. Tiếng cười nhạo đột ngột vang lên. Một người trẻ tuổi mặc trường bào màu xám đi tới, vừa ngoáy mũi vừa nói là lỗ tai của ta xảy ra vấn đề, hay những ếch ngồi đáy giếng như các ngươi đầu vô nước, lại nói một gia hỏa dũng tuyển tầng một có thể trở thành người thứ nhất chúng ta nói kệ chúng ta liên quan gì tới ngươi triệu hoan đứng dậy hiện tại hắn là người mạnh nhất trong biên giới vũ quốc đi ra bởi vậy gặp phải tình huống này hắn tự nhiên phải đứng ra nếu các ngươi nói tiếng người vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì then chốt là các ngươi quá khoác lác để ta không nhịn được thanh niên lắc đầu liên tục không bằng các ngươi gọi ra hỏa lăng hàn kia tới để ta xem một chút triệu hoành thành ta dùng một tay liền có thể chấn áp hắn người muốn chiến ta phụng bồi Triệu Hoan nói, không sợ hãi chút nào. Dũng tuyển tầng 9 nho nhỏ. Triệu Hoành thành xì một tiếng, khinh thường nói, ta là linh hải tầng 1. Các ngươi có biết, linh hải cảnh và dũng tuyển cảnh tranh lệch lớn cỡ nào không? Coi như dũng tuyển tầng 9, cách linh hải tầng 1 cũng là lạch trời. Quên đi, ta không muốn bắt nạt ngươi. Sắc mặt đám người thích vĩnh dạ căng thẳng. Cảnh giới võ đạo càng cao, thì càng khó có thể vượt cấp khiêu chiến, đặc biệt là vượt qua đại cảnh giới, bọn họ lại không phải yêu nghiệt như lăng hàn ở dũng tuyền tầng một liền có thể ngược linh hải cảnh há hóa ra các ngươi là từ bóc hoang đến triệu hoành thành vỗ tay cười ha hả chẳng trách không có kiến thức như thế hóa ra là một đám dế nhũi ai ta thực tẻ nhạt lại chấp nhặt với một đám dế nhũi để người ta biết nhất định sẽ cười to được rồi các ngươi tiếp tục ếch ngồi đáy giếng đi ngày mai bị ta gặp phải khà khà ta lại giết từng người các ngươi thời điểm nói đến câu sau cùng vẻ mặt của hắn đã rất đáng sợ bọn người thích vĩnh dạ tức đến xanh mặt nhưng thực lực hơn kém rõ ràng như vậy bọn họ tức giận nữa thì đã làm sao huống hồ trước sơn môn của đông nguyệt tông ai cho phép ẩu đả bọn họ dám ra tay tự giấc lấy nhục không tính hơn nữa còn sẽ bị đông nguyệt tông trục xuất vô duyên với sát hạch ngày mai vậy thì càng thiệt thòi đáng tiếc lăng hàn không tới bằng không tên này dám hung hăng như thế sao tất cả mọi người oán hận không ngớt đừng nói lăng hàn như phong viêm nghiêm thiên chiếu tùy tiện tới một người liền có thể dễ dàng chấn áp triệu hoành thành thậm chí hồ nữ cũng được a à. đáng tiếc lăng hàn nghe vào trong tay không khỏi mỉm cười tiện tay lấy mấy hòn đá cong ngón tay búng ra ai nha triệu hoành thành lảo đảo đùi phải mềm nhũn không tự chủ được nửa quỳ trên đất hắn lập tức đứng lên vẫn nộ quát là ai là ai dám ám hại ta đám người thích vĩnh dạ sững sờ nhưng nghe Triệu Hoành Thành nói thì không khỏi nở nụ cười. Triệu đại cao thủ, ngươi không phải cao thủ sao? Vì sao bị người công kích mà ngay cả ai cũng không biết là sao? Ta xem tên này chính là trời sinh thích quỳ, vì lẽ đó liền tình cái cớ. Khà khà, Triệu đại cao thủ, đại gia ở chỗ này, nhanh lại quỳ một cái A. Triệu Hoành Thành tức giận đến hai mắt bốc lửa. Đột nhiên hắn xoay mình, nhìn về phía đám người thích vĩnh dạng. Chỉ là chính hắn cũng không tin, trong những người này sẽ có cao thủ có thể đánh lén mình hắn lại nhìn bốn phía, nhưng cảm ứng được khí thức phần lớn là tụ nguyên cảnh. Dũng tuyển cảnh chỉ có mấy người. Linh hải cảnh thì không cần nhắc tới, chỉ có hắn. Lẽ nào chân hắn rút gân? Hắn xoay người muốn đi. Ai ngờ chân phải vừa mới dơ lên, chân trái lại đột nhiên đau xót, thân hình lào đảo, lại nửa quỳ xuống. Ha ha! Đám người thích vĩnh dạ cười to, nhưng cũng lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Một lần có khả năng là ngẫu nhiên, nhưng cường giả linh hải cảnh sẽ liên tục hai lần xuất hiện bất ngờ như vậy sao? này khẳng định là có người đánh lén triệu hoành thành nhưng người kia tất nhiên có thực lực mạnh mẽ mới có thể làm thần không biết quỷ không hay như thế triệu khanh mau bình thân có điều mọi người đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội trêu chọc tốt như vậy triệu hoành thành đứng lên lần này hắn bị thương hơi nặng vừa đứng lên liền lào đảo trực tiếp quỷ xuống hắn cúi đầu nhìn không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ trên đầu gối của hắn thình lình có một hố máu trực tiếp xuyên thấu xương cốt hí nếu người trong bóng tối kia muốn giết hắn chẳng phải có thể dễ dàng xuyên thấu xương đầu của hắn sao chỗ này có mấy trăm ngàn người coi như là đông nguyệt tông có thể quản tới đây sao một đòn chết ngay không có người chứng kiến làm sao tìm kiếm hung thủ lại nói hắn đã chết coi như có thể báo thù thì đã làm sao triệu hoành thành cũng không ngu ngốc vội hướng về bốn phía lại một vòng nói vị tiền bối này vãn bối không biết đắc tội ngài nơi nào xin ngài thứ tội bất luận vãn bối làm cái gì, nói cái gì, đều là vô tâm, không có cố ý. Hắn dừng một chút, thấy bốn phía không hề có dị động, liền nỗ lực kéo chân rời đi. Mà lần này, hắn không gặp ám kích nữa. Cuối cùng hắn cũng yên tâm, chỉ cảm thấy trên người đều là mồ hôi lạnh, quần áo ướt đẫm dán chặt lên người. Lăng Hàn cười nhạt. Hắn cố ý đánh triệu hoành thành tàn phế. Như vậy chỉ ít ngày mai đối phương sẽ không tham gia sát hạch được, tự nhiên cũng không hội ngộ đám người thích vĩnh dạ, cũng sẽ không có giết chóc phát sinh ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày Đông Nguyệt Tông khai sơn thu đồ đệ cuối cùng cũng đến. Ầm ầm. Sơn môn khổng lồ không biết đóng bao lâu chậm rãi mở ra. Vì quá nặng nề, thời điểm mở ra phẳng phất như sản sinh địa chấn. Trên vách núi phụ cận không ngừng có đá vụn rơi xuống, mà mặt đất thì như thảm vải run run. Tất cả mọi người đều có loại cảm giác tê cả da đầu, thật làm cho người ta chấn động chỉ mở sơn môn mà thôi, liền sản sinh động tĩnh lớn như vậy. Một vệt ánh sáng từ trong sơn môn bắn ra, chói mắt không tên, để tất cả mọi người nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Cho đến khi ánh sáng kia dần dần yếu đi, trở nên nhu hòa, lúc này mới nhìn sang. Lúc này, một lão giả từ trong sơn môn đạp không đi ra. Một bước một đài hoa, hình thành mạch văn óng ánh ở giữa không trung, kéo dài rất lâu. Thân thể phi hành, sinh hoa cảnh. Mọi người không khỏi nổi lòng tôn kính đây là tồn tại vượt qua phàm tục. Ở trong lòng người bình thường, kỳ thực cái này chính là thần linh. Bằng không phàm nhân có thể phi hành, có thể nắm giữ tuổi thọ dài đến hai ba trăm năm sao. Bản tông khai sơn thu đồ đệ, chính thức bắt đầu. Ông lão từ tốn nói, thanh âm rất nhẹ, nhưng vô cùng rõ ràng truyền tới trong tai mỗi người. Đồng thời ép xuống toàn bộ thanh âm của hơn triệu người ở dưới. Rất khó tưởng tượng nhiều người như vậy lại cùng nhau im lặng. Tình cảnh yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi. Nhưng sự thực là như thế, nếu như khí thế của sinh hoa cảnh không thể chấn áp trăm vạn người bình thường, vậy cũng không thể xưng siêu phàm thoát tục rồi. Quy tắc các ngươi đã biết, Lão Phu liền nói đơn giản. Hiện tại lần lượt vào Sơn Môn, nhận lệnh bài, sau đó từ hai bên tiến vào núi. Nơi đó là địa phương các ngươi chiến đấu. Đệ tử của bản tông 30 tuổi trở xuống có tư cách tham gia. Nhưng chỉ có thể gia nhập ở ngày thứ ba. Chiến đấu, cướp đoạt lệnh bài, đây là cơ bản nhất, Mặt khác, các ngươi còn phải ở trong vòng 3 ngày chạy tới khu Tây Bắc của Long Sơn. Nơi đó có một thung lũng tên Lạc Nhạn Cốc. Ở ngày thứ 3, thời điểm mặt trăng lên giữa trời, chưa chạy tới Lạc Nhạn Cốc, liền thủ tiêu tư cách sát hạch. Vì lẽ đó, nếu như tự nhận thu được đủ lệnh bài, có thể sớm đi Lạc Nhạn Cốc, không cần phải đợi đến 3 ngày kết thúc. Từ nơi này xuất phát, tổng cộng có 26 đường có thể đi về Lạc Nhạn Cốc. Các ngươi tự quyết định phải đi con đường nào. Vừa tham gia sát hạch, sinh tử tự chịu. Bắt đầu đi ông lão khoanh chân ngồi ở trên bầu trời nhưng có một luồng đại thế trấn áp để trong lòng mỗi người đều như đè nén một tảng đá không ai dám thở mạnh từng người tiến lên nhận lệnh bài người đơn thương độc mã thì lập tức chạy vào trong núi mà kéo bè kéo cánh thì chờ đi cùng rất nhanh đã hình thành từng đoàn đội nhỏ ánh mắt của lăng hàn đảo qua nhìn thấy mấy người hào quang trói mắt một người trẻ tuổi bận hồng y vác một cây trường thương trượng hai tỏa ra khí thế sát phạt tu vi linh hải tầng bảy tương đối bất phàm nha đây hẳn là tiểu bá vương thương dương trùng. 24-25 liền đạt đến linh hải tầng 7, quả nhiên bất phàm. Phải biết lúc trước Quảng Nguyên mới chỉ linh hải tầng 5, hiện tại vừa bước vào tầng 8, nhưng tuổi tác của hai người là hơn kém nhau 20 tuổi. Dương trùng lập tức cảm ứng được ánh mắt của Lăng Hàn. Hắn quay đầu lại liếc nhìn, khoái miệng không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, sau đó nhanh chân tiến lên. Tự hồ căn bản không để Lăng Hàn ở trong mắt. Ân, phải cố gắng đánh hạ người này, Lăng Hàn thầm nói. Hắn lại nhìn về phía một thanh niên dùng trường kiếm, nghe người ở phụ cận nghị luận, này chính là chính nghĩa kiếm Bạch Minh, tương tự cũng là linh hải tầng 7, sức chiến đấu sâu không lường được, có người nói hắn đã từng một kiếm chém giết qua đạo tặc linh hải tầng 9, danh tiếng vô cùng lớn. Còn có một cô gái áo đỏ, mặt như hoa đào, rực rỡ kinh người, trên đầu nàng cắm một đóa hoa hồng lớn, càng tôn lên vẻ kiều diễm ướt át. Trên eo thì buộc một cây hắc tiên, phác họa eo thon của nàng như có thể nắm chặt để bộ ngực vốn ngạo nhân có vẻ càng hùng vĩ mà cái mông vểnh lên cao cao kia càng hình thành một đường vòng cung kinh người ở giới võ đạo số lượng nữ tính ít hơn nam tính rất nhiều mà nữ nhân xinh đẹp thì càng ít huống chi cô gái này còn là linh hải cảnh bởi vậy nàng phẳng phất như một khối nam châm hấp dẫn vô số ánh mắt nam thì hừng hực nữ thì đỏ mắt nghe người chung quanh nghị luận nữ tử này tên ti viên mộng nhưng thực lực mạnh bao nhiêu thì không ai biết bởi vì không có người thấy nàng ra tay lăng hàn tạm thời chỉ nhìn thấy ba người hơi mạnh kia vì người nơi này thực sự quá nhiều hắn căn bản xem không hết chỉ có thể nhìn thấy mấy người cách hắn gần nhất dòng người quá chen chúc bởi vậy sau một tiếng lăng hàn mới tiến vào sơn môn lĩnh lệnh bài hắn chậm rãi đi vào núi rừng lập tức liền thấy có một nhóm người nhìn chăm chú mình chỉ là lăng hàn biểu hiện càng thong dong chấn định những người kia càng không dám vọng động ai biết có phải hắn giả heo ăn thịt hổ không đông nguyệt tông không có nói không thể sử dụng linh khí mà thêm yếu tố linh khí này, sẽ để sức chiến đấu biến thành không thể suy đoán. Nhưng bọn họ không ra tay, cũng không có nghĩa là những người khác sẽ không xuất thủ. Giao lệnh bài ra, sau đó cút. Dương trùng nhanh chân đi tới, nhìn một đoàn đội nhỏ quát. Đối phương vẫn còn ở nơi này chờ người nhóm mình, nên chưa rời đi. Dương trùng, hiện tại sát hạch vừa mới bắt đầu, hà tất hỏa khí lớn như vậy. Nể mặt miêu thái ninh ta một lần, mọi người nước giếng không phạm nước sông, được không? Thủ lĩnh của tiểu đội kia đi ra, ôm quyền nói với dương trùng muốn chết dương trùng hừ lạnh một tiếng thân hình lao ra song quyền oanh ngang lớn mật miêu thái ninh gào thét vội gọi đám tiểu đệ đồng thời tiến lên nghinh tiếp chỉ là cạn bã nhiều hơn nữa cũng là cạn bã những người này ngay cả tư cách làm cho dương trùng rút thương cũng không có trong nháy mắt liền có ba người bị nắm đấm chấn thành mưa máu miêu thái ninh cũng là một người trong đó nhất thời những tên khác đều sợ mất hết đấu trí xoay người bỏ chạy đều đứng lại cho ta Dương Trùng nhảy tới, oanh ra từng quyền. Trong nháy mắt liền diệt sạch đoàn đội này. Hắn nhìn về phía một người trẻ tuổi đi ngang qua, nói, ngươi tới, tìm lệnh bài trên người bọn họ ra cho ta. Người trẻ tuổi kia sợ đến sắc mặt trắng bệch, căn bản không dám phản kháng. Hắn vội vã tìm lệnh bài trên thi thể, run cầm cập nâng đến trước mặt Dương Trùng. Dương Trùng lấy ra một cái túi lớn, cất lệnh bài đi, sau đó phất phất tay nói, cút, trong vòng một ngày lại để ta gặp phải, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Đa, đa tạ Dương thiếu gia. Người trẻ tuổi kia đại hỉ, vội khom người nói cảm ơn. Dương Trùng không để ý tới, ánh mắt nhìn về mấy tiểu đội khác, sát khí ẩn động. Trốn mau. Mấy tiểu đội kia tan tác như chim muông, vội trốn vào trong núi rừng. Dương Trùng lộ ra vẻ xem thường, ánh mắt đảo qua, lộ ra chiến ý mãnh liệt nói, hai người các ngươi, muốn cùng Dương Trùng ta chiến một trận không? Bạch Minh, ti viên mộng đã lấy lệnh bài, đi vào sơn môn. Ủng hộ kênh qua com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đây là ba thiên tài mạnh mẽ, tu vi đều ở linh hải tầng 7, tương đối kinh người. Bạch Minh không chút yếu thế nhìn Dương Trùng, mà Dương Trùng cũng như thế. Hai người một sở chuôi kiếm, một đưa tay về phía thân thương. Chiến ý hừng hực, thật giống như muốn bốc cháy lên. Nhưng cuối cùng, bọn họ đều không động thủ, chỉ nhìn nhau thật sâu, sau đó dồn dập tiến vào trong rừng núi. Sát hạch vừa mới bắt đầu, hiện tại động thủ quá sớm, thắng cũng không thể thu hoạch được mấy tấm lệnh bài, ngược lại sẽ lộ ra lá bài tẩy của mình. Phải biết nơi này thiên tài tuyệt đối không chỉ có ba người bọn hắn. Vị huynh đệ hắc hắc kia, trong tiếng kêu gào, chỉ thấy một thiếu niên mập mạp tròn vo, như là lan mình chạy tới. Đứng ở trước người của Lăng Hàn vù vù thở dốc. Ngươi thật không có suy nghĩ, cũng không chờ bảo ra ta. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, ngươi còn dám hiện thân. Không sợ hoạt động lừa người lộ tẩy, bị người đuổi theo cái mông giết sao. A à Phi, ta nào có lừa người, Mã đa bảo xỉ một tiếng. Bảo gia làm ăn từ trước đến giờ không dối trên lửa dưới. Ngươi không nên phá hoại danh dự của bảo gia. Được, ngươi còn có danh dự. Lăng hàn lắc lắc đầu. Hắc huynh đệ, chúng ta liên thủ được không? Mã đa bảo tiến tới. Tại sao? Lăng hàn hỏi. Ngươi phục trang như thế, còn cần liên thủ sao? Không lấy ra ma sinh kiếm, ngay cả hắn cũng không làm gì được đối phương nha. Khà khà, chẳng lẽ Hắc huynh đệ không muốn làm buôn bán lớn? Mã đa bảo cười ra nói, góp đầu tới thấp giọng nói đừng nói với ta ngươi không có hứng thú với dược viên ở nơi này lăng hàn kinh ngạc nói ngươi muốn ăn trộm dược viên nơi này thật to gan khà khà người trong đồng đạo cả mà mã đa bảo chắp tay nói với lăng hàn như thế nào như thế nào bảo ra am hiểu giải trừ trận pháp cấm chế nhất ngươi có thể làm gì lăng hàn gãi đầu nói ngươi từ nơi nào nhìn ra hình dáng của ta giống tặc sao tự biên tự diễn như thế mã đa bảo cười ha ha nói được rồi bảo ra buôn bán nhiều năm như vậy ngươi vừa nhắc mông bảo ra liền biết ngươi có dính phân hay không đã nói chúng ta là người trong đồng đạo ngươi còn che che giấu giấu đây là không muốn làm bằng hữu với bảo ra sao lăng hàn lừa một cái nói chúng ta xưa nay không phải bằng hữu một hồi lạ hai hồi quen lúc này không phải thành bằng hữu rồi sao mã đa bảo chăm chú nhìn lăng hàn thuật dịch dung kia thực không tồi suýt chút nữa lừa được bảo ra ta lúc này Lăng Hàn thực kinh hãi rồi. Đối phương lại có thể nhìn thấu dịch dung của hắn. Hắn phát động chân thị chi nhãn nhìn đối phương. Nhưng Mã Đa Bảo lại đưa tay che mặt. Trên tay áo có từng đạo mạch văn phát ra ánh sáng dịu dịu, để chân thị chi nhãn của Lăng Hàn không cách nào xuyên thấu. Wow, ngươi đây là cái vận may gì, thậm chí ngay cả chân thị chi nhãn cũng có. Ha ha, lần này bảo ra hoàn toàn chắc chắn. Ngươi phụ trách nhìn, bảo ra phụ trách ra tay, bảo đảm trộm sạch dược viên nơi này. Mã Đa Bảo hưng phấn nói trong lòng lăng hàn khẽ thót. Người này ngay cả chân thị chi nhãn cũng nhận ra, thực sự là một thiếu niên sao. Hắn có thể dịch dung, tại sao đối phương không thể? Chỉ là thời điểm tiến vào sơn môn, có một vị cường giả sinh hoa cảnh tọa chấn. Đừng nhìn hắn bình chân như vậy, nhưng nếu có người vượt qua niên hạn hóa trang ẩn ở trong đám người, hắn nhất định sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Tuổi trẻ hay không, từ sinh mệnh lực liền có thể thấy được. Qua 30, chỉ cần không vào sinh hoa, cơ năng thân thể sẽ bắt đầu xuống dốc, sức sống hiện ra xu thế suy tàn hoàn toàn khác người trẻ tuổi phấn chấn bừng bừng nếu như mã đa bảo là một lão quái vật giả trang như vậy hắn có thể giấu giếm được nhãn lực của sinh hoa cảnh đó là tu vi bực nào lăng hàn thầm nghĩ lại nói tốt vậy chúng ta liền liên thủ hắn đối với việc chuyển không dược viên của đông nguyệt tông rất có hứng thú long sơn là tài sản riêng của đông nguyệt tông vì phòng ngừa bị người lén lút vào núi trộm thảo dược săn yêu thú toàn bộ sơn mạch đều bị đại trận hộ sơn bảo vệ nếu như từ bên ngoài mạnh mẽ đột phá tất nhiên sẽ kinh động đông nguyệt tông nhưng hiện tại bọn hắn đã tiến vào đông nguyệt tông bởi vậy căn bản không sợ xúc động trận pháp chỉ cần có năng lực mở cấm chế của dược viên liền có thể thong dong trộm hết dược viên rồi hai người nhìn nhau đều nở nụ cười bọn họ đi tới mã đa bảo hiển nhiên đã thôi diễn rất nhiều lần vẫn đi trước dẫn đường đứng lại giao lệnh bài ra có thể tha các ngươi không chết chỉ là bọn hắn mới đi một lát liền gặp phải một tiểu đội phục kích tổng cộng có 34 người, vây quanh bọn họ lại. Ngươi ra tay hay ta ra tay? Lăng Hàn cười nói với Mã Đa Bảo. Bảo ra chỉ có hứng thú với bảo vật, lệnh bài chính ngươi thu đi. Mã Đa Bảo nhún vai. Quả nhiên, tên này chính là vì dược viên của Đông Nguyệt Tông mới đến. Trước lửa nguyên tinh e chỉ là tính tình gây ra, nghĩ có tiện nghi không chiếm là kẻ ngu đi. Lăng Hàn nhìn về phía những người kia, cười nói, hiện tại là đánh cướp, nghiêm túc một chút, giao lệnh bài ra đây cho ta những người kia đều tức giận đến sôi lên. Bọn họ mới là bên đánh cướp nha. Nhất định phải ra sức, các anh em, giết cho ta. Những người này đều vung vẩy đao kiếm vọt tới. Lăng Hàn hơi nhướng mày. Nếu những người này chỉ đánh cướp, vậy hắn cũng không ngại cướp ngược, sau đó thả bọn họ một con đường sống. Nhưng hiện tại những người này lộ ra sát khí, đã có ý giết người. Hắn hừ lạnh, tay trái vỗ vỏ kiếm một cái. Vèo, trường kiếm bắn ra ngoài, bị hắn nắm ở trong tay. Soạt, hắn quét ra một mảnh kiếm quang chói mắt. Phốc 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 phốc. Chỉ thấy máu tươi tung tóe, vai phải của những người kia đều xuất hiện vết máu, vô lực phiêu đãng. Binh khí trong tay rơi xuống đất, kinh ngạc thốt lên liên tục. Trang bức đã xuất thần nhập hóa, ta phục rồi. Mã đa bảo vỗ tay nói. Lăng hàn cuối cùng không có hạ sát thủ, chỉ phế bỏ tay phải của những người kia. Sau này không ảnh hưởng hoạt động, nhưng đã không thể tu luyện tiếp. Hắn lạnh nhạt nói, lưu lệnh bài lại, sau đó cút đi những người kia biết gặp gỡ cao thủ vội lấy lệnh bài ra sau đó không nói hai lời liền bỏ chạy hiện tại chỉ là bị thương lại không thức thời vậy có khi mạng cũng không còn bọn họ dồn dập chạy trở về tay đã phế bỏ còn đánh cái rắm lăng hàn nhặt lệnh bài lên thu vào trong hắc tháp ở trước mặt một thân là bảo như mã đa bảo hắn cũng không ngại lộ ra sự tình mình có không gian giới chỉ chỉ là đối phương tuyệt sẽ không nghĩ tới đó là hắc tháp tự thành một giới dọc theo đường đi lại gặp mấy lần đánh cướp bình thường Lăng Hàn sẽ không hạ sát thủ, trừ khi đối phương quá đáng. Tỷ như không nói một lời trực tiếp phát động đánh lén chí mạng. Vậy hắn cũng không khách khí, một kiếm giết chết. Non nửa ngày sau, bọn họ đi tới trước một dược viên thật to. Cái này nói là dược viên, chẳng bằng nói là một dược điền to lớn. Bởi vì bốn phía chỉ có một ít cọc gỗ quấn vải, làm thành một bức tường, nhưng cái gì cũng không chặn được. Có điều, Lăng Hàn và Mã Đa Bảo đều lộ ra vẻ thận trọng. Cái dược viên này, có cấm chế bảo vệ, nhìn như đơn giản, kỳ thực không phải vậy, mà tràn ngập sát cơ. Bảo đệ, ngươi nói một chút, chúng ta làm sao thần không biết quỷ không hay tiến vào?" Lăng Hàn nói. "Cái dược viên này rất lớn, chiếm cứ nửa đỉnh núi, trong đó trồng vô số linh dược, để hắn cũng muốn chảy nước miếng. Quả thật có rất nhiều linh dược cao cấp, có chút thậm chí kiếp trước hắn cũng chưa từng thấy. Dù sao, Đông Nguyệt Tông cũng là thế lực siêu cấp ở Bắc vực nha." "Là bảo gia hay bảo ca?" Mã Đa bảo cường điệu nói hắn xoa tay nhìn chằm chằm dược viên hiện tại dùng chân thị chi nhãn của ngươi tìm kiếm một chỗ phòng ngự yếu nhất bảo ra có biện pháp mở ra một cánh cửa tiến vào có thể duy trì một ngày có điều sau một ngày chúng ta phải cuốn gói đi nhanh được lăng hàn gật đầu sau đó phát động chân thị chi nhãn tìm kiếm chân thị chi nhãn có thể nhìn thấu thực hư thẳng tới bản chất dùng để phá giải trận pháp là lựa chọn tốt nhất vù trong mắt phải của hắn có từng đạo mạch văn màu vàng phát sáng Thiên địa lập tức hiện ra một loại hình thái khác. Đây là thế giới hoàn toàn do 6 loại nguyên tố bản nguyên tạo thành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng lôi, tạo thành giới nguyên, sau đó sẽ diễn hóa tất cả. Cấm chế của dược viên cũng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn, lộ rõ từng tiết điểm, không có một tia bí mật. Đáng tiếc, cấm chế này quá mạnh mẽ, để Lăng Hàn hiện tại đi phá giải, vậy tuyệt đối là bị miểu sát trong nháy mắt. Nhưng muốn tìm ra vị trí yếu kém nhất lại dễ như ăn cháo. Hắn chỉ vào một phương hướng nói, nơi đó Hai người đi tới, Mã Đa bảo lấy ra ba tờ linh phù, miệng lẩm bẩm, ong ong ong, ba lá bùa phát sáng, hắn vội ném vào hư không. Đùng đùng, ba tờ linh phù giống như kề sát lên tường không khí, cứ treo lên như vậy. Ba tờ linh phù phân chiếm ba góc, mỗi góc tuôn ra hai đạo quang mang, nối liền hai tờ linh phù khác lại với nhau, hình thành một hình tam giác. Đi. Mã Đa bảo nhảy lên, đi vào trong hình tam giác, đã tiến vào trong vườn thuốc hình tam giác này rất nhỏ, bình thường mà nói lấy hình thể của mã đa bảo là không thể thông qua. Nhưng hắn hóc bụng, cái bụng khổng lồ lại lập tức không còn, liền ung dung đi vào. Lăng Hàn không khỏi cười nói, bảo đệ, ngươi giảm béo xuống, sẽ rất dễ nhìn. A à Phi, cái thân thịt này là bảo bối của bảo gia, vô cùng quý giá. Mã bảo đa nổi giận, cái bụng lập tức bành trướng, khôi phục nguyên trạng. Lăng Hàn cũng thả người nhảy một cái, tiến vào dược viên chỉ mong không bị người lột mất linh phù bằng không chúng ta liền thành cua trong dọ mã đa bảo nói thầm này 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 ngươi chỉ có ba tờ linh phù lăng hàn tóm lấy hắn bảo ra bận bịu như vậy làm sao có khả năng còn linh phù nữa chứ mã đa bảo lẽ thẳng khí hùng nói cũng chính vì hắn làm hết chuyện trộm gà trộm chó mới không kịp đi bổ sung linh phù như vậy lăng hàn thở dài nói ngươi cũng quá vô căn cứ đi ngươi mới biết sao mã đa bảo chừng một chút nhanh lên chúng ta phân công nhau hành động mò đủ liền đi nếu người tham bị giam ở lại chỗ này bị tóm thì không nên trách bỏ ra được rồi lăng hàn cười nói mã đa bảo xoay người rời đi đi tìm linh dược giá trị cao hái ăn trộm diện tích lớn không bao lâu nữa sẽ kinh động đông nguyệt tông bởi vậy chỉ có thể lựa chọn thu hái lăng hàn cũng lập tức triển khai hành động linh dược có giá trị ở nơi này thực không ít dù sao đây chính là một trong năm thế lực cường đại nhất bắc vực có điều, linh dược cấp 8 trở lên là không thể nào thấy được. Bởi vì cấp độ võ đạo của Bắc vực thấp khẳng định là có nguyên nhân, quan hệ tới hoàn cảnh của thiên địa, nên hạn chế linh dược cao cấp xuất hiện. Trừ khi có thời cơ đặc thù, tỉ như có một bộ thi thể của phá hư cảnh, hay có đủ chất dinh dưỡng thai ngén ra một cây thần dược cấp 10. Lăng Hàn chọn theo chủng loại, ngay cả dễ cũng đào lên, đưa vào trong hắc tháp. Trong hắc tháp một năm thì tương đương với ngoại giới ngàn năm. Hắn có thể biến một cây linh dược mấy chục năm thành mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Hắn trộm không còn biết trời đâu đất đâu, nhưng không lâu lắm, liền nghe một tiếng trầm hưởng. Xa xa có nguyên lực gợn sóng mãnh liệt truyền đến, chấn động đến mức linh dược nơi này đều rung động. Hắc huynh đệ, nhanh! Chỉ nghe mã đa bảo kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Thân hình mập mạp của hắn cũng xuất hiện, phía sau là một ông lão vẻ mặt cứng như gỗ, tu vi thần thai cảnh. Ta sát, sao ngươi kéo người tới đây? Lăng hàn vội bỏ chạy. Bảo ra nào biết ngươi ở đây? Mã đa bảo oan ức nói, có điều, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Sau này ngươi chính là huynh đệ của bỏ ra ta. Đừng, ta sợ bị ngươi bán còn phải đếm tiền thay ngươi. Lăng Hàn quả đoán từ chối. Tên mập mạp này quá gian trá. Ta nhổ vào, ngươi lại dám ghét bỏ bảo ra. Mã đa bảo rất không thích. Tên thần thai cảnh ở phía sau cuối cùng nổi giận, quát lên, hai tặc tử lớn mật, lại dám trộm cắp dược viên của bản tông, còn không mau bó tay chịu trói. Bằng không chút nữa rơi vào tay của lão phu, ta khẳng định sẽ lột ra các ngươi ta nhổ vào, ngươi cho rằng bảo ra là ăn dọa lớn lên sao. Mã đa bảo vỗ mông nói, tới bắt bảo ra. Hắc huynh đệ, ông lão này liền giao cho ngươi, bảo ra có việc, đi trước một bước. Soạt, thân hình của hắn đột nhiên ra tốc. Không biết là ai nói, thời điểm thoát thân không cần tốc độ nhanh nhất, chỉ cần chạy trốn nhanh hơn người ở bên cạnh là được. Lời này rất có đạo lý. Hiện tại, ông lão thần thai cảnh kia càng ngày càng gần, cách lăng hàn chỉ có mấy trượng. Tên béo đáng chết này, lăng hàn mắng một câu vội xuất kiếm quét qua nhất thời một cây linh thảo liền bị hắn cắt đứt hắn lại vỗ ra một trưởng đập cây linh dược về phía ông lão kia lão quỷ người còn dám áp sát tâm tình của tiểu gia khó chịu những thứ kia có thể sẽ tao ương hắn cười nói ông lão phất tay quét linh dược qua bên cạnh lập tức lộ ra vẻ mặt sợ ném chuột vỡ đồ hắn phụ trách trông coi dược viên nếu để nơi này bị phá hoại vậy cho dù bắt được tạc nhân thì đã làm sao hắn vẫn sẽ bị phạt nặng ngược lại tu vi của hai người kia thấp như vậy, liền để bọn họ chạy ra dược viên đi, hắn vừa vặn có thể không kiêng rẻ ra tay. Quyết định như vậy, hắn liền thả chậm cước bộ, cùng lăng hàn duy trì khoảng 10 trượng, không áp sát nữa. Xèo xèo, ba người như một sợi dây, nhanh chóng bay lượn. Cửa vào đã ở trước mắt. Mã đa bảo vọt ra ngoài trước, nhưng hắn không rời đi, mà đứng ở cửa, đưa hai tay lên, đợi lăng hàn thoát ra. Xoạt xoạt xoạt, hai tay của hắn liền động, trong nháy mắt lột ba tờ linh phù xuống. Oành! Tên thần thai cảnh kia đụng vào cấm chế. Nhất thời, một đạo cự lực khủng bố oanh qua, chấn hắn bay ra ngoài. Một đường nghiền ép, không biết đập hư bao nhiêu hoa hoa thảo thảo. "Nén bi thương a." Lăng Hàn cùng Mã Đa bảo đồng thời nói. "Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé." Tuy tên thần thai cảnh kia bị ném rất nặng, nhưng dù sao thực lực cũng bất phàm, hắn lập tức nhảy lên. Bất quá cả người đều là máu tươi hắn trở lại nơi cấm chế, tàn bạo nhìn chằm chằm Lăng Hàn và Mã Đa Bảo. Các ngươi chạy không thoát đâu. Hắn tê thanh nói. Đừng đường cường giả thần thai cảnh, lại để hai tiểu bối chạy thoát, hắn làm sao chịu nổi. Hơn nữa cái này không phải vấn đề mất mặt. Trông coi bất lực, hắn sẽ bị tông môn xử phạt. Ta nhổ vào. Bảo ra muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mã đa bảo quay người lại, đập mông về phía ông lão. Có năng lực đến cắn mông của bảo ra. Huynh đệ, nhanh lấy dịch dung đan ra chỉ là vừa quay đầu lại hắn liền thay đổi biểu tình nịnh nọt nói với lăng hàn lăng hàn cười hì hì nói chúng ta huynh đệ một hồi cho dịch dung đan cũng không phải không được ta thấy châm gài tóc trên đầu ngươi không tệ không được mã đa bảo vội vàng lắc đầu vậy đai lưng không được ủng không được vậy hẹn gặp lại chúc ngươi nhiều may mắn lăng hàn vỗ tay muốn nghênh ngang rời đi huynh đệ không thể thấy chết mà không cứu a mã đa bảo vội kéo lăng hàn cắn răng nói bảo ra hy sinh mình cùng ngươi ngủ hai ngày là được chứ gì phốc lăng hàn phun ra ngoài vội ném cho mã đa bảo một viên dịch dung đan thân hình bay xa tên béo đáng chết cách ta xa một chút bằng không ta gọt thịt mỡ của ngươi nhìn lăng hàn biến mất ở phương xa mã đa bảo không khỏi lộ ra nụ cười tràn ngập thâm ý thú vị thú vị hắn tung tung viên dịch dung đan ngửi một cái lại nhìn một hồi không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thủ pháp như vậy, thực sự là một thiếu niên 17 tuổi có khả năng luyện chế sao. Hơn nữa, bảo ra thấy linh hồn của hắn tự hồ hơi quái lạ. Hắn nhún vai một cái, đi về phía trước, lưu lại tên thần thai cảnh kia ở phía sau nghiến răng nghiến lợi. Cấm chế này ngăn cản người ngoài không thể tiến vào dược viên, nhưng đồng dạng để người trong dược viên không cách nào dễ dàng đi ra ngoài. Lăng Hàn nhảy lên một cây đại thụ, trực tiếp tiến vào trong hắc tháp, bắt đầu dịch dung mình, cũng thay quần áo khác, chỉ một lát hắn liền biến thành một bạch diện thư sinh nếu như hắn đồng ý còn có thể vận chuyển nguyên lực tạm thời thay đổi hình thể nhưng thứ nhất cái này không thoải mái thứ hai phải tiêu hao nguyên lực duy trì như vậy sẽ không tốt dù sao hắc thiếu niên trước đó cũng là hắn ngụy trang hắn không có lập tức rời hắc tháp mà phân loại linh thảo vừa ném vào trong này trước đó vì tiết kiệm thời gian hắn chỉ thu linh thảo vào mà thôi đừng nhìn thời gian không nhiều nhưng hắn vẫn đào được mấy chục cây linh dược, còn có 7 cây linh dược cấp 5, giá trị rất kinh người. Đáng tiếc, còn chưa kịp tới nơi trọng yếu của dược viên, bằng không có thể kiếm được càng nhiều. Mấy chục cây linh dược, chỉ có thể để Đông Nguyệt Tông đau lòng một hồi mà thôi. Sau khi giải quyết những linh dược này, Lăng Hàn ra Hắc Tháp. Đã như vậy, hắn vẫn phải trước tiên đi kiếm lệnh bài, làm sao cũng phải thẳng tiến trăm người đứng đầu, mới có tư cách tham gia vòng khảo hạch kế tiếp. Nếu không làm sao lấy Lôi Đình chiến giáp? Hắn một đường đi tới gặp không ít người đánh lén, muốn đoạt lệnh bài của hắn, nhưng đều bị hắn đánh một trận, cướp lệnh bài. Lúc chạm vạng, trong tay Lăng Hàn cũng có hơn 700 tấm lệnh bài. Leng keng keng. Phía trước có thanh âm binh khí giao kích chuyển lại. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, tăng nhanh bước chân đi tới. Hắn không ngại thu nhiều một ít lệnh bài nha. Rất nhanh, tràng cảnh 200 người quần chiến xuất hiện ở trước mặt. Lúc này đã ngã xuống rất nhiều người, máu tươi chảy đầy đất. Sau một thời gian hoa cỏ cây cối nơi này sẽ càng thêm tươi tốt. Lăng Hàn kinh ngạc, thế giới này cũng quá nhỏ đi, bởi vì một phương trong đó lại là người của Vũ quốc, bọn người thích vĩnh dạ, Triệu Hoan, Thình Lình ở trong đó, nhưng hiện tại bọn hắn đều chiến đỏ mắt, không ngừng gào thét, vung vẩy đao thương kiếm kích, chém về đối thủ. Lăng Hàn không khỏi thở dài, vì một tiêu chuẩn tiến vào Đông Nguyệt Tông, lại phải quăng đầu lâu vãi nhiệt huyết, đáng giá không? Then chốt là, coi như liều đến vết thương đầy dẫy, cũng chưa chắc có thể thuận lợi tiến vào Đông Nguyệt Tông. Nhưng đối với võ giả mà nói, có thể tiến vào thánh địa võ đạo bắc vực, ý nghĩa tiền đồ ngày sau cực kỳ sáng sủa, có thể thay đổi một đời mình. Làm sao có thể không liều? Lăng Hàn lắc đầu, thân hình nhảy vào. Một đường lào đảo, thật giống như bị chiến đấu lan đến, trốn cũng không thoát. Nhưng thời điểm khua tay múa chân, luôn có thể đánh ngã mấy người, mà những người này vừa vặn đều là đối thủ của Vũ Quốc. Một đường quấy rối như thế, đối phương liền tan tác, không lâu sau liền ném binh khí. Những người còn lại tan tác như chim muông, mọi người vốn là ô hợp, lâm thời tổ đội, một khi xuất hiện hạ phong, sẽ tan đàn sẻ nghé. Bọn người thích vĩnh dạ nhìn lăng hàn, cảm thấy vận may của tên này cũng quá tốt đi. Một đường va vào, lại thay đổi chiến cuộc trong nháy mắt. Chỉ là nhìn tu vi của hắn mới dũng tuyển tầng 1, hiển nhiên vừa nãy là cử chỉ vô tâm. Lẽ nào mỗi dũng tuyển tầng một đều biến thái như lăng hàn sao? Vị này, xưng hô như thế nào, mới vừa rồi may mà có ngươi. Triệu Hoan cười nói. Hiện tại hắn là lãnh tụ của võ giả Vũ Quốc, ta tên Hồ Ngôn." Lăng Hàn nói. "Hồ Ngôn, ý tứ dĩ nhiên là nói hưu nói vượn, đám người thích vĩnh dạ không có nghe được ý ở trong đó. Tuy vừa nãy cử chỉ của Lăng Hàn là vô tâm, nhưng lại thay đổi chiến cuộc, để tất cả mọi người vô cùng cảm kích. Cả đám cũng không hỏi hắn là người ở nơi nào, đều rất nhiệt tình với hắn. "Hồ huynh, ngươi có biết tại sao chúng ta lại phát sinh xung đột với bọn họ không?" Đám người thích vĩnh dạ nhìn nhau, sau đó đột nhiên hỏi một câu như vậy. Chẳng lẽ không phải vì tranh cướp lệnh bài sao?" Lăng Hàn hỏi ngược lại. Lệnh bài chỉ là một phương diện, nhưng trọng yếu nhất chính là, song phương chúng ta phát hiện một cây linh dược cấp 4, tên Hoàng Long Quả. Triệu Hoan nghiêm nghị nói. Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Hoàng Long Quả là linh dược rất tốt. Không cần luyện chế, ăn trực tiếp liền có thể để võ giả dưới linh hải cảnh rèn luyện gân cốt, tăng cao tiềm năng thân thể. Là linh dược không tệ. Chẳng trách vì một cây linh dược như thế, sẽ liều mạng với nhau. Hắn gật đầu. Hoàng Long quả không thể trực tiếp tăng cao tu vi, lại có thể từ trên căn bản thay đổi thể chất của một người, đây mới thực sự là linh dược. Chỉ là Hoàng Long quả mới cấp 4. Bởi vậy, võ giả trên linh hải cảnh ăn vô dụng, thể chất tăng lên có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Thân thể của Lăng Hàn được hai sợi dễ thần dược tăng lên, thể chất đã đạt đến mức độ kinh người, vượt xa cực hạn của linh hải cảnh. Bởi vậy tác dụng của Hoàng Long quả đối với hắn cũng nhỏ đến đáng thương. Thấy Lăng Hàn chỉ hơi kinh ngạc, nhưng không có lộ ra vẻ tham lam. Bọn người thích vĩnh dạ tấm tắc kêu kỳ lạ. Phải biết thời điểm bọn họ phát hiện Hoàng Long Quả, mỗi người đều đỏ mắt nha. Có điều, có một con yêu thú đang thủ hộ Hoàng Long Quả. Chúng ta còn chưa kịp ra tay, liền gặp phải kẻ địch, sau đó đánh nhau. Triệu Hoan nói. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, các ngươi đang mời ta đồng thời đối phó con yêu thú kia sao? Triệu Hoan lắc đầu nói, kia là một con yêu thú linh hải cảnh, chúng ta căn bản không thể đánh được ý nghĩ của ta là, chúng ta điều động 5 người, phân biệt từ 5 phương hướng khác nhau công kích hấp dẫn con yêu thú kia, dùng kế điệu hổ ly sơn. Chờ con yêu thú kia vừa đi, những người còn lại lập tức đào cả cây hoàng long quả lên. Mà con yêu thú kia tất nhiên sẽ không truy quá xa, đuổi một lúc sẽ trở về, đến thời điểm đó chúng ta đều có thể toàn thân trở ra. Chú ý đúng là không tệ. Lăng Hàn không quá để bụng hoàng long quả, nhưng nể tình đám người thích vĩnh dạ, nên đồng ý trợ giúp một chút sức lực. Mà hắn không cần hoàng long quả, nhưng có thể cho Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền, Tàn Dạ ăn. Hồ nữ cũng ăn qua sợi dễ thần dược. Tuy chỉ một sợi, nhưng biến hóa hết sức kinh người. Hoàng Long Quả là không thể mang tới tác dụng. Mặt khác, Hoàng Long Quả còn có thể luyện chế quy linh đan. Có thể nện vững chắc cảnh giới của võ giả dưới linh hải cảnh. Cái này rất thực dụng. Trước tiên đi xem tình huống. Lăng Hàn cũng không có lập tức quyết định. Ừm. Tất cả mọi người gật đầu. Bọn họ xuất phát, trên đường Lăng Hàn nói, cây Hoàng Long Quả này ở trong Long Sơn, tại sao không có bị đông nguyệt tông lấy đi kha khà, chỗ kia quá xa a à? tất cả mọi người cười nói cũng đúng mặc dù nói toàn bộ long sơn đều là tài sản riêng của đông nguyệt tông nhưng ngọn núi này quá lớn địa phương đông nguyệt tông nắm giữ thực tế chỉ là một khu vực nhỏ mà thôi trong núi rất nguyên thủy sưng vương sưng bá vẫn là yêu thú có người nói có tồn tại không kém linh anh cảnh cực kỳ đáng sợ bởi vậy dù là đông nguyệt tông cũng sẽ lệnh cưỡng chế đệ tử không được vào nơi sâu xa của long sơn nhưng muốn giàu to phải đi vào trung tâm nơi đó có thể tìm được linh dược cao cấp thậm chí còn có chân kim quý hiếm có thể chế tạo thần binh nguy hiểm luôn tồn tại cùng kỳ ngộ nơi này đương nhiên không phải nơi sâu xa của long sơn nhưng vẫn có địa phương mà đệ tử của đông nguyệt tông chưa tới cũng xác thực theo đám người thích vĩnh dạ đi tới con đường hoàn toàn không phải người thường có thể đi cực kỳ hiểm trở cuối cùng bọn họ đi tới một vách núi treo leo chỉ thấy có một con yêu thú quái lạ nằm ở chỗ đó, đang ngủ say như chết. Con dã thú này chỉ dài hơn một mét, hình dạng như cẩu, toàn thân đỏ đậm, nhưng trên đầu lại mọc một chiếc sừng. Mỗi cái đầu chỉ có một con mắt, xếp thành nửa hình tròn. Đếm một chút, vừa vặn chín mắt. Ở bên cạnh nó, mọc một cây thực vật cao nửa người, kết ra một chuỗi trái cây lít nha lít nhít. Mỗi trái chỉ như hạt đậu phộng, bởi vậy số lượng nhiều kinh người. Ánh mắt của lăng hàn đảo qua, liền hít một ngụm khí lạnh. Đây là cửu mục yêu lang, nó không phải yêu thú phổ thông, mà là vương giả trong yêu thú. Con yêu thú chín mắt này đúng là linh hải cảnh, nhưng sức chiến đấu của nó thì không phải linh hải cảnh bình thường có thể so sánh. Lăng Hàn lập tức biết tại sao nó không ăn những hoàng long quả kia, bởi vì nó vừa lên cấp linh hải tầng 5, có lẽ nó muốn chờ tới linh hải tầng 9 đỉnh phong, sau đó mới ăn hoàng long quả, một lần nhảy đến thần thai cảnh. Loại cơ hội tăng thể chất lên này, đúng là ở cảnh giới càng cao sử dụng càng tốt, giống như hắc tháp quán lực Yêu thú cũng như thế, trong nháy mắt đột phá hấp thu dược lực, phối hợp thân thể biến hóa long trời lở đất, như vậy hiệu quả có thể gấp đôi. Yêu thú vốn có trí tuệ, còn có truyền thừa ở trong huyết mạch, bởi vậy tuy không biết luyện đan, nhưng trên vấn đề sử dụng linh dược lại vượt qua nhân loại rất nhiều, vì xưa nay chúng nó đều ăn sống. Chỉ sợ các ngươi phải thất vọng rồi. Lăng Hàn lắc đầu, chỉ vào cửu mục yêu lang nói, đây là cửu mục yêu lang, tu vi linh hải tầng 5, hơn nữa còn là vương giả trong yêu thú lời này vừa nói ra mọi người đều há hốc mồm vương giả à nhân tộc tu ra ba đạo khí chỉ là tiểu thành sáu đạo đại thành bảy đạo trở lên mới xem như vương giả chân chính nói cách khác con yêu thú này có thể so với linh hải tầng năm chí ít bằng cường giả nhân loại tu ra bảy đạo khí chuyện này làm sao chơi căn bản không thể dẫn nó đi nó tùy tiện đánh một đạo công kích liền có thể giết người ở rất xa hô may mắn trước đó bọn họ tao ngộ một đoàn đội khác bằng không tùy tiện ra tay, hiện tại bọn hắn đã bị diệt đoàn. vậy làm sao bây giờ, từ bỏ sao? có người không cam lòng nói, kia là hoàng long quả nha, ăn vào có thể tăng thể chất lên, từ trên căn bản thay đổi một người nha. lăng hàn cười nói, kế hoạch hơi biến, nhiệm vụ dẫn cử mục yêu lang đi giao cho ta, các ngươi chỉ cần hái quả là được. ánh mắt của hắn sáng quắc, yêu thú huyết mạch vương giả a, à, có tác dụng bổ sung khí huyết, hắn ở dũng tuyển cảnh có thể tu đến viên mãn, sung kích linh hải cảnh nha không được. Đám người thích vĩnh dạ lắc đầu, nhưng cũng có vài người gật đầu. Nếu Lăng Hàn muốn làm anh hùng, cớ sao không đồng ý? Ngược lại bọn họ và Lăng Hàn cũng không có giao tình gì. Quyết định như vậy đi. Lăng Hàn nói, hắn không muốn làm anh hùng. Bất quá muốn đối phó vương giả như cửu mục yêu lang, hắn nhất định phải dùng lá bài tẩy. Vậy tất nhiên là phải đơn độc hành động rồi. Không chờ mọi người đáp ứng hay phủ định, Lăng Hàn đã xông ra ngoài. Cầm trường kiếm trong tay, rót nguyên lực vào. soạt hắn coi trường kiếm như ám khí, trực tiếp quăng về phía cửu mục yêu lang. Tư, trường kiếm vẫn chưa tập kích đến, yêu lang đã đứng lên. Một con mắt bắn ra tia chớp, trực tiếp đánh nổ trường kiếm. Nó nhìn lăng hàn gầm nhẹ, nhưng không có đứng dậy truy đuổi. Hiển nhiên, trí tuệ của nó cũng không thấp, không có trúng kế. Lăng hàn khẽ mỉm cười. Trong tay lại nhiều thêm một thanh kiếm, lần thứ hai bắn về phía cửu mục yêu lang dù sao không gian hắc tháp gần như vô hạn mà thiết kiếm lại không đáng tiền hắn chuẩn bị ít nhất cũng hơn nghìn thanh tư yêu lăng bắn ra tia điện đánh nổ phi kiếm lăng hàn không thèm để ý không ngừng phất tay xèo xèo từng thanh phi kiếm múa ngang vọt tới yêu thú gờ rào yêu lăng bị chọc giận lao mình tấn công về phía lăng hàn chó ngu đến truy ta đi lăng hàn nhanh chân bỏ chạy hắn triển khai thân pháp ảnh phong như một làn gió vọt về phương xa tuy cửu mục yêu lang khá thông minh nhưng dù sao vẫn là yêu thú tính cách nó cuồng bạo không chút do dự liền truy kích một người một lang lập tức biến mất ở phương xa nhanh nhanh hái hoàng long quả mọi người vội vàng nói triệu hoan nhìn bóng lưng lăng hàn đã sớm đi mất nói các ngươi có cảm thấy người này có loại cảm giác đã từng quen biết hay không ồ ngươi cũng cho rằng như thế sao tiễn vô dụng nói ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé ừm mấy người thích vĩnh dạng bách lý đằng vân cũng gật đầu trước không nói những thứ này hoàng long quả đã tới tay mau chạy đi bọn họ vội đi trở về triệt đến địa phương ước định gặp mặt với lăng hàn không cần chờ bị cửu nhãn yêu lang nhìn chằm chằm khẳng định đã chết rồi phải nhanh chia hoàng long quả đi có mấy người hô lên các ngươi có ý gì người ta lấy mệnh dẫn yêu thú đi các ngươi lại nói như vậy còn có nhân tính không triệu hoa lập tức trách mắng ngồi lên vị trí lãnh đạo hắn cũng có thêm một phần ý thức trách nhiệm cân nhắc sự tình không chỉ xuất phát từ bản thân nữa trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người có chút trầm mặc khà khà nói rất hay các ngươi không ngại ngùng sao một nhóm bảy người đột nhiên xuất hiện các ngươi là ai triệu hoan lập tức quát hỏi chúng ta là người nào bảy người kia cười ha ha giơ tay chỉ vào mấy người khác một cái các ngươi mù sao không phải muốn bái vào bản tông sao ngay cả tiêu chí của bản tông cũng không nhận ra các ngươi là đệ tử của đông nguyệt tông tất cả mọi người tỉnh ngộ lại không phải nói các ngươi phải đợi đến ngày thứ ba mới có thể gia nhập sát hạch vì sao hiện tại đã xuất hiện tiễn vô dụng hỏi các ngươi còn quản rất rộng nha một tên đệ tử của đông nguyệt tông từ tốn nói hư cây hoàng long quả này là đồ vật của bản tông mấy người chúng ta phụ trách trông coi các ngươi lập tức giao ra đây chúng ta sẽ không tính toán với các ngươi nói láo bách lý đằng vân trẻ tuổi nóng tính lập tức nhảy lên này rõ ràng có yêu thú trông coi, quan hệ gì tới các ngươi? Ta biết rồi, các ngươi nhất định là vừa vặn nhìn thấy, vì lẽ đó cố ý chờ chúng ta hái được linh dược, mới nhảy ra nhặt tiện nghi. Đùng đùng, tên đệ tử của Đông Nguyệt Tông kia vỗ tay, cười nói, ha ha, nói một chút cũng không sai. Nhưng các ngươi biết thì đã sao? Triển Minh ta là linh hải tầng 1, coi như các ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Triển sư huynh, Hoàng Long quả quan hệ trọng đại, vẫn là giết bọn họ đi, miễn cho tiết lộ tin tức bên cạnh có một đệ tử đề nghị triển nguyên suy nghĩ một chút nói cũng đúng nếu không chúng ta tham gia sát hạch vào ngày hôm nay bị người biết cũng không hay giết giết toàn bộ triệu hoan lập tức rút kiếm nói vô dụng tử diễm phong nguyệt các ngươi và ta đồng thời đối kháng linh hải cảnh kia những người khác chỉ là dũng tuyền mà thôi chúng ta không phải là không có hy vọng thắng được mọi người dồn dập rút vũ khí ra hoàng long quả quá trọng yếu ai cũng không muốn từ bỏ triển nguyên cười gần nói thực là phế vật không biết lượng sức chiến đấu lập tức bắt đầu máu tươi phi đãng thân hình của lăng hàn bay nhanh mà sau lưng con yêu thú kia cũng càng đuổi càng gần yêu thú sẽ không biết thân pháp gì nhưng có vài loại trời sinh tốc độ kinh người có thể sánh ngang võ giả cùng cảnh giới triển khai thân pháp đỉnh cấp thật giống như trong huyết dịch chúng nó lưu động một loại võ kỹ nào đó căn bản không cần triển khai theo bản năng liền dùng được lại như con yêu thú này ánh mắt có thể bắn điện cái này đặt ở trên người võ giả chính là võ kỹ, nhưng yêu thú lại có thể tiện tay triển khai ra. Vì lẽ đó, yêu thú gặp phải võ giả cùng cấp sẽ không kinh sợ, cấp bậc vương giả càng có thể quét ngang, cực kỳ đáng sợ. Dù Lăng Hàn dùng thân pháp ảnh phong huyền cấp thượng phẩm, nhưng vẫn bị Cửu Nhãn Yêu Lang từng bước đuổi sát. Đột nhiên có một đạo hồ quang từ trong mắt nó lóe ra, bắn nhanh về phía Lăng Hàn. Điện quang nhanh bao nhiêu? Lăng Hàn vội rút kiếm chống đỡ, tư. Hắn chỉ cảm thấy tay phải tê dần. Cả thanh thiết kiếm đã hóa thành nước thép, cổ tay cũng bị đánh nứt, máu tươi tuôn ra. Mẹ nó, hiện tại hắn tu thành nham thạch thể, lực phòng ngự kinh người cỡ nào, nhưng dưới một đòn liền bị thương. Yêu thú vương giả có khác, hơn nữa tu vi còn cao hơn hắn một đoạn dài, hắn muốn chém giết, nói dễ vậy sao? Có điều, con yêu thú này chính là vương giả, có thể dùng làm đá kê chân, cũng cố vững chắc cơ sở của hắn, để hắn xung kích linh hải cảnh. Bất kể như thế nào, cũng phải thử một chút. Ta có hắc tháp đánh không lại thì trốn. Lăng Hàn rất vô lại thầm nghĩ. Nhưng chỉ cần có cơ hội, dù cho bị thương đầy dẫy, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn tuyệt đối không thể bởi vì có hắc tháp mà mất đi tinh thần mạo hiểm. Ngược lại, cái này sẽ chỉ làm hắn càng thêm lớn mật. Tư, cửu nhãn yêu lăng đánh tới một tia hồ quang. Lăng Hàn cũng lười lãng phí kiếm, trực tiếp đấm ra một quyền. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, trên tay hơi có kim quang giật động. Oanh, điện quang tập kích đến, Lăng Hàn rên lên một tiếng, tay phải bị trọng thương lần thứ hai. Mẹ kiếp, mặc dù ta là dũng tuyển tầng 9, nhưng đã sớm dung hợp chính nguồn suối. Hơn nữa ngũ hành nguyên hạch hợp nhất, sức mạnh như vậy tuyệt đối có thể so với linh hải tầng 4, thậm chí tầng 5 phổ thông. Nhưng con đại cẩu này cũng chỉ là linh hải tầng 5, tại sao công kích mạnh như thế? Nếu ta không tu luyện bất diệt thiên kinh, e là một chiêu đã bị phế cả cánh tay. Lăng Hàn vừa nói, vừa vận chuyển bất diệt thiên kinh. Tay phải khôi phục như lúc ban đầu rất nhanh, bất diệt thiên kinh, chí ít ở nham thạch cảnh, tăng phòng ngự lên còn không quá rõ ràng, uy lực mạnh chỉ ở khôi phục. Nhưng bước vào kim cương cảnh liền không giống. Đến thời điểm đó thể phách tựa như kim cương bất hoại, thân thể gần như bất tử. Tư, cửu nhãn yêu lăng phóng điện lần thứ hai. Người vẫn chưa xong sao. Lăng hàn không chạy trốn nữa, mà quay người lại. Nơi này đủ u tĩnh, hơn nữa hiện tại hắn đã dịch dung, cho dù bị người phát hiện một ít bí mật cũng không sao. Hắn lấy ma sinh kiếm ra, nghênh về phía hồ quang, Đùng, hồ quang đánh tới, tia sáng nổ tung, hình thành một bạch cầu trói mắt, có thể làm người mù lòa. Lăng Hàn tươi cười. Linh khí cấp người quả nhiên trâu bò, dù chưa thức tỉnh, nhưng chỉ là thuộc tính bản thân liền đánh tan hồ quang. Cũng đúng, nếu nó bị hồ quang hòa tan, vậy ma sinh kiếm này cũng quá vô dụng đi. Vù, vù, trên thân kiếm, hai đạo mạch văn phát sáng. Linh khí này đã hơi thức tỉnh. Cửu Nhãn Yêu Lăng lộ ra vẻ cảnh giác. Nó là vương giả trong yêu thú, đối với khí tức nguy hiểm có tính mẫn cảm kinh người. Nhưng rất nhanh nó liền thoải mái. Tuy ma sinh kiếm tản mắt ra khí tức nguy hiểm, nhưng không quá mạnh mẽ, nó không sợ. Ngao! Con yêu lang này lập tức đánh tới, vùng vuốt phải ra. Trên móng vuốt có mười mấy mạch văn đồng thời phát sáng. Ong ong ong! Ý chí võ đạo rung động, hình thành áp lực đáng sợ. Nhưng chuyện này vô hiệu với lăng hàn. Một tia thần thức của thiên nhân cảnh đủ để hắn miễn dịch đại bộ phận uy thế. Hắn dương kiếm, triển khai tứ quý kiếm pháp nghênh chiến yêu lang. Bốn ý cảnh xuân hạ thu đông xoay chuyển, trong nháy mắt thì có bốn mùa biến hóa, khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua, năm tháng biến thiên. Phốc, yêu lang chụp tới, ánh kiếm tan vỡ. lăng hẳn bị một móng vuốt đập bay ra ngoài, quần áo ở vai trái bị xé nát, lưu lại một vết thương rất sâu, máu tươi róc rách, mà móng vuốt của yêu lang cũng bị chém ra một lỗ hổng, máu tươi phân tán. Dù sao ma sinh kiếm cũng là linh khí cấp 10 dù chưa thức tỉnh nhưng trình độ sắc bén sẽ không biến hóa chút nào yêu lang huyết của ta lăng hàn đau lòng hét lớn yêu thú vương giả cả người là bảo đặc biệt là máu tươi và cốt tủy kia là vật đại bổ nha còn mạnh hơn nhân xâm trăm năm nhiều trong ánh mắt của cử nhãn yêu lang không khỏi lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ tu vi tới linh hải cảnh nó đã sớm mở linh trí chỉ là còn duy trì bản tính thị huyết cuồng bạo của yêu thú mà thôi nó nghe hiểu được lăng hàn nói mà điều này làm cho nó vô cùng phẫn nộ lại đau lòng thay nó, cái này không phải đã coi nó thành thức ăn sao. ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cửu nhãn yêu lăng cảm thấy không thể nhẫn nhịn. Chỉ là một dũng tuyển cảnh nhân loại, lại dám mơ ước cơ thể của nó. Đi chết đi. Nó nhào tới lần thứ hai, vung chảo tấn công về phía lăng hàn. Lăng hàn cũng không có gắng đón đỡ. Thân hình không ngừng biến hóa, trước tiên vận chuyển bất diệt thiên kinh trị liệu thương thế. Linh hải cảnh có thể đánh ý chí võ đạo ra ngoài, bởi vậy bị bắn trúng một hồi, ý chí võ đạo của đối thủ sẽ theo vết thương tiến vào, ngăn trở thương thế khôi phục, thậm chí thẳng vào ý thức hải, rào sát thần hồn. Cửu nhãn yêu lăng là vương tộc, ý chí võ đạo càng cường đại hơn. Lăng hàn cảm giác trong huyết dịch như có vô số ác lang cắn xé, cực kỳ khó chịu. Chỉ là một khi bất diệt thiên kinh vận chuyển, ý chí võ đạo của cửu nhãn yêu lăng lại như tuyết động gặp nước sôi, trong nháy mắt liền hóa thành bọt nước. Lăng hàn không khỏi lộ ra nụ cười, này là bởi vì cấp độ của bất diệt thiên kinh quá cao. Bởi vậy chỉ cần lưu chuyển một chút liền có thể tiêu trừ ý chí võ đạo của cửu nhãn yêu lang. Đây là một loại nghiền ép trên đẳng cấp. Không hổ là tuyệt học mà ngay cả hắn cũng phải dùng vạn năm mới tham ngộ ra. Uy năng châu bò a à, tiểu cầu, ngoan ngoãn làm lương thực của ta đi. Lăng hàn cười to, múa kiếm mà động. Nhưng mới mấy chiêu lại bị cửu nhãn yêu lang đánh bay, không ngừng chảy máu. Tuy nhiên, ma sinh kiếm sắc bén cỡ nào, bị hắn đụng một cái, Cửu Nhãn Yêu Lang cũng sẽ chảy máu. Trên lý thuyết mà nói, một người một lang bị thương căn bản không cùng một cấp độ, chơi hao tổn tuyệt đối là lang hàn trọng thương chết trước. Nhưng hắn có Bất Diệt Thiên Kinh, thương thế có thể khép lập tức. Trái lại Cửu Nhãn Yêu Lang phải biết trong Ma Sinh kiếm cũng có ý chí võ đạo, hơn nữa còn là cấp 10, dù chưa thức tỉnh, nhưng đủ để tạo thành uy hiếp cho yêu thú linh hải cảnh. Bởi vậy, Cửu Nhãn Yêu Lang vẫn đang chảy máu. Tuy không nhiều, nhưng chỉ cần kéo dài, chảy máu như thế nhất định sẽ nguy hiểm. Lăng Hàn muốn chính là hiệu quả này. Hắn vừa vung vẩy ma sinh kiếm, vừa lấy nhân sâm ra. Hắn cũng mặc kệ lớn nhỏ, liền nhai răng rắc răng rắc, ăn như cà rốt vậy. Nếu để người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ mắng hắn phá sản. Đây chính là nhân sâm trăm năm, có thể phung phí như thế sao? Lăng Hàn lại không để ý chút nào. Đối với người khác mà nói đây là nhân sâm trăm năm. Nhưng đối với hắn mà nói lại không khác cà rốt chút nào, trong hắc tháp của hắn còn nhiều lắm. Hơn nữa từ Lạc Nguyệt Hạp đi ra lại qua mấy ngày, Nhân Sâm Linh Chi đã tăng thêm mười mấy năm, hiệu lực tốt hơn rồi. Nhân Sâm đại bổ, bởi vậy tuy hắn chảy máu rất lợi hại, nhưng có Nhân Sâm chống, sẽ không có chuyện gì. Làm sao cũng phải tốt hơn Cửu Nhãn Yêu Lang nhiều. Đánh đánh tầm đó, Cửu Nhãn Yêu Lang cũng ý thức được điểm ấy. Nhất thời nó trở nên cuồng bạo lên, công kích càng thêm mãnh liệt, muốn kích sát Lăng Hàn. Ha ha, tuy ngươi là vương giả, nhưng ta cũng không kém. Lăng Hàn vận chuyển ma sinh kiếm, bảy đạo kiếm khí ngang dọc. Ý nghĩa hắn cũng là vương giả, vương giả trong nhân tộc. Chỉ là, dù sao cũng tranh lệch một cảnh giới lớn, cửu nhãn yêu lăng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đánh cho Lăng Hàn chỉ có thể chống đỡ. Ai, mất mặt a à? Lăng Hàn tự diễu nói. Nhưng bất luận người nào cũng sẽ không bởi vậy mà cười nhạo Lăng Hàn, chỉ có thể khâm phục hắn. Cửu nhãn yêu lăng là vương giả trong yêu thú. Huống hồ lại có ưu thế một cảnh giới lớn, vốn nên nghiền ép tuyệt đối, Kết quả như thế đã khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Lăng Hàn có tự mình hiểu lấy, không phải hắn mạnh mà là hắn nắm giữ Bất Diệt Thiên Kinh để hắn có năng lực chiến đấu. Bằng không, hắn sớm đã bị cửu nhãn yêu lang giết. Công pháp cần vạn năm mới có thể lĩnh ngộ há có thể không mạnh sao? Mà hắn lại có ma sinh kiếm, lượng lớn nhân sâm trăm năm mới để hắn đủ sức lực. Thiếu mất điều kiện nào thì hắn chỉ có thể tự vệ nhưng căn bản không có cách xúc phạm tới cửu nhãn yêu lang. Hắn vẫn chưa dùng Huyền Diệu Tam Thiên. Bởi vì hắn không xác định đòn đánh này có thể giết cửu nhãn yêu lang hay không, mà con yêu lang này bị thiệt lớn nhất định sẽ sinh ý lui, lấy tốc độ của nó, Lăng Hàn không đuổi kịp. Bởi vậy, hắn nhất định phải đợi đến thời điểm thích hợp nhất mới đánh ra Huyền Diệu Tam Thiên. Đánh lâu không dứt, cửu nhãn yêu lang lộ ra vẻ mỏi mệt, trong ánh mắt của nó lướt qua một đạo hung mang, da lông toàn thân dựng đứng lên. Tư, chín con mắt đồng thời phát ra tia điện, phóng đại chiêu. Lăng Hàn dùng mình chín tia điện đồng thời đánh tới từ các phương hướng khác nhau khóa kín hết thảy con đường bỏ chạy của hắn hơn nữa hắn nhiều nhất chỉ có thể chặn hai tia điện đây chính là đại chiêu của yêu thú linh hải cảnh nào có dễ chặn không nên chặn chỉ có thể né chờ tia điện tập kích tới lăng hàn liền tiến vào hắc tháp sau đó lập tức đi ra một vào một ra nhanh đến mức khiến người ta hầu như không cách nào cảm giác nhưng tia điện đã lướt qua người hắn hắn khẽ mỉm cười tuy cái này thắng không vẻ vang gì nhưng hắn cũng không muốn bị điện giật chết nha lại nói tu vi của hắn và cửu nhãn yêu lang tranh lệch nhiều như vậy chính diện liều mạng mới là không công bằng với hắn yêu lang lộ ra vẻ nghi hoặc vì sao nhân loại này tránh thoát đại chiêu của nó đây là sự tình tuyệt đối không thể nó tính toán tốc độ năng lực vận kiếm của lăng hàn rất chính xác chuyện này làm sao cũng không thể phát sinh nha nếu như nó có thể mở miệng nói chuyện vậy hiện tại nhất định đã đặt câu hỏi tiểu lang ngươi là tuyệt đối không thể biết vẫn ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, lăng hàn cười to, hắc tháp mới là lá bài tẩy chân chính của hắn. da lông của cửu nhãn yêu lang lại dựng lên, đùng đùng, chín tia điện bắn ra. lăng hàn chơi lại chiêu cũ, một vào một ra, ung um dung tránh thoát đại chiêu của yêu lang. trên mặt hắn lộ ra nét mừng. đại chiêu như vậy dùng càng nhiều, gánh nặng của cửu nhãn yêu lang sẽ càng lớn. vậy cách thời gian hắn dùng huyền diệu tam thiên, chung kết chiến đấu cũng càng gần có điều cửu nhãn yêu lang thân là vương giả tự nhiên sẽ không ngu ngốc thấy đại chiêu vô dụng nó không dùng nữa mà tiếp tục chiến đấu với lăng hàn nhưng đánh nhau tầm đó thế công của nó yếu đi rất nhiều không phải thân thể nó chịu không được mà là nó mất kiên trì làm yêu thú nó cuồng bạo thị huyết kiêu ngạo nhưng kèm theo đó cũng thiếu hụt kiên trì đánh lâu không dứt hơn nữa mình còn bị thương nặng để nó sinh ý thối lui lăng hàn không khỏi cau mày tự nhiên cũng nhận ra điều ấy hắn chỉ có thể cắn răng. Nhất định phải dùng đại chiêu, nếu không con yêu vương này sẽ chạy mất. Huyền diệu tam thiên. Hắn vẫn thủ thế chờ đợi, bởi vậy vừa vận chuyển, đại chiêu đã bắn ra. 800 anh kiếm không hề bảo lưu ra hết, nhưng không hóa thành chiến sĩ giáp đen như lần trước. Hiển nhiên, cái này cần lăng hàn bước vào linh hải cảnh. Thậm chí, đó là bởi vì hắc tháp quán lực mới sản sinh ra hiệu quả kỳ diệu. Có khi cần lăng hàn bước vào thần thai cảnh mới có thể lộ ra uy thế như vậy dù như vậy, 800 anh kiếm vẫn cực kỳ khủng bố. Chúng che đậy hết mặt trời, chỉ có ánh kiếm soi sáng thiên hạ. Cửu nhãn yêu lăng lộ ra vẻ kiêng rè mãnh liệt. Uy lực của chiêu kiếm này quá mạnh mẽ, để nó cảm thấy khiếp đảm. Nhưng giờ phút này nó chỉ có thể đón đỡ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh kiếm đầy trời. Đây là một đại chiêu, uy lực vượt xa cảnh giới của lăng hàn, ngay cả vương tộc như cửu nhãn yêu lang cũng không dám bất cẩn da lông toàn thân nó dựng lên, chín con mắt đồng thời bắn ra một tia điện, lại dung hợp với nhau, hình thành một đạo hồ quang thô to, đánh về phía Lăng Hàn. Bắt giặc trước phải bắt vua. Chỉ cần giết Lăng Hàn, như vậy uy lực của chiêu này tự nhiên không đánh mà tan. Một chiêu này, tương tự là đại chiêu của cửu nhãn yêu lang. Xèo xèo. Ánh kiếm không ngừng dương động, nghênh về phía tia điện, đùng đùng. Ánh kiếm bay lên một đạo liền dập tắt một đạo. Nhưng cùng lúc đó, tia hồ quang điện cũng cấp tốc thu nhỏ lại, phải biết mỗi ánh kiếm đều tương đương với một đòn toàn lực của Lăng Hàn. Tuy không đủ hóa giải một đòn toàn lực của Cửu Nhãn Yêu Lang, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. À. Từng thanh từng thanh đánh tới, để tia điện không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lúc này, ánh kiếm chỉ còn dư lại 300 thanh. Ầm. Um, cửu Nhãn Yêu Lang đã đánh ra đại chiêu, sao có thể lập tức đánh tiếp? Nó chỉ có thể dùng hai chân trước bảo hộ ở trước mặt. 300 ánh kiếm đã đánh tới, nhất thời kích ra từng đạo hào quang làm người mù mắt. Đùng. Lăng Hàn đặt mông ngồi trên mặt đất. Chiêu kiếm vừa nãy hắn đã toàn lực ứng phó, tiêu hao hết sạch nguyên lực trong cơ thể. Nếu không thể giết chết cửu nhãn yêu lang, vậy hắn chỉ có phần trốn vào trong hắc tháp, chờ nguyên khí khôi phục mới trở lại tìm con yêu thú này báo thù. Cũng còn tốt, cửu nhãn yêu lang đã nằm bò trên đất, không ngừng chảy ra máu tươi, ngực hơi phập phồng, chứng minh nó còn sống. Châu bò, đón đỡ một kích huyền diệu tam thiên, lại chỉ trọng thương. Lăng Hàn cảm khái, nhưng đối với thiên kiếm tông lại có kiên kỵ mãnh liệt. Đây là một thế lực ra sao, vì sao nắm giữ đại chiêu khủng bố như thế, quá khiếp người. Cũng còn tốt, lấy thần thức thiên nhân cảnh của hắn cũng rất khó thúc đẩy thức kiếm pháp này. Hơn nữa, uy lực của kiếm pháp còn móc nối với kiếm khí, không phải người nào cũng có thể tu luyện tới trình độ kinh khủng như thế. Lúc trước đẩy ra 700 ánh kiếm, thì Lăng Hàn cũng đã đoán được cực hạn của huyền diệu tam thiên hẳn là kiếm khí viên mãn. Trên lý thuyết võ giả có thể tu ra 10 đạo kiếm khí, nhưng không phải không có thiên tài tu ra 11 đạo, 12 đạo. Bởi vậy, nếu như một đạo kiếm khí có thể diễn hóa 100 anh kiếm, như vậy trên lý thuyết thì chỉ ít có thể tu ra 29 đạo kiếm khí, mới có thể kiếm ra 3 ngàn. Thức thứ nhất là kiếm khí, như vậy thức thứ hai hẳn là kiếm mang thôi thúc. Kiếm mang là kiếm khí ngưng tụ, là vạn pháp quy nhất. Hai chữ quy nhất cũng nói ra đạo lý này. Dựa theo đó suy tính, thức thứ ba phá cực chỉ có nắm giữ kiếm tâm mới có khả năng dùng. Ba chiều kiếm thức, đối ứng ba giai đoạn không giống của kiếm đạo thiên kiếm tông có thể sừng sững vạn năm không ngã, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Thiên thành sư huynh, chiến đấu ở phía trước đột nhiên ngừng lại, lẽ nào đã phân ra thắng bại? Rất xa có thanh âm di động đang nhẹ nhàng lại đây. Ha ha, chiến đấu kịch liệt như vậy, nhất định phải nhìn là thần thánh phương nào. Lại một thanh âm vang lên. Dựa vào, lăng hàn vội thu hồi tâm tư, chống kiếm bò dậy. Hắn chỉ là tiêu hao hết nguyên lực, thể lực vẫn bảo tồn, hắn lảo đảo đi tới bên cạnh cửu nhãn yêu lang, tóm lấy nó, hơi suy nghĩ, vèo, hắn đã tiến vào trong hắc tháp. Nháy mắt sau đó, hai bóng người đồng thời bay vụt tới. Đây là hai người trẻ tuổi, chỉ khoảng 24-25, dáng dấp đều rất anh tuấn tiêu sái, có khí chất xuất trần. Mà tu vi của bọn họ, một linh hải tầng 7, một cái khác là linh hải tầng 9, cực kỳ kinh người. Ồ, vì sao không còn bóng người? Người trẻ tuổi bận tự y nói, người trẻ tuổi mặc áo lam thì buông ánh mắt xuống nhìn bốn phía căn cứ vào dấu vết chiến đấu lưu lại mới nói chiến đấu vừa nãy không phải hai người mà là một người một yêu thú kiên thành sư huynh làm sao mà biết người áo tím hỏi thanh niên áo lam cười ha ha đâu đâu cũng có vết cào lẽ nào nhạc sư đệ không nhìn ra được sao người áo tím cũng cười phản bác lẽ nào không có khả năng vũ khí người kia dùng chính là móng vuốt sắc nhọn sao xác thực có khả năng này thanh niên áo lam gật đầu có điều nơi này còn có mấy vết chân đủ để chứng minh một phương chiến đấu chính là yêu thú hắn chỉ vào trên đất nói lẽ nào không có khả năng là hai người đối chiến một người trong đó mang theo thú sùng sao tựa hồ người áo tím rất thích trêu chọc thanh niên áo lam cười to nói vết chân thuộc về nhân loại ở nơi này đều giống như đúc ngươi đừng nói hai người kia mang hài giống nhau hơn nữa to nhỏ còn giống như đúc nha bị hắn hỏi ngược như thế người áo tím không khỏi cứng lại lẩm bẩm nói lẽ nào không có khả năng sao cái này tựa hồ là câu thiền ngoài miệng của hắn từ dấu vết phá hoại đến xem sức chiến đấu của một người một thú kia đều rất kinh người thanh niên áo lam cũng không có hỏi gặn đồng bạn mà chăm chú nhìn những dấu vết chiến đấu kia trên mặt của hắn lộ ra vẻ thận trọng nói sức chiến đấu này chỉ ít là cửu tinh cửu tinh người áo tím cũng hơi kinh hãi nói kiên thành sư huynh đừng nói người sát hạch lần này coi như ở trong đông nguyệt tông chúng ta linh hải cảnh nắm giữ sức chiến đấu cửu tinh cũng không nhiều a à. Thanh niên áo lam gật đầu nói, xác thực không nhiều, nhưng cũng không ít, chỉ ít có hơn trăm. Rốt cuộc là người nào lại chạy tới nơi này giao chiến với một yêu thú? Ồ, máu huyết này, hắn lộ ra vẻ kinh sợ. Trên đất có lưu lượng lớn vết máu của Cửu Nhãn Yêu Lang, mà trong vết máu lại có từng mạch văn màu đỏ thẫm phát sáng, nhưng bởi vì bản thân huyết dịch màu đỏ, nếu không nhìn kỹ thì thật có khả năng sơ sẩy. Cửu Nhãn Yêu Lang, hắn nghĩ đến một khả năng, đột nhiên kinh hô, cái gì? người áo tím cũng kinh sợ. Xác thực nghe nói nơi này có một con cửu nhãn yêu lang qua lại. Trong tông có cao thủ thần thai cảnh tìm kiếm qua, thậm chí cường giả sinh hoa cảnh cũng từng dùng thần niệm truy quét, nhưng đều không tìm được. Hẳn là vậy, máu huyết này, sẽ không biết lường người. Thanh niên áo lam nói, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Thú vị, thú vị, có thể chiến đấu kịch liệt với cửu nhãn yêu lang, người như vậy đáng giá làm đối thủ. Ha ha, ngay cả ngạo gia thất tử như ngươi cũng có chiến ý sao? người áo tím cười to thanh niên áo lam cũng chính là ngạo kiên thành lộ ra vẻ ngạo nghễ nói bắt nạt người yếu có ý nghĩa gì muốn đánh thì đánh thiên tài đạp thiên tài ở dưới chân lúc này mới thoải mái ha ha kiên thành sư huynh trong ngạo gia thất tử ta khâm phục nhất chính là ngươi bởi vì chỉ ngươi mới nắm giữ chiến ý của cường giả người áo tím nói ngạo kiên thành chỉ cười nhạt nhưng trong thần sắc không giấu được vẻ ngạo nghễ nói đi thôi nơi này cũng không có gì đáng xem hai người tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trong hắc tháp, Lăng Hàn lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Tên này lại là nhi tử của Ngạo Phong. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trước đó Lăng Hàn từng nghe nói qua tên tuổi của Ngạo Gia Thất Tử. Hiện tại nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngạo Kiên Thành vốn là linh hải tầng 9. Mà có thể ở trong hơn trăm linh hải tầng 9 bộc lộ tài năng, sức chiến đấu khẳng định vượt qua cửu tinh. Lăng Hàn chưa bao giờ tự ti nhưng hiện tại sức chiến đấu của hắn cũng chỉ linh hải cửu tinh. Trừ khi sử dụng ma sinh kiếm, như vậy sức chiến đấu của hắn xác thực còn có thể tăng lên mấy tinh, dù sao kia cũng là linh khí cấp 10. Nhưng ở Đông Nguyệt Tông sử dụng ma sinh kiếm, này không chỉ không chiếm được lôi đình chiến giáp, ngay cả ma sinh kiếm cũng sẽ bị cướp đi, trừ khi hắn trốn vào trong hắc tháp. Nói tóm lại, hắn khẳng định không chiếm được lôi đình chiến giáp, cái này không hợp kế hoạch của hắn. Cũng may, hắn đã chiếm được cửu nhãn yêu lang, tiêu hóa chỗ tốt, củng cố cơ sở sau cùng, liền có thể xung kích linh hải cảnh. Người khác xung kích linh hải cảnh, không có mấy tháng là đừng hòng. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, một hai giờ đã đủ rồi. Ngay cả phong viêm cũng chỉ dùng không tới 10 ngày, lẽ nào hắn còn không bằng phong viêm. Nói đến phong viêm, tên này nên sớm trở lại Đông Nguyệt Tông. Mà lấy thực lực của Đông Nguyệt Tông, hẳn có thể làm chân giả cho hắn. Có khi cũng tham gia trận sát hạch này ấy chứ. Dù sao lôi đình chiến giáp kia ngay cả hắn cũng động tâm, huống chi là những người khác. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, hắn nhất định phải đột phá linh hải cảnh. Bằng không lấy tu vi dũng tuyển tầng một xuất hiện, nhưng có thể liên tục đánh bại linh hải cảnh, không muốn người ta hoài nghi cũng khó nha. Có điều, trước tiên khôi phục sức mạnh đã. Đùng đùng, hắn hơi suy nghĩ, một khối nguyên tinh nát tan, nguyên lực nồng nặc tuôn ra, vây quanh toàn thân Lăng Hàn. Ở trong hắc tháp, Lăng Hàn muốn làm sao cũng được. Nhất thời, nguyên lực rót vào trong làn da của hắn, chỉ cần trải qua linh căn thoáng gia công những nguyên lực này liền có thể hoàn toàn để cho hắn sử dụng cái này cũng là nguyên nhân tại sao nguyên tinh có thể trở thành thánh phẩm tu luyện chính là dễ dàng hấp thu đáng tiếc việc này cần tập trung tinh thần luyện hóa không cách nào sử dụng ở trong chiến đấu bởi vậy nói đến khôi phục khi chiến đấu còn phải dựa vào đan dược tu luyện bình thường là nguyên tinh đan dược hai bút cùng vẽ một viên nguyên tinh cần cường giả linh hải cảnh luyện chế trên một tháng nguyên lực trong đó rồi rào cỡ nào bởi vậy chỉ luyện hóa khối nguyên tinh này, thực lực của Lăng Hàn liền khôi phục. Chỉ là bởi vì mất máu khá nhiều, dù cho ăn mấy cây nhân sâm trăm năm cũng không thể lập tức bù đắp. Sắc mặt của hắn hơi tái, nhưng vì dịch dung nên nhìn không ra. Hắn ra hắc tháp, cửu nhãn yêu lang đã là vật trong túi, làm sao cũng bay không ra lòng bàn tay của hắn. Hiện tại hắn cần phải đi tìm đám người thích vĩnh dạ. Tuy hắn không để ý hoàng long quả, nhưng đồ vật của hắn hắn sẽ không từ bỏ. Lại nói Hắn cũng muốn để đám người thích Vĩnh Dạ thanh thản ổn định, nói cho bọn họ biết mình còn sống. Chờ lấy được Hoàng Long quả, hắn sẽ tìm lý do rời đi, xung kích linh hải cảnh, có lẽ còn đủ thời gian để hắn đi thu gặt lệnh bài. Nếu như ngay cả 100 vị trí đầu cũng không vào, vậy thì xong rồi. Hắn đi về địa phương ước định trước đó, rất nhanh thì tới, nhưng vẫn chưa đến gần, lại nghe thanh âm minh khí giao kích truyền ra, mơ hồ còn có tiếng quát mắng. Lẽ nào là bởi vì Hoàng Long quả nên nội chiến? lăng hàn hơi nhướng mày thân hình nhảy lên xuất hiện ở trên một cây đại thụ hắn nhìn xuống dưới đã thấy nơi này quả thật là địa ngục giữa trần gian trên đất trí ít nằm mấy chục bộ thi thể chặt đầu thủng bụng moi tim vô cùng thê thảm mà những người này đều đến từ vũ quốc chỉ có số ít mấy người còn sống lúc này đang kéo dài hơi tàn bọn họ bị bảy người vây công lúc nào cũng có thể chết trận ánh mắt của lăng hàn đảo qua người hắn quen biết cũng chết vài cái, tỉ như Lý Đông Nguyệt, Hạ Trọng Quang, Hoàng Vĩ Trạch. Mà mấy người không chết như Thích Vĩnh Dạ, Bách Lý Đằng Vân thì vết thương đầy rẫy, dựa vào linh khí miễn cưỡng chống đỡ. Đối phương chỉ có 7 người, nhưng 6 người dũng tuyển hậu kỳ, một linh hải tầng 1. Chính bởi vì sự tồn tại của hắn, nên hoàn toàn áp chế ba hảo thủ như Triệu Hoan, Tiễn Vô Dụng, Hồ Phong Nguyệt, hình thành tàn sát nghiêng về một phía. Cạc cạc cạc, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đều đi chết đi. Triển Nguyên cười lạnh nói, hắn nhất tâm nhị dụng, không chỉ áp chế lại ba dũng tuyển tầng 9, hơn nữa còn cản trở những người nỗ lực thoát đi chiến trường. Các ngươi không chết tử tế được. Thích vĩnh dạ cắn răng nói. Hừ, nguyên dù chỉ thuộc về người yếu, dên dỉ vô dụng. Các ngươi không phải người thứ nhất bị ta đánh giết, cũng không phải người cuối cùng. Triển nguyên lãnh đạm nói, không hề thương hại. Lăng Hàn siết tay, đây là hắn động sát ít. Nghe nói vũ quốc các ngươi có một người gọi Lăng Hàn, phi thường hung hăng lại dám thương tổn đệ tử của thái thượng trưởng lão tông ta triển nguyên như mèo trêu chuột trên thực tế người chết ở trong tay hắn cũng không nhiều nhưng hắn là hạt nhân đưa đến tác dụng hừ nếu như hiện tại lăng hàn ở đây chính là các ngươi bị hành hạ đến chết triệu hoan quát ha ha một đám ếch ngồi đáy giếng cũng dám ăn nói ngông cuồng chỉ là bắc hoang tiểu quốc có thể ra thiên tài gì chứ triển nguyên cười ngạo nghễ lúc nào ta đi bắc hoang một chuyến làm thì tên lăng hàn gì kia mang đầu hắn trở về triển sư huynh uy vũ ha ha nói không chắc thạch thái thượng trưởng lão cao hứng thu triển sư huynh làm đệ tử ấy chứ vậy chúng ta đều sẽ được triển sư huynh dẫn dắt sáu người khác định hót nói triển nguyên cười ha ha có vẻ vô cùng đắc ý nói láo lăng hàn đã là đan sư địa cấp đừng nói ngươi ngay cả tông chủ của đông nguyệt tông cũng không dám động hắn một sợi lông huống chi lấy thực lực của lăng hàn giết người như giết gà giết chó tiễn vô dụng kêu gào nói đan sư địa cấp triển nguyên sững sờ sau đó cười phun đùa gì thế bắc hoang cửu quốc nho nhỏ còn có thể đi ra một đan sư địa cấp những thổ cầu bắc hoang này thật ngốc chết đến nơi còn đang nằm mơ có cái gì đáng cười để ta cười chung với thanh âm lạnh lùng vang lên lăng hàn xuất hiện ở giữa trường hắn chắp hai tay sau lưng trong ánh mắt tràn đầy sát khí hồ ngôn đám người thích vĩnh dạ dồn dập kêu lên Đầu tiên là vui vẻ, tên này dẫn cửu nhãn yêu lang đi lại còn sống. Nhưng lập tức lại lộ ra vẻ ưu lo. Chỉ là dũng tuyển tầng 1 thì có tác dụng gì, còn không phải là bị người tàn sát sao? Chẳng lẽ ai cũng biến thái như lăng hàn sao? Há, lại tới một tên chịu chết sao? Triển Nguyên cười gằn, phất tay nói, đồ sư đệ, làm thịt hắn đi. Chỉ là dũng tuyển tầng 1 mà thôi. Vâng. Một người trẻ tuổi nhảy tới, lộ ra nụ cười dữ tợn, nhớ kỹ, người giết người tên đồ tân lương, cạn bã mà thôi, sao nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Hàn ngưng chân. Đùng, đá một cước vào ngực của người kia. Sức mạnh to lớn rung động, người kia bị đánh bay ra ngoài. Nhưng còn chưa rơi xuống, thì cả người đã nổ tung. T. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không tự chủ được dừng tay lại. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nói thật, đồ tân lương kia chỉ là dũng tuyển tầng 7, thực lực không cao nhưng không cao đi nữa cũng là dũng tuyển tầng 7, sức chiến đấu đủ để nghiền ép dũng tuyển tầng một mấy chục lần. Nhưng hắn lại bị một cước đạp nổ, điều này bảo người ta làm sao tiếp thu. Cái này tên phong thần thối. Lăng Hàn lung tung nói một cái tên. Hắn không xuất kiếm, cũng không dùng quyền, trưởng, chỉ là không muốn để bọn người thích vĩnh dạ hoài nghi thân phận của mình. Nhưng trên đời có mấy dũng tuyển tầng một như vậy, làm người ta muốn không nghi ngờ cũng không được. Con mắt của đám người thích vĩnh dạ sáng lên, muốn chết triển nguyên giận dữ quát lên cùng tiến lên cho ta làm thịt hắn làm thịt hắn lần này vốn nên là bọn họ săn bắn nhưng lại bị người diệt một đồng bạn hắn há có thể không giận dữ năm người còn lại đồng thời đánh tới tu vi của bọn họ cao hơn đổ tân lương hơn nữa năm đánh một coi như không thể giết lăng hàn nhưng muốn đánh hòa hẳn không có vấn đề nhưng bọn họ đối mặt chính là lăng hàn nha phong thần thối thân hình của lăng hàn bắn lên đùng đùng liên tục ra chân võ đạo là một pháp thông, vạn pháp thông. Hắn ở kiếm đạo đã tu ra bảy đạo kiếm khí, bởi vậy trong lúc búng chân cũng có một đạo kình khí bắn nhanh, hóa thành một thanh lợi kiếm, quét tới năm người kia. Giờ tay nhấc chân đều là kiếm. Hiện tại sức chiến đấu của hắn đủ để giết chết linh hải tầng 5 phổ thông, há là năm người này có thể ngang hàng. Đùng, hắn đá một cước vào giữa hai chân của một người trong đó. Kình khí bắn phá, hóa thành một thanh lợi kiếm, đã chém người kia thành hai nửa. Ao ao ao, ruột, tim, óc, loạn tung hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn cái này ngay cả lăng hàn cũng không nghĩ tới một cước của hắn lại đánh ra kiếm khí hình thành hiệu quả như vậy nhưng điều này cũng nói rõ hắn ở kiếm đạo đã có chút thành tựu mới có thể lấy thân hóa kiếm khắp nơi đều là kiếm đùng đùng lăng hàn lại đá bốn cước trên đất có thêm bốn bộ thi thể hoàn toàn nhìn không ra hình người tất cả mọi người dùng mình kia là năm cao thủ dũng tuyển hậu kỳ a nhưng hầu như bị thuấn sát trong cùng một lúc bảo người ta làm sao tin tưởng đám người triệu hoan thì thầm nghĩ, tên này sẽ không phải thật là lăng hàn chứ. Tuy dáng dấp hoàn toàn khác nhau, nhưng trên đời nào có nhiều dũng tuyển tầng một biến thái như vậy. Lăng hàn nhìn triển nguyên nói, hiện tại đến phiên ngươi. Triển nguyên bị ánh mắt của hắn nhìn mà trong lòng phát lạnh. Đây là ánh mắt thế nào nhỉ? Nó để hắn có cảm giác run rẩy, thật giống như linh hồn cũng đang sợ hãi. Hắn vội tiếp sức cho mình, nay chỉ là dũng tuyển tầng một mà thôi, tuy sức chiến đấu có chút nghịch thiên, nhưng nghịch thiên như thế nào đi nữa cũng không thể lướt qua ngưỡng cửa linh hải cảnh. Bằng không cảnh giới võ đạo không phải thành bầy biện sao? Dám giết đệ tử của Đông Nguyệt Tông, ngươi là đang tìm cái chết sao? Hắn giận dữ hét, chủ động công kích. Người giết người, phải có giác ngộ bị người giết, các ngươi há có thể ngoại lệ. Lăng Hàn đạp qua một cước. Phốc, một cước này không có chút hồi hộp nào mà đột phá phòng ngự của Triển Nguyên, tàn nhẫn đá lên mặt của hắn. Triển Nguyên lảo đảo lùi về sau, nhưng mới vài bước, đùng, đầu của hắn nổ tung, thân thể không đầu loạn trả loạn choạng, lúc này mới ầm ầm ngã xuống. Đám người thích vĩnh dạ đã sớm trợn mắt ngoác mồm. Bảy người triển nguyên giết trăm người mình chỉ còn dư lại 12 tên. Nhưng Lăng Hàn vừa ra tay liền diệt sạch bảy người kia, song phương tranh lệch lớn đến trình độ nào. Lăng, Lăng Đại Sư, Triệu Hoan thăm dò nói. Lăng Hàn chừng một chút nói, cái gì Lăng Đại Sư, Hoàng Long quả của ta đâu? Không phải các ngươi muốn nuốt hết phần của ta chứ, Triệu Hoan vội lấy Hoàng Long quả ra, đưa tới cả một cây nói, xin mời đại nhân nhận lấy. Hắn thấy Lăng Hàn không thừa nhận thân phận nên không dám nhận loạn, không thể làm gì khác hơn là kêu đại nhân. Lăng Hàn lấy một nửa Hoàng Long quả, lấy công lao của hắn dù lấy 9 phần 10 cũng nên. Lại nói, vừa rồi hắn cứu mọi người, giá trị vũ lực còn ở đó, dù lấy đi toàn bộ, đám người thích vĩnh dạ cũng chỉ có thể gật đầu. Nhưng quen biết một hồi, lăng hàn tự nhiên sẽ không lấy hết chỗ tốt lưu lại cho bọn họ một nửa nói ta lấy đi một nửa các ngươi không có ý kiến chứ không có bọn họ vội lắc đầu lăng hàn lưu lại một nửa hoàng long quả phần khác thì thu vào trong hắc tháp hắn đang định rời đi xung kích linh hải cảnh nhưng hơi nhướng mày nhìn về bên trái xèo xèo hai bóng người hầu như chân trước theo chân sau xuất hiện chính là ngạo kiên thành cùng thanh niên mặc áo tím thú vị ngạo kiên thành chắp hai tay sau lưng ánh mắt đảo qua hoàng long quả trong tay triệu hoan ồ là hoàng long quả chẳng trách gây ra chiến đấu nói thật ngay cả ta cũng có chút động tâm ồ kiên thành sư huynh đây là đệ tử bản tông thanh niên mặc áo tím nhìn một lúc ánh mắt khóa chặt ở trên một tay áo tuy phía trên còn vết máu nhưng vẫn có thể nhìn thấy đồ án trên đó ngạo kiên thành lập tức lộ ra sát khí điểm nhiên nói các ngươi thật to gan lại dám tàn sát đệ tử bản tông hừ, bọn họ mơ ước đồ vật của chúng ta, muốn giết người diệt khẩu, chúng ta nên nghển cổ đợi chết sao? Triệu Hoan không phục nói. Ở Vũ Quốc, hắn là thiên tri kiêu tử của bát đại hào môn. Nhưng đến nơi này lại liên tục gặp nguy hiểm đến tính mạng, tương phản thực sự là quá to lớn. Hiện tại mọi người đã chết, các ngươi muốn nói sao cũng được nha. Thanh niên mặc áo tím lạnh lùng nói. Ta nghĩ là các ngươi giết người cướp của, cướp sạch đệ tử của bản tông, nhưng còn muốn dội nước bẩn lên người bọn họ đấy. Bỏ hoàng long quả xuống, tự sát đi." Hắn ngạo nhiên nói, "Bọn người thích vĩnh dạ tức giận muốn điên, có bắt nạt người như thế sao? Nói đến nói đi, còn không phải coi trọng Hoàng Long quả sao?" Lăng Hàn cười nhạt nói, "Các ngươi đi trước, nơi này giao cho ta." "Ngươi? Bọn người thích vĩnh dạ do dự, các ngươi còn chưa tin ta?" Lăng Hàn nhướng mày, tự tin tung bay, "Đi." Nguyên bản đám người thích vĩnh dạ hoài nghi hắn chính là Lăng Hàn, lúc này lại không hoài nghi, dồn dập xoay người rời đi bọn họ ở lại chỗ này không chỉ không giúp được lăng hàn, ngược lại sẽ cản trở. Khẩu khí thật lớn. Thanh niên mặc áo tím cười gần. Chỉ là dũng tuyển tầng một cũng dám nói muốn chặn bọn họ, đây là dũng khí từ đâu tới. Hắn lập tức nhảy ra, muốn chặn đám người thích vĩnh dạ lại. Thân hình của lăng hàn cũng động, thiết kiếm ra, soạt, kiếm khí ngang dọc. Thanh niên mặc áo tím bị bức ngừng lại. Hắn đưa tay ra lau một cái, trên gương mặt bị kiếm khí gọt ra vết thương. Hắn không khỏi giận dữ nói, đáng chết, dám thương tổn ta, vậy thì như thế nào lăng hàn lạnh nhạt nói chết thanh niên mặc áo tím đập ra nhưng lần này mục tiêu là lăng hàn trong lúc công kích đó ý chí võ đạo lưu chuyển sức chiến đấu hết sức kinh người chí ít cũng có mười tinh ở linh hải cảnh còn có thể nắm giữ sức chiến đấu vượt qua cảnh giới ba tinh cái này rất không đơn giản lăng hàn không dám khinh thường lanh keng lanh keng trường kiếm muối nhanh kiếm khí trùng thiên tứ quý kiếm pháp êm dịu như ý ác chiến với thanh niên mặc áo tím nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha